Chương 11 Cố lên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mà lại, ta tại sao phải tức giận? Liga nghiêng đầu nhìn xem phụ cận một cái khác toàn tức quảng cáo, ở trong đó địch nhân, nhìn qua hoàn toàn là nhân loại, tô lâm đắm chìm trong thấp thỏm lại mờ mịt cảm xúc bên trong, nghe vậy cũng quay đầu liếc nhìn. A, à, chống khủng bố bắn nhau trò chơi. Hiển nhiên bất kỳ chủng tộc nào đều có thể xuất hiện tại nhân loại chế tác trong trò chơi hắn rất bình tĩnh nói. Sau đó, hắn liền lôi kéo bên cạnh thoáng có chút cứng đờ nhân loại tiểu cô nương, giống như là vô số tại trò chơi trong thành dạo bước tình lữ đồng dạng, sóng vai đi qua từng đầu hào quang hỗn loạn hành lang, sau đó cùng một chỗ nhã rảnh những cái kia lòe lòe toàn tức hình ảnh quảng cáo. Trò chơi thành mấy chục tòa kiến trúc lẫn nhau tương liên, tổng cộng có hơn ngàn cái hạng mục, hai người quanh đi quẩn lại bốn phía tuần hành, bất tri bất giác đi đến một ngôi lầu tầng cao nhất, Địa ngục mê cung bán vé cửa vào ngay tại phía trước. Tô Lâm vừa mới liền đối trò chơi này có chút cảm thấy hứng thú, hiện tại liền không nhịn được tiến tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, trò chơi này người chơi rất ít. Lối vào thậm chí được xưng tụng lãnh hỏa thu yên, cùng trên đường đi nhìn thấy những cái kia cảnh tượng nhiệt náo cùng đội ngũ thật dài hình thành so sánh rõ ràng. Một mình, yêu cầu thấp nhất dây cấp giác tỉnh giả. Cửa nhân viên công tác ngáp một cái, nhất định phải kiểm tra ID. Tô Lâm Một mình trò chơi Nhân viên công tác thanh tĩnh Hắn từ trên xuống dưới dò xét đối này mặc tình lữ trang nam nữ. Hai người kia nhan giá trị cao đến giống như là sống tới giả lập hình ảnh. Nhưng là nam này trên cổ tay làm sao ngay cả quan não đều không có. Tô Lâm chú ý tới ánh mắt của đối phương rơi vào ly ga trên cổ tay, cũng phát hiện vấn đề. Chờ ta lại đi mua cho ngươi cái quan não đi, dù sao trước đó ta kiếm tiền thưởng, tối thiểu nên phân ngươi một nửa, mà lại nếu không phải những số tiền kia, ta khả năng liền muốn bán thành tiền phòng ở cùng cánh xe mà sống. Nói xong lại cảm thấy đối phương sẽ không thiếu tiền, hoặc là nói khả năng căn bản không cần tiền. Ta biết ngươi khả năng không quan tâm, nhưng là kia xác thực, ân. Liga tùy ý tiểu cô nương nói liên miên lại nhảy nói chuyện, cuối cùng thấy được nàng lâm vào xoắn suýt, mới chậm rãi nói vô luận ngươi cho ta cái gì, ta đều sẽ tiếp nhận. Nhân viên công tác Nhân viên công tác một mặt chết lặng. Các ngươi còn chơi hay không rồi? Hắn tự động não bổ thành cái này nam nhân quan não bởi vì nguyên nhân nào đó hư hao. Hắn không chơi, ta tới đi. Tô Lâm nhún vai, vương tay tùy ý đối phương quét hình quan não. Không nghĩ tới chơi cái trò chơi phiền toái như vậy. Nàng coi như có thế mua quan não, cũng không cách nào ngay tại chỗ tạo một cái giác tỉnh giả thân phận chip. Nhân viên công tác bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem quét hình kết quả. Hắn kém chút đưa trong tay máy quét ném ra. Ngài có hứng thú mở trực tiếp sao? Một đường này đi tới, Tô Lâm không chỉ một lần nghe tới trực tiếp cái từ này. Hiển nhiên có thật nhiều người đem chính mình trò chơi tại chỗ biểu hiện ra cho người xem, thông qua một loại nào đó con đường tựa như địa ngục mê cung quảng cáo. Bất quá hiển nhiên cũng không phải là tay cầm camera loại hình phương pháp. Không chờ nàng đặt câu hỏi, nhân viên công tác tận chức tận trách cấp ra giải thích. Người biết, giác tỉnh giả vĩnh viễn là số ít, mà toàn bộ giác tỉnh giả quần thể bên trong, 90% người đều tại e cấp trở xuống, trung cao cấp giác tỉnh giả phi thường thưa thớt, cho nên những này chỉ có bọn hắn mới chuẩn nhập trò chơi, vĩnh viễn không thiếu người xem hắn cầm lấy một cái tinh xảo đầu đội thiết bị, vừa chỉ chỉ chính mình huyệt thái dương, người có thể đem nó dán tại kề bên này. Tô Lâm không có vội vã thao tác, có thật nhiều toàn tức trò chơi cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người a. À, những trò chơi kia bên trong người chơi đều có thể biến thành lên trời xuống đất đại lão, tuyệt đại đa số giác tỉnh giả đều làm không được loại trình độ kia. Không sai, nhưng kia đúng là khác biệt. Nhân viên công tác nhún vai, dứt khoát từ bỏ giải thích ngài có lẽ không thể nào hiểu được dù sao ngài sinh ra liền cùng bọn hắn không giống tóm lại bọn hắn đại đa số cũng là tại toàn tức trong khoang thuyền tiến hành thể nghiệm có thể chia sẻ ngài đại bộ phận cảm thụ tỉ như thụ thương là đau đớn cùng vết thương tự lành quá trình mặt khác bởi vì chúng ta cung cấp studio đồng thời vì ngài dẫn vào người xem cho nên khen thưởng là chia đôi nguyện ý biểu hiện ra trực tiếp lời nói cũng có thể trước đọc một chút phần này hiệp nghị Cô Lâm tiếp nhận hiệp nghị mở ra, phía trên liệt ra một chút có thế gặp phải nguy hiểm. Các loại nguy hiểm là dựa theo người chơi giác tỉnh giả đẳng cấp sắp xếp. Tại a cấp trình độ này bên trên sẽ chỉ nhận nhẹ nhàng nhất bị thương ngoài da, loại trình độ kia không sai biệt lắm chính là bị dao rọc giấy nhẹ nhàng cắt một chút, mà lại miệng vết thương của bọn hắn khép lại tốc độ rất nhanh, bên này còn tại kết thúc sau miễn phí cung cấp chữa bệnh vật dụng, coi như thụ thương cũng là vài phút sự tình tô lâm ta hỏi một câu không cần có cái gì cách đấu huấn luyện loại hình cơ sở a nhân viên công tác cười lên không cần trên thực tế từ trực tiếp hiệu quả mà nói ngài dạng này là rất được hoan nghênh sẽ để cho khán giả thu hoạch được càng chân thực thể nghiệm tô lâm do dự mãi hay là tiếp nhận dù sao kiếm tiền mà lại coi như chơi nện ngôi thứ nhất chủ bá thị giác không có người sẽ thấy mặt của nàng rời khỏi trực tiếp về sau nên làm cái gì làm cái gì. Về phần khán giả không hài lòng. Vậy thì liền tùy tiện bọn hắn đi. Tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, người chung quanh dần dần nhiều hơn. Những này du khách cũng không phải là muốn tham dự trò chơi, mà là nhìn thấy địa ngục mê cung lối vào chỗ có mới người chơi. Tại khu trò chơi vực môn nơi cửa, từ trước đến nay có miễn phí trực tiếp phóng túng, đương nhiên, không thể cùng hưởng thể cảm giác, chỉ là giống nhìn một trận ngôi thứ nhất phim. Bất quá cái này cũng hoàn toàn đủ. Các du khách kỹ kỹ tra tra nghị luận, thỉnh thoảng có người đem ánh mắt mịt mờ ném rơi vào đang cùng nhân viên công tác trò chuyện trên mặt thiếu nữ. Tiểu cô nương bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, một đầu màu nâu đậm trường quyển phát tùy ý kéo thành đuôi ngựa, con mắt to mà sáng tỏ, mũi cao thẳng, môi anh đào hồng nhuận, gương mặt mười phần thanh lệ lại lộ ra một điểm người trẻ tuổi đặc hữu mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Nàng cũng không lùng, có chừng một mét bảy ra mặt dáng vẻ. Chỉ là dáng người mảnh mai, eo nhỏ chân dài, thủ đoạn linh đinh, lộ ra tinh xảo yếu ớt khớp xương. Nhìn qua phản phất gió thổi qua liền muốn ngược lại. Đây không phải đi vào chịu chết sao? Dù là biết đây ít nhất là cái dê cấp giác tỉnh giả, hay là có người nhịn không được mở miệng. Đúng vậy a, à chân kia còn không có cánh tay của ta thô đâu chật 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 tuyệt đối đừng dựng thẳng đi vào nằm ngang ra cái kia ngược lại là sẽ không tối thiểu là trung cấp giác tỉnh giả một thương đánh xuyên qua đầu cũng sẽ không chết ở trong đó có bốn chữ số khôi lỗi sẽ đem nàng trực tiếp xé thành chia năm xẻ bảy đi ngươi suy nghĩ nhiều lại không tốt cũng có thế chạy mất khôi lỗi không có nhanh như vậy khôi lỗi không có nhanh như vậy ngươi nghiêm túc những vật kia thế nhưng là có thế tránh đạn A. À. Bọn hắn cực lực thấp vọng nhưng lại không biết cái này không có chút ý nghĩa nào. Tô Lâm vuốt vuốt lỗ tai, làm bộ chính mình cái gì đều không nghe thấy. Ly Ga lặng yên đứng tại bên cạnh nàng, Hoàng Mỹ đóng vai bồi chơi bạn trai nhân vật, bởi vì đưa lưng về phía các du khách, đại đa số người không thế nào chú ý hắn. Cũng có người ngược lại là khe khẽ bàn luận hai câu. Rất đẹp trai, ta chua kia nữ cũng tốt gầy a à, chân là thật dài là hukoma khoa loại kia à suỵt đừng tất tất ta nghe ta tỷ nói có giác tỉnh giả lỗ tai tặc dễ dùng cách tường đều có thể nghe tới người nói thì thầm nhân viên công tác ngay tại vội vàng mở ra mới studio đồng thời điều chỉnh thử thiết bị liga có chút cúi đầu xuống bọn hắn thật là kỳ quái tô lâm minh bạch hắn khẳng định cũng có thể nghe thấy những người kia đang nói cái gì Ta nghe tới rất nhiều kỳ quái lời nói, ta hiếu kỳ ngươi nói là cái gì? Bọn hắn cũng không nhận ra ngươi, chỉ vì ngoại hình của ngươi liền phán đoán ngươi sẽ thụ thương. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đây có phải hay không là phi thường nông cạn ngu muội cách làm? Chỉ là một loại nào đó cố hữu tư duy hình thái. Tô Lâm nghĩ nghĩ, ngươi biết giác tỉnh giả cùng dị năng giả là số ít đi, tại đế quốc công dân bên trong chiếm sau một phần vạn, rất nhiều người đều chưa có tiếp xúc qua dù cho biết kia là không giống tồn tại nhưng vẫn là nhịn không được dùng chính mình quen thuộc tiêu chuẩn đi cân nhắc bọn hắn bất quá ta là không quan trọng nha tại ta tộc đàn bên trong suy đoán như vậy là một loại vô cùng nghiêm trọng khiêu khích liga có chút kỳ quái nói cho rằng người nào đó không đủ để đảm nhiệm chiến đấu bình thường lấy một phương tử vong hoặc là trọng thương mà kết thúc tô lâm nháy nháy mắt ngươi ý tứ tại thế giới của các ngươi bên trong lúc này ta nên cùng những người kia đánh cái ngươi chết ta sống sao. Đa số người sẽ làm như vậy, trừ phi bọn hắn cho là mình cùng người khiêu khích lực lượng trên lệch rất xa. Liga bình tĩnh trả lời, về phần hẳn là hay không, cũng không có đáp án. Tô Lâm cũng không chuẩn bị nếm thử làm như thế. Nàng cất giọng hỏi bên kia nhân viên công tác. Tiên sinh, ta trước tiên có thể đeo lên cái này thử một chút sao? Cái sau phất phất tay, không có vấn đề, ngươi đăng nhập trước một chút, chuẩn bị kỹ càng gọi ta là được. Tô Lâm đem lạnh bút chip dán lên Thái Dương. Mảnh kim loại biên giới duỗi ra mấy cái ngắn mà mảnh khảnh máy móc kim thăm dò, bọn chúng có chút đâm vào làn da. Đồng thời, từng tia từng sợi lam quang từ chip thượng kéo dài tới mà ra, ngưng tụ thành một bộ hơi mờ khung kính, các ở trước mắt của nàng. Trong ống kính bày biện ra phức tạp giả lập giao diện. Các loại studio quảng cáo cấp tốc nhấp nhô, Đủ loại pop.up lần lượt nhảy ra ngoài Đây là một cái cực kỳ nổi danh trực tiếp bình đài Tại tin võng thượng có được to lớn lưu lượng Người sử dụng trải rộng đế quốc tinh vực Tô Lâm vội vàng đăng ký đến trướng hào Mạo xưng cái hội viên Khóa lại thân phận ID Dù sao chờ một lúc muốn lấy tiền Dù là nàng cảm thấy mình nói không chừng chỉ có 30-50 khối khen thưởng Nàng đóng lại giao diện Nghe tới người phụ trách thanh âm Giang phòng cho ngươi mở tốt cái sau so cái ngón tay cái, tùy thời đều có thể mở, cố lên, hiện tại người xem đã phá ngàn. Không quan hệ, ngươi chỉ là người chơi, người xem cũng đều biết, bọn hắn sẽ không dùng chuyên nghiệp chủ bá trình độ tới yêu cầu ngươi, lại nói, ngươi hoàn toàn trực tiếp che đậy lại mưa đạn. Hắn lại an ủi vài câu. Vượt tinh hệ lữ hành phi thường đắt đỏ, đại bộ phận người là không cách nào gánh vác. Nhưng mà thông qua mạng lưới quan sát trực tiếp phí tổn tiện nghi gấp trăm ngàn lần, còn không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm, lấy người cải tạo tố chất thân thể, bị kích thích mà đột phát tâm xuất huyết não bệnh khả năng hầu như không tồn tại. Đang làm việc sau khi, đây chính là bọn họ chính yếu nhất giải trí một trong phương thức. Đế quốc công dân số lượng cực kỳ to lớn, dù là chỉ có một bộ phận người trầm mê quan sát trực tiếp, cũng là không thể đo lường số lượng. Vậy ta liền đi vào à nha. Tô Lâm hướng hắn gật gật đầu, lại nhìn về phía người bên cạnh. Có một nháy mắt, nàng cảm thấy mình có chút không tầm thường. Nàng lại đem trong truyền thuyết có thể hủy diệt vũ trụ đại lão đặt xuống ở một bên, chính mình chạy tới chơi đùa. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút ấy nấy, nếu không ngươi cũng mượn lúc này nhìn xem người khác trực tiếp. Tô Lâm không đợi hắn trả lời, trực tiếp hướng nhân viên công tác mua một cái đồng dạng đầu thiếp thức toàn tức máy mô phỏng. Chờ một lúc ta ra cùng ngươi thảo luận. Tại sao phải nhìn người khác? Liga tiếp nhận thể nghiệm khí, giao diện triển khai lúc, cặp kia xinh đẹp đỏ trong mắt vang dội lên từng mảnh từng mảnh hỗn loạn quang ảnh, giống như vô số vỡ vụn chấm nhỏ rơi xuống. Tô Lâm vừa đem chính mình liên nhập studio, còn không có chính thức mở ra trực tiếp, bởi vậy khán giả chỉ có thể nhìn thấy nàng tiến đến, nhưng là còn không cách nào cùng nàng thông cảm giác, thấy được nàng nhìn thấy đồ vật. Phía dưới nói chuyện phím giao diện đã bắt đầu không ngừng nhấp nhô tin tức mới chủ bá tiến đến đi. Má ơi, ta đến tẩy tẩy con mắt, nhìn đủ những cái kia giả vờ giả việc xé phê tiết mục. Đều là tiết mục tổ đang làm sự tình mà thôi, nhìn chán lệch. Các huynh đệ, nghe nói cái này chủ bá chí ít là trung cấp giác tỉnh giả, thật giả. Thật, anh em, đây là nhạc viên giải trí địa ngục mê cung A, có khôi lỗi cái kia, mặc dù đều là năng lượng tố thành khôi lỗi, nhưng là mô phỏng trình độ cao tới 99% đâu đúng vậy a à, ngươi cảm thấy trên đường cái tùy tiện bắt một người có thế tại khôi lỗi bầy bên trong sống sót tô lâm liếc qua những tin tức kia lại tạm thời đóng lại giao diện bởi vì ta khả năng chơi rất dở có lẽ ngươi nhìn một chút liền muốn đánh chết ta liga rủ mắt nhìn qua nàng xuyên thấu qua những cái kia màu lam nhạt hình chiếu giao diện ánh mắt dường như nhiều một điểm dung túng cùng bất đắc dĩ ngươi lại khẩn trương ta lại muốn kiếm trực tiếp khen thưởng lại sợ mình bị mắng quá thảm. Tô Lâm nhún vai. Nàng muốn thư giãn một tí tâm tình, liền nói đùa bàn nói ra. Nghe nói ngươi là toàn trí toàn năng, chí cao thần miệng hạ, có biện pháp giúp ta một chút sao? Ly ga. Hắn đối toàn trí toàn năng thuyết pháp này từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn là lâm vào suy tư, giống như ngay tại đối mặt cái nào đó hắn không am hiểu nan đề. Trễ một giây, hắn nâng lên năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng bàn tay. Tô Lâm không giải thích được nhìn xem hắn. Cho đến không có chút nào nhiệt độ lạnh buốt đầu ngón tay, chạm đến mang theo ấm áp màu nâu đậm tóc quăng. Trùng tộc thần linh nghiêm túc đưa tay xoa lên nhân loại tiểu cô nương đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt. Hắn cúi đầu nhìn qua thần sắc ngu ngơ nữ hài, bộ câu huyết hồng như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt bên trong mờ mịt lên ý cười. Cố lên! Tô Lâm Chương 12 ta xác thực hưởng thụ ở cùng với nàng cảm giác. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bọn hắn lần này hỗ động hoàn toàn bại lộ tại trong mắt người khác. Những cái kia chờ lấy từ màn hình lớn nhìn trực tiếp các du khách đã tê dại, phản phất đang bị băng lãnh thức ăn cho chó lung tung đập vào trên mặt. Tô Lâm cảm giác gương mặt lại có chút nóng lên. Tạ ơn. Nàng buông thõng đầu, thanh âm nhỏ đến chính mình cũng muốn nghe không gặp. Không cần khẩn trương phía trên truyền đến mang theo ý cười thanh âm. Con kia đặt tại đỉnh đầu đại thủ có chút trượt, chế trụ sau gáy của nàng, ôm nhu khiến cho nàng ngẩng đầu hướng về phía trước. Ly ga có chút cuối người, tới gần trước mặt nhịp tim mất tốc độ tiểu cô nương. Hai người tự hồ làm ra một cái thân mật thì thầm tư thái, nếu như ngươi cần, ta có thể xóa đi tất cả mọi người đối với chuyện này ký ức, tại ngươi kết thúc trò chơi về sau. Tô Lâm Nói như thế nào đây? Trong nội tâm nàng một bên dâng lên phấn hồng bong bóng, một bên lại dâng lên cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái tư thế này để nàng cơ hồ là lâm vào đối phương trong ngực. Tô lâm có chút mất tự nhiên quay đầu qua. Ngươi biết ta có thể nghe thấy 10 mét có hơn thì thầm đi, ngươi không cần gần như vậy. Ly ga hoàn toàn không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng, thậm chí còn bắt chước giọng điệu của nàng. Ngươi biết ta muốn cùng ngươi giao lưu cũng không nhất định muốn thông qua thanh âm sao, ta chỉ là hy vọng làm dịu áp lực của ngươi tô lâm tô lâm cho nên liền ghé vào bên tai ta nói chuyện đây cũng là cái kia bản nhân loại xã giao bảo điển nâng lên đến phương pháp liga phi thường bình tĩnh chúng ta đi đến nơi đây trên đường đi ta gặp được rất nhiều quan hệ thân mật nhân loại đều sẽ dùng cùng loại tư thế trò chuyện ý đang thay đổi đối phương cảm xúc trạng thái tô lâm người ta là tình lữ a nàng thua trận. Tóm lại, tạ ơn, thanh trừ ký ức có lẽ không cần, đại khái, đem cái này xem như bê kế hoạch đi. Tô Lâm quay người hướng cửa vào đi đến, cũng đem chính mình máy mô phỏng điều đến chủ bá hình thức, để studio khán giả có thể đồng bộ giác quan của mình. Nàng hướng sau lưng phất phất tay. Mưa đạn xoát lên một mảnh. Hoa, wow, ta nhìn thấy chủ bá tay, là tiểu tỷ tỷ đi. Vừa gầy lại bạch tiểu tỷ tỷ ta có thể không biết là cái gì huyết thống nha, mù đoán một con mèo khoa. Một, họ mèo chơi cái này xác thực có ưu thế. Tô Lâm tiến vào một đầu hành lang, hình cung trên vách tường lóe ra hỗn loạn thải sắc hình ảnh, đỉnh đầu vang lên một thanh âm. Nhạc viên giải trí vì ngài khuyên tình hiện ra, hoan nghênh đi tới địa ngục mê cung. Từ thải sắc màn hình tạo thành hành lang bỗng nhiên dập tắt quan ảnh. Mưa đạn khu vực bắt đầu cùng hoang. Tô Lâm cảm thấy dưới chân không còn, cả người bắt đầu mất trọng lượng hạ xuống nàng cảm nhận được mất trọng lượng cảm giác băng lãnh phong từ ngón tay xuyên qua lại tại bên tai phát ra tiếng rít quái dị bầu trời cuối cùng một tia khe hở triệt để khép kín biến thành nửa đêm mây đen như màn sân khấu bóng tối bao trùm toàn bộ khổng lồ tĩnh mịch mê cung tại một mảnh a a a a a a a, a trong màn đạn nàng từ hơn trăm mét cao không trung ngã xuống tô lâm sớm đã đem mưa đạn khu vực co lại đến nhỏ nhất cũng không thế nào bị xoát bình phong ký tự ảnh hưởng. Rơi xuống chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Nàng một bên điều chỉnh tư thế, một bên mượn ưu tú nhìn ban đêm lực, tại không trung nhìn ra xa toàn bộ mê cung, đại khái xác định điểm cuối cùng phương hướng. Một tiếng vang thật lớn. Tô Lâm hai tay chống địa, duy trì lấy nửa quỳ tư thái, tâm tình phức tạp nhìn khắp bốn phía. Nàng dưới chân mặt đất hiện ra một cái hố to, mạng nhện như vết trạng phun hướng bốn phương tám hướng, đá vụn lăn loạn. Hòa tàu cái này có một 200 mét cao độ A. Cái này trong trò chơi, quái vật là giả lập, sân bãi lại là chân thực. Chủ bá ngư bức. Hoa thật ài, ta chính là có chút chân nha, tay có từng điểm từng điểm đau nhất, nhưng cũng lập tức liền tốt. Thoải mái thoải mái, cho tiểu tỷ tỷ tặng hoa. Thổi cũng không cần đi, biểu hiện này thật đồng dạng bàn, dù sao trung cấp giác tỉnh giả đâu ngươi còn trông cậy vào đến cái hoa văn nhảy lầu người ta chính là cái người chơi bình thường đoán chừng là đi ngang qua du khách lại không phải chuyên nghiệp cấp có thể nghiệm cũng không tệ tốt a à. tô lâm hiện tại cảm giác rất kỳ diệu cổ thân thể này cùng nàng lúc trước rất giống từ tướng mạo đến dáng người cơ hồ đều giống nhau như đúc tốt a à, vị này quý tộc tiểu thư làng gia càng tinh tế một điểm cũng không có thức đêm mắt quần thâm đương nhiên từ thiết lập đi lên nói đây là người cải tạo thân thể từ xương cốt đến ghen đều sẽ có khác nhau mà lại là giác tỉnh giả mang ý nghĩa lực lượng mạnh hơn cùng sinh mệnh lực thí dụ như nói vừa rồi thoáng một cái không có bất kỳ cái gì hạ xuống công trình nàng liền thật lông tóc không tổn hao tô lâm đứng dậy trong mê cung tia sáng phi thường u ám bầu trời không có nguồn sáng từng bức cao thấp chập trùng tàn tạ trên tường đá treo màu xanh thẫm dây leo, sợi đằng rất dày, trong gió phát ra tiếng sột soạt vỡ vang lên, tại những cái kia cành lá ở giữa, ngẫu nhiên chôn giấu một viên nho nhỏ đèn điện. Những này đèn chỉ có thể để người chơi bắt được một chút xíu lấp lóe ánh sáng. Tác dụng của nó, chính là để người chơi đánh giá ra nên vị trí là vách tường mà thôi. Lúc này, này chút ít yếu điểm sáng, phản phất bị khuếch tán thành 10 vạn quát bóng đèn ngoại tàu cái này cùng quảng cáo bên trong không giống nhau lắm a à, địa ngục mê cung có như thế sáng sao ông trời của ta cảm giác giống như là độ sáng bị nâng cao đồng dạng đây là người xem công năng sao tỉnh đây là người ta chủ bá năng lực từng đầu chật hẹp hoặc rộng rãi mê cung thông đạo đều bị chiếu lên rõ ràng thậm chí mặt đất ẩn tàng dùng cỏ khô xếp thành cạm bẫy hoặc là thiếu gạch đá dẫm lên liền sẽ trực tiếp rơi vào hư không lỗ thủng những nguy hiểm này địa phương, vốn nên rất dễ dàng để người trúng chiêu, nhưng mà không chịu nổi nàng nhìn ban đêm lực quá tốt, thấy nhất thanh nhị sở. Tô Lâm dễ dàng né tránh bọn chúng. Khen thưởng khu vực toát ra từng đóa từng đóa hoa hồng. Tô Lâm nghiêng đầu một chút. Trong tai nàng là lưu động phong thanh, còn có dây leo cành lá ma sát nhẹ vang lên, cùng bên trái vách tường ầm vang đổ xuống. Một đạo hắc ảnh đột nhiên vượt qua sụp đổ vách tường, dương nanh múa vuốt đánh tới. Nương theo lấy tanh hôi hư thối khí tức. Khi là một cái lục túc hai cánh, miệng đầy răng nanh sinh vật. Nó trụi lũi trên đầu chỉ có một trương huyết bồn đại khẩu, miệng đầy răng cưa trạng răng nanh. Cao chừng 5 mét trên thân thể bao trùng kiên sát, che kính màu đen hoa văn màn cánh lóe ra kim loại sáng bóng, ba đôi chân đốt cuối cùng là thật dài lưỡi đao bàn lợi trảo. A a a a a a, -a ngoạ ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc khôi lỗi ngoà tàu ngoà tàu ngoà tàu chủ bá con mắt quá tốt đi quá rõ ràng ta đã sợ tô lâm cơ hồ muốn ngẩng đầu lên quan sát quái vật khổng lồ này không phải nàng bị dọa sợ không biết chạy trốn mà là phụ cận tất cả đều có cùng loại thanh âm truyền tới khôi lỗi đột nhiên tới gần nâng lên lợi trảo giống như tử thần liêm đao lần này động tác cực kỳ cấp tốc thậm chí phát ra bén nhọn tiếng xé gió trong màn đạn hỗn loạn tưng bừng Người bình thường đang đánh nhau thời điểm, thường xuyên sẽ có thân thể theo không kịp đầu óc cảm giác, cho nên có thể sẽ trơ mắt nhìn xem nắm đấm đánh vào trên mặt. Tô Lâm hiện tại thì là vừa vặn tương phản. Nàng nhìn xem khôi lỗi nâng lên liêm đao bàn chân trước, trong đầu lập tức sinh ra tránh né ý nghĩ, thân thể cũng lập tức tùy theo hành động. Lợi trảo rơi trên mặt đất, gãy ra một đạo thật sâu vết cắt. Tô Lâm đã nhảy ra xa 4, 5 mét. Tốt A, à, Chiến đấu Nàng đã kiên định mạnh lên ý nghĩ, như vậy chiến đấu nhất định là ắt không thể thiếu bộ phận. Liền tóm lấy cơ hội này đi, chí ít đây đều là giả lập địch nhân. Tô Lâm nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay chống đỡ thô ráp mặt đất, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Hô hấp mạnh lên biến sâu, nhịp tim đều tại có chút tăng tốc, giác quan độ nhảy thẳng tắp lên cao. Tất cả gió thổi cỏ lay, bất luận cái gì nhỏ vụn thanh âm đều bị hoàn toàn bắt giữ, sau đó chuyển hóa thành tin tức. Đây là tiền thân trong trí nhớ không có cảm giác. Trong thoáng chốc, Tô Lâm nhớ tới chính mình nhàn rỗi nhàm chán xem tin võng thẩm tra giác tỉnh giả tài liệu tương quan lúc, từng nhìn thấy qua một câu. Giác tỉnh giả chân chính lực lượng là bị hoàn cảnh cùng ý chí tỉnh lại. Bất quá, trong ốc nàng tràn ngập loại kia phấn khởi cảm giác, trong lúc nhất thời không phải rất nguyện ý cẩn thận suy nghĩ những vật này, càng muốn hơn phát huy trong thân thể tràn đầy lực lượng. Tô Lâm không còn đi nhìn lít nha lít nhíp không ngừng nhấp nhô mưa đạn. Khôi lỗi tại không có bị mệnh lệnh trạng thái, sẽ mãi không kết thúc công kích chung quanh vật sống. Trong trò chơi quái vật cũng mô phỏng điểm này. Nó cũng không có bởi vì công kích thất bại mà phẫn nộ hoặc là mê mang, mà là không chút do dự tiếp tục công kích. Khi một đôi kinh khủng lợi trảo bay tán loạn múa, dễ như trở bàn tay mở ra hòn đá đụng nát vách tường, trên mặt đất đục ra thật sâu câu ngấn. Tô Lâm mỗi lần đều có thể thoải mái mà né nhanh qua đi. Nhưng trò chơi này có thời gian hạn chế. Mà lại càng nhiều khôi lỗi đang từ bốn phương tám hướng vọt tới, cho nên nàng không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Tô Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, theo loại kia khiến người vui vẻ phấn khởi cảm giác không ngừng bốc lên, nàng toàn thân huyết dịch lưu động đều đang tăng nhanh, tứ chi bên trong đều tiếp xúc gấp đón đỡ thả ra lực lượng. Nàng nhất định có thể so sánh vừa rồi chạy càng nhanh nhảy càng xa. Tô lâm ma quyền sát trưởng ngẩng đầu lên, có chút cuối người, hai chân cong lên, căng cứng cơ bắp bỗng nhiên phát lực. Thiếu nữ mảnh mai thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhảy lên cao độ bất khả tư nghị về sau, lại một cước dẫm lên treo đầy sợi đằng vách tường, lần nữa mượn lực, ngành sinh sinh lực đến mười mấy mét cao trên đầu tường mưa đạn khu đã nổ. Tô Lâm đứng lặng tại tường cao bên trên, trong mê cung tường vây cao thấp rất không chỉnh tề, đây coi như là tương đối cao một chỗ, bởi vậy tầm mắt vô cùng tốt. Mô phỏng gió đêm thổi mặt mà tới. Nàng quan sát phía dưới chi chít khắp nơi thông đạo. Nếu như đứng tại trên mặt đất, liền sẽ bị những này vách tường che đậy ánh mắt, không cách nào phán đoán tiến lên phương hướng. Nhưng mà, đổi một cái thị giác, toàn bộ trò chơi đều trở nên đơn giản trong bóng đêm mê cung quanh quẩn phong minh cùng gầm nhẹ. Đám khôi lỗi từ từng cái phương hướng điên cùng vọt tới, ném xuống lắc lư bóng tối tựa như quỷ mị. Bọn chúng không cách nào tại mặt đất công kích đến mục tiêu, liền nhao nhau chấn động cánh bay lên mà lên, duỗi ra giữ tận đáng sợ lợi trảo, ý đồ xé nát con mồi. Nàng quay người lao nhanh. Tạp niệm trong đầu tự hồ cũng dần dần bài không. Vô tận năng lượng rót vào bộ phận cơ thịt trung, huyết dịch phản phất đều tại hưng phấn sôi trào. Tại cái này ồn ào náo động trong thế giới giả lập, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng tự do. Khu trò chơi lối vào. Vây xem du khách càng ngày càng nhiều, trước màn ảnh lớn đã đứng đen nghiệp một mảnh, một ít kẻ có tiền đã tại hỏi thăm thuê hoặc là mua thông cảm giác thiết bị giá cả. Tô Lan từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn một tay che chở bên cạnh tóc đen nữ hài, sau lưng còn đi theo mấy cái người mặc đồng phục cao cấp cảnh sát. Bọn hắn vận dụng quyền hạn mới giúp hắn tìm được muội muội vị trí. Ấu ấu, ngươi thật muốn làm như thế sao? Góc độ vấn đề, Tô Lan không nhìn thấy một bên khác màn hình lớn, chỉ có thể trông thấy kêu loạn đám người, không chịu được khẽ nhíu mày. Tóc đen nữ hài có chút miếng môi, trong mắt hiện ra lo lắng. Lúc ấy là ta không nói rõ ràng, các ngươi mới hiểu lầm Tô Lâm tiểu thư, cho là nàng là cố ý đẩy ngã ta nàng nhất định rất tức giận mới có thể kéo đen các ngươi bạch ấu vô cùng tự trách nói ta cảm thấy ta cũng có trách nhiệm hẳn là hướng nàng nói xin lỗi cô lan thở dài ngươi chính là quá tốt bụng coi như nàng không phải cố ý tổn thương ngươi cũng là nàng trước tiên đem ngươi hô lên đi đối ngươi nói năng lỗ mãn nói đến đây hắn dừng dừng lúc đầu không muốn mang ngươi tới bất quá lâm lâm tựa hồ thật rất tức giận dù sao chúng ta oan uổng nàng mà lại kéo đen chúng ta cũng coi như còn chạy tới làm chuyện nguy hiểm như vậy bọn hắn đoàn người này có chút đáng chú ý chỗ bán vé nhân viên công tác đã sớm chú ý tới bọn hắn nghe xong lời này người phụ trách vội vàng giải thích dù sao đối phương nhìn xem chính là nhân vật có quyền thế thật có lỗi tiên sinh chúng ta nơi này sẽ kiểm tra người chơi thân phận không phù hợp điều kiện không thể tiến vào nói thật ta không cảm thấy cái này trò chơi đối vị nữ sĩ kia đến nói được xưng tụng nguy hiểm. Đừng tìm ta đến một bộ này, liền xem như ngang cấp giác tỉnh giả, có thể hay không tiến vào thức tỉnh trạng thái, cũng hoàn toàn khác biệt. Tô Lan lắc đầu, lại đi về phía trước mấy bước. Các nhân viên làm việc hai mặt nhìn nhau. Vậy ít nhất cần mãnh liệt chiến đấu dục vọng cùng kiên định ý chí, nàng là muội muội ta, nàng tình huống như thế nào ta nhất thanh nhị sở, nàng tuyệt đối không có khả năng tiếng nói của hắn im bặt mà dừng tô lan rốt cục thấy rõ cái kia bị khán giả tần tần vần quanh cự màn. các du khách chợt bột phát ra một trận tiếng hô trong màn hình là một vùng tâm tối mê cung lúc này thị giác đột nhiên chuyển đổi từ ngôi thứ nhất trực tiếp biến thành đờ cùng đập ngôi thứ ba bình thường chỉ có người chơi biểu hiện đặc sắc thời điểm mới có thể hoán đổi đến cái này hình thức thiếu nữ nhẹ nhàng tùy ý chạy nhanh thật dài tóc nâu trong gió tung bay tại từng bức tường cao ở giữa nhảy vọt lên xuống tránh né lấy các loại công kích mượn chạy lấy đà nhẹ nhõm nhảy ra mười mấy mét xa khoảng cách vượt qua sâu không thấy đáy khe hở hồng câu thân thể nàng cơ hồ lôi ra từng đạo tàn ảnh như thiểm điện xuyên qua tại bầy trùng bên trong tô lan bạch ấu kinh ngạc nhìn cái kia màn hình đầy mắt không thể tưởng tượng nổi sau đó bọn hắn đồng thời nghe thấy người phụ trách thanh âm vị nữ sĩ kia lập tức liền muốn thông quan ngươi muốn đi phòng nghỉ theo nàng sao tô lan lỗ tai hắn rất nhọn luận thính lực không thể sau muội muội phải kém bởi vậy lần nữa bị chấn kinh không khỏi nhìn về phía du khách dừng bước khu vực mấy công việc nhân viên đứng tại một cái tóc đen nam nhân bên cạnh ngươi một lời ta một câu nói chuyện đi thôi đi thôi ngươi không phải bạn trai của nàng à hại bạn gái của ngươi thật lợi hại a à cùng với nàng quá tốt đi, khẳng định đặc biệt có cảm giác an toàn. Tóc đen nam nhân có chút quay đầu, bên mặt hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ, tự hồ còn hơi cười. Ta tạm thời không thể hoàn toàn lý giải cảm giác an toàn là cái gì, nhưng ta xác thực hưởng thụ ở cùng với nàng cảm giác. Chương 13 Thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trò chơi đã kết thúc. Cô Lâm co quắp ở phòng nghỉ trên ghế salon, từng ngụm từng ngụm thở. Phía trước trên bàn đặt vào mấy chi dinh dưỡng tề cùng bình lớn y dụng phun sương, đều là người bán miễn phí cung cấp. Tiền thân chưa hề tiến hành qua dạng này kịch liệt vận động, càng không có rèn luyện qua sức chịu đựng. Cho nên, tại thoát ly khẩn trương kích thích trạng thái chiến đấu về sau, trong đầu cảm giác hưng phấn dần dần rút đi, thay vào đó chính là thân thể nặng nề cùng đau nhức cảm giác. Tô Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng đã đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Giác tỉnh giả không vẻn vẹn là thể năng hạng mức cao nhất cùng xương cốt cơ bắp mật độ cao hơn thường nhân. Trong cơ thể của bọn họ loại kia đặc thù lực lượng, chuyên nghiệp danh từ tự hồ được xưng là thức tỉnh trạng thái, một khi có thể sử dụng, liền sẽ để sức chiến đấu gấp bội gấp bội nữa. Bất quá, đang thức tỉnh trạng thái kết thúc về sau, mệt nhọc cùng đau đớn cũng sẽ trở về vừa rồi hẳn là chỉ là tô lâm một bên một bên đảo quan não, sơ cấp thức tỉnh trạng thái. Nàng không quá xác định nói, dựa theo những này trên website thuyết pháp, nếu như tiến vào trung cấp thức tỉnh trạng thái, thân thể hình thái đều sẽ phát sinh biến hóa, khẳng định là mạnh hơn. Cho nên ngươi cần càng nhiều ngoại bộ kích thích. Liga đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài trò chơi thành lập lòe nhấp nháy lộng lẫy đèn đuốc. Ta không biết, có lẽ cái kia có thể hữu dụng. Tôi Lâm nhớ tới rời khỏi studio là nhìn thấy mưa đạn. Trò chơi vừa mới kết thúc, nàng lập tức liền gãy mất chính mình cùng khán giả kết nối. Hiện tại xem ra cái này rất chính xác, bằng không bọn hắn sắp cảm nhận được trước nay chưa từng có mỏi mệt cùng cảm giác bất lực. Bất quá, một khắc này, nàng nhìn thấy những cái kia biểu thị vui sướng trong màn đạn xen lẫn một chút như là chủ bá mạnh như vậy làm sao không giết mấy cái khôi lỗi, loại hình tiết hận. Giết khôi lỗi giết thế nào? Cầm nắm đấm trực tiếp đập lên sao? Đem những năng lượng kia thể đạp nát. Tô Lâm tại quảng cáo bên trong nhìn thấy chính là người chơi một đường chạy, trong mê cung cũng không cung cấp vũ khí, nàng tự nhiên mà vậy cho rằng đây chính là cái chạy trốn tìm đường trò chơi. Bởi vậy dù là nàng có chiến ý, nhưng kia càng tiếp cận với có bản lĩnh liền đến đánh ta a, à, mà không phải ta muốn đem các ngươi đều chơi chết. Tô Lâm cũng có thể là ta cần chuyển đổi một chút ý nghĩ. Nói chuyện trong lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng phá cửa. Nương theo lấy các nhân viên làm việc nóng nảy kêu gọi cùng ngăn cản. Cửa phòng nghỉ ngơi trực tiếp bị nện mở. Tô Lan Cao mày đi tới, trên thân màu trắng quân trang không nhúng bụi trần. Ban sơ hắn bị kinh đến, thậm chí trơ mắt nhìn xem người nam kia tiến phòng nghỉ một khắc này hắn cũng hoài nghi trong trò chơi người chơi đến cùng có phải hay không muội muội của mình hiện tại hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía gian phòng bên trong một nam một nữ bọn hắn thậm chí còn mặc đồng dạng quần áo hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua muội muội mặc thành dạng này tô lan hoa mắt chóng mặt nghĩ đúng nhất định là vì cùng cái này nam xuyên tình lữ trang muội muội mới có thể từ bỏ những cái kia định chế váy trang cùng đắt đỏ dày cao gót hắn đã hoàn toàn quên Tô Lâm còn muốn chơi đùa tiến hành cường độ cao vận động sự tình. Còn không đợi Tô Lan nói chút gì, phát biểu một chút đối muội muội khiển trách, qua, Tô Lâm trước tiên mở miệng, đây chính là ngươi tố chất sao, thiếu tướng các hạ. Thật xin lỗi, Tô Tiểu Thư, nhưng là chúng ta thật ngăn không được. Các nhân viên làm việc liên thanh thật có lỗi. Tô Lâm đối bọn hắn khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì. Tô Lan Lâm Lâm, đừng làm rộn phụ thân rất tức giận ngươi tốt nhất nhanh lên về nhà hắn vốn muốn nói ngươi làm hư hôn ước phụ thân tức giận đến muốn chết nhưng mà phụ cận nhiều người hay là không có nói ra miệng phòng nghỉ bên ngoài hành lang cuối cùng gạt ra một đống lớn du khách bên cạnh còn có làm bộ ngăn cản kỳ thực cũng cảm thấy rất hứng thú các nhân viên làm việc bọn hắn không dám mở camera thu lại đều lắng tai nghe các quý tộc bác quái còn có khe khẽ bàn luận về phần tại sao biết bọn hắn là quý tộc, bởi vì sớm có người muốn trộn đập một màn này, lại chỉ có thể đập tới mơ hồ bóng người, hiển nhiên là bị quấy nhiễu trang bị ảnh hưởng. Đây là quý tộc đặc quyền một trong. Tô Lan nghĩ nghĩ, chuyện ngày đó ngươi không phải cố ý, chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thư cũng muốn xin lỗi ngươi, hắn hướng bên cạnh đi một bước, lộ ra sau lưng rụt rè tóc đen nữ hài. Bạch ấu ngậm miệng, thật xin lỗi, ngày đó ta không có đem nói chuyện rõ ràng, để bọn hắn đều hiểu lầm ngươi. Nàng một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trên ghế salon quý tộc tiểu thư. Nhìn qua hoàn toàn không bị tổn thương, hẳn là không lọt vào máu đỏ đoàn hải tặc ám sát a. Bạch ấu nghĩ như vậy. Có lẽ người kia lúc ấy chỉ là nói giỡn thôi, cũng không có thật phái người đi tổn thương tô tiểu thư. Tại nàng xoắn suýt thời điểm, tô lâm chậm rãi mở miệng. Người lúc tỉnh lại giống như cũng thần trí không rõ lời không nói rõ bạch cũng bình thường, xin lỗi ta tiếp nhận, các ngươi có thể lăn. Lời nói này đến đặc biệt bình tĩnh, cơ hồ không có gì cảm xúc. Bạch ấu sửng sốt. Tô Lan ánh mắt trầm xuống, lâm lâm, đây chính là ngươi lễ phép sao? Đối phá cửa mà vào người sao? Tô Lâm lười biến tựa ở trên ghế salon, ta cảm thấy thái độ của ta đã rất tốt. Tô Lan đại khái là không có cách nào đáp lại cái này chỉ trích, chỉ có thể mắc biết tai ngơ. Ngày đó ngươi đem Bạch Tiểu Thư kéo ra ngoài, nói với nàng những lời kia, việc này là ngươi sai trước đây, Tô Lâm. Nói với nàng cái gì? Để nàng rời xa vị hôn phu của ta sao? Yến hội ngày đó Tiền thân kẹp thương đeo gậy nói rất nhiều lời khó nghe, trọng điểm đương nhiên là Bạch Ấu không xứng với hoàng trữ điện hạ, đương nhiên cũng xác thực nâng lên Lâm công tước. Tô Lâm nhìn về phía Bạch Ấu. Ta thu hồi ngày đó tất cả lời nói, vô luận là ca ca của ta hay là ta trước vị hôn phu, ngươi thích liền lấy đi thôi, ta không quan tâm, nhất là họ Lâm cái chủng loại kia mặt hàng, lấy lại ta đều không cần. Hành lang bên kia ăn dư quần chúng nghe được mơ mơ hồ hồ kiến thức nửa vời, lại nhiệt tình không giảm. Ta tưởng rằng quý tộc tiểu thư bỏ trốn bị ca ca bắt tại chỗ a, làm sao cảm giác cái này không phải trọng điểm? Không phải. Có cái du khách tự hồ là cấp thấp giác tỉnh giả, nghe rõ đối thoại của bọn họ, nhỏ giọng giải thích vài câu. Bên kia muội tử kia, tự hồ cùng tiểu tỷ tỷ ca ca có một chân, nhưng cũng thông đồng tiểu tỷ tỷ vị hôn phu, sau đó. Nàng dăm ba câu đem sự tình nói một chút, người chung quanh nháy mắt xôn xao. Cái gì không cẩn thận ngã xuống a, chính thành là Bạch Liên biểu cố ý diễn kịch đi. Muội tử kia nhìn xem còn thật đáng yêu, làm thế nào ra loại sự tình này, quẹ Đó chính là tiện nhân đi. Tô Lan ánh mắt bỗng nhiên âm trầm xuống, trong mắt có tức giận hiện lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi tiếp cận trong hành lang các du khách. Đám người kia nhau nhau cứng lại, chỉ cảm thấy một cổ ý lạnh chui lên lưng, thậm chí có người hai chân bắt đầu run rẩy. Bạch ấu căn bản nghe không được những nghị luận này âm thanh, chẳng qua là cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thật xin lỗi, tô tiểu thư, ta không nghĩ tới, hắn nói với ngươi những lời kia về sau nàng mới biết được Lâm Triệt nói ra những vũ nhục kia tính nghiêm trọng ngữ, mà lại các ngươi hôn ước, ta thật không quan tâm. Tô Lâm thật không muốn cùng bọn hắn lãng phí sinh mệnh, không cần phải nói. Nàng thể lực ngay tại khôi phục. Tứ chi bắp thịt đau nhức cảm giác dần dần biến mất. Bất quá khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ, đại khái còn muốn có cái mấy phút. Nàng nhất thời có chút khó khăn. Nếu như mình hiện tại đứng dậy, hành động ở giữa khả năng sẽ còn hiển lộ ra một điểm khó chịu nếu như không phải như vậy tô lâm căn bản sẽ không nói nói nhảm nhiều như vậy nàng chỉ có thể bày ra ngạo mạn lạnh lùng bộ dáng làm bộ chính mình chỉ là khinh thường đứng người lên đột nhiên một mực tại bên cửa sổ yên lặng khi bích họa tóc đen nam nhân bỗng nhiên đi tới trùng thần một mặt bình tĩnh tự hồ là hững hờ hướng nàng duỗi ra một cái tay đi thôi tô lan vừa quay đầu lại liền thấy một màn này. Hình tượng này người ở bên ngoài xem ra chính là bạn trai cảm thấy nhàm chán không tiếp tục chờ được nữa, ra hiệu bạn gái nhanh rời đi. Tô Lâm nháy nháy mắt, biết nghe lời phải giơ tay, đem năm ngón tay để vào đối phương lòng bàn tay. Ly Ga đưa nàng kéo lên, duỗi ra một cánh tay vòng lấy eo của nàng, dễ dàng trực tiếp đem tiểu cô nương vòng trong ngực, tựa hồ chỉ là tại hiển lộ rõ ràng giữa bọn hắn quan hệ thân mật. Muốn đi nơi nào? hắn tự hồ là thuận miệng hỏi thăm tô lâm hồi phi thuyền a một giây sau hai người trực tiếp biến mất tại chỗ lưu lại hạ tô lan cùng bạch ấu hai mặt nhìn nhau nam nhân kia từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua bọn hắn mà là nhìn chằm chằm vào tô lâm phản phất những người khác căn bản không tồn tại một bên khác tô lâm xuất hiện tại phi thuyền khoang điều khiển bên trong a à, tạ ơn nàng đi hai bước lại ngã ngồi tại điều khiển thất trên ghế salon ngươi nghĩ trải nghiệm cuộc sống của con người sao vừa rồi nhìn thấy tin không đặc sắc liga đứng tại bàn điều khiển bên cạnh ta hiểu rõ tin tức là có hạn tạm thời không làm cụ thể đánh giá nhưng nó phù hợp ta đối với nhân loại xã hội nhận biết tô lâm đó là cái gì không hiểu thấu vô cùng thê thảm liga khẽ lắc đầu phức tạp hoàn cảnh cá thể ở giữa khác biệt, để xã giao quy tắc không còn đơn nhất, mà lại càng khó lý giải. Tô Lâm Kỳ thật không có gì khó lý giải, vị kia bạch tiểu thư, nhưng thật ra là cái rất lợi hại dị năng giả, năng lực của nàng chính là để người thích nàng, mà lại chính nàng không quá sẽ khống chế, cho nên người nam kia cũng đối với nàng tình căng thâm chủng. Dù sao cũng là Mary Su Văn nữ chính, coi như không có sức chiến đấu, cũng có cái khác bản sự cho nên tại thích tiền đề hạ, giống hắn như thế mất lý trí cùng lo diệt năng lực cũng là bình thường. Không quá bình thường, nhưng hắn là Mary Su Văn Nam số 2. Loại cảm tình này là bị dị năng ảnh hưởng chỗ sinh ra, có lẽ cũng có chút khác biệt đi. Tô Lâm chống lên thân thể đi đến bàn điều khiển bên cạnh, để phi thuyền chậm rãi lên không trở lại trên quỹ đạo, sau đó trực tiếp tựa ở trên ghế xa lo ngủ một giấc. Tiền thân cũng vài ngày không có chợp mắt. Giác tỉnh giả là có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ, nhưng là thức tỉnh trạng thái thể lực tiêu hao không nhỏ, tiền thân lại xưa nay không có tận lực rèn luyện qua, bởi vậy nàng thật đúng là buồn ngủ. Sau mấy tiếng, Tô Lâm thần thanh khí sản tỉnh lại. Liga đứng tại cửa sổ mạng tàu bên cạnh ngắm nhìn phía ngoài xa vời tinh không, anh Tuấn Sườn Nhan giống như là như pho tượng hoàng mỹ, đỏ trong mắt một mảnh trầm tĩnh. Nàng bỗng nhiên liền mạc danh cảm thấy an tâm. Ta biết ngươi khả năng không quan tâm, nhưng luôn cảm thấy ta còn thiếu ngươi một câu xin lỗi. Vì cái gì? Tô Lan chỉ là cái ép cấp giác tỉnh giả, thủ hạ của ngươi, ta nói là ngươi tộc đàn bên trong có thật nhiều người đều có thể giết chết hắn, hắn với ta mà nói có tính bi hiếp, đối ngươi mà nói hoàn toàn không phải. Tô Lâm nghĩ nghĩ, nhưng ngươi vẫn là chịu đựng bọn hắn nói nhảm. Ly Ga giống như hoàn toàn không thèm để ý, đây là ngươi sinh hoạt một bộ phận đối ta mà nói không phải cần chịu đựng đồ vật. Hắn trầm mặt một giây, lúc ấy có một đoạn thời gian, ta đúng là cân nhắc, đến tục cùng làm thế nào mới có thể lấy ngươi thích, tiếp tục giữ yên lặng, hay là giết chết tất cả mọi người giải quyết ngươi phiền phức. Tô Lâm Ngươi, cái gì? Hắn muốn giết người giải quyết vấn đề, cái này cũng không khó lý giải, khả năng chính là trùng tộc tư duy. Ngươi vì sao lại để ý, ân, vì sao lại nghĩ lấy ta thích? Tô Lâm nói vừa nói vừa có chút mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác. Ly Ga nghiêm túc nhìn xem nàng, đỏ trong mắt lóng lánh liên liên hào quang, ta cũng không có lòng tin có thể để ngươi thích ta, nhưng là, đã ngươi xuyên qua ức vạn năm ánh sáng cùng ta gặp nhau, vậy ta cũng không nên để ngươi thất vọng đi. Tô Lâm. Kỳ thật đi. Nàng tránh đi cặp kia xinh đẹp con mắt màu đỏ, đây không phải là thật. Chúng ta gặp mặt trước đó, ta vừa mới cùng ta ca ca Biểu ca, trước vị hôn phu náo băng, ta muốn ra ngoài du lịch giải sầu, đụng vào trong gió lốc, tỉnh lại thời điểm liền tiến vào ngươi thượng duy thế giới, chúng ta gặp nhau hoàn toàn là trùng hợp." Tô Lâm mỗi chữ mỗi câu nói, "Ta phải cảm ơn ngươi cứu mạng ta, còn giúp ta sửa xong phi thuyền. Cùng thứ vô số lần xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, ta cũng không nói đến tình hình thực tế, lừa gạt ngươi." Chương 14. Hắn là không giống bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghị hòa hiệp nghị ký tên, mang ý nghĩa bộ phận tinh vực chính thức chia cho trùng tộc. Hoàng đế chưa hạ lệnh đem cụ thể điều lệ công bố ra, đương nhiên có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không làm như thế, nhưng đại bộ phận quý tộc đã có nghe thấy. Ngoại trừ ngày ấy tham dự hoàng cung tiệc tối người, còn có những cái kia tại nghị viện có ghế, hoặc là tại quân đội có chút thế lực gia tộc. Đại gia nghe nói tin tức cơ hồ đều là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thực tế chịu đủ chiến tranh, cũng chịu đủ nhà mình sản nghiệp vận chuyển quỹ đạo bị song phương ngươi tới ta đi chiến hạm sở chiếm cứ, chủ hòa phái sở dĩ tại nghị hội chiếm đa số, là bởi vì các quý tộc đều cho rằng cùng trùng tộc chiến tranh không có chút ý nghĩa nào. Hoặc là nói, nên được lợi xa xa nhỏ hơn tổn thất lúc, chiến tranh đối bọn hắn mà nói liền sẽ mất đi ý nghĩa. Trùng tộc chiếm cứ lấy những cái kia hoang vu vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt không phải thích hợp cư ngụ tinh cầu, số ít sản xuất lấy nguyên tố hiếm đa số chỉ là một chút tràn ngập phong bạo cùng tai họa phế tinh bọn hắn muốn lời nói liền chia cho bọn hắn tốt các quý tộc nghĩ như vậy về phần những cái kia bình dân như thế nào kêu gào có quan hệ gì tới ta bọn hắn không hài lòng liền tự mình đi cùng trùng tộc chiến đấu đi cái gì bọn hắn đã nộp thuế đương nhiên nếu không hắn coi là những cái kia bị trùng tộc nổ nát không người hạm đội là ở đâu ra là dùng nải nải ta đồ cưới mua được sao? Tại vô số gia đình quý tộc bên trong, cùng loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Về phần dân mạng như thế nào Thóa mạ đế quốc vô năng, các đất cầu sinh hướng trùng tộc cúi đầu, thậm chí càng hướng trùng tộc tà thần dân lên tế phẩm, chuyện này mặc dù chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng kia đoạn từ phản kháng tổ chức hacker trộm lấy video hình ảnh, đã truyền khắp toàn bộ đế quốc tinh vực, tin võng phạm vi bao trùng bên trong, cơ hồ không ai không biết, lại thêm một chút không biết thực hư lời đồn, tự hồ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Cùng lúc đó, đại lượng chiến tranh ghi hình bị giải cấm công bố ra. Toàn bộ đế quốc đều vì đó oanh động. Nào đó trung trình độ đã nói, mọi người lực chú ý cũng từ trùng thần Tân Lan, Tân Nương, cái đề tài này chuyển di. Thủ đô tin. Hoàng gia chỉ huy học viện. Cao vút trong mây chủ giáo học lâu bên trong, trong đại sảnh lui tới các học sinh nhịn không được dừng bước lại. Ấu ấu, mau nhìn cái kia. Có người thiếu niên kéo lấy bên cạnh đồng học. Bạch ấu vừa mới trở lại trường học, lúc này còn vẻ mặt hốt hoảng ôm số liệu tấm, bị giữ chặt đương thời ý thức ngẩng đầu. Trong đại sảnh cự màn thượng chính phát hình một đoạn hình ảnh. Khi là một mảnh thổ địa đỏ sậm, bốn phía trải rộng hố thiên thạch hành tinh mặt đất. Trên bầu trời có mấy chục chiếc không người điều khiển chiến hạm, họng súng phun ra vô số đạo ánh lửa. Phía dưới lít nha lít nhiếp khôi lỗi giống như thủy triều phun trào, ở giữa sen lẫn mấy chục cái đen như mực thân ảnh. Tựa như là kiến thợ A. Trường quân đội các học sinh đối trùng tộc hết sức quen thuộc. Bọn hắn nhận ra trong video trùng tộc, khôi lỗi là toàn bộ trùng tộc bên trong nhược tiểu nhất tồn tại, tại bọn chúng phía trên, chính là có sấp xỉ nhân loại trí tuệ cấp thấp trùng tộc. Kiến thợ chính là trong đó một trung bọn hắn có hai ba mét cao độ có thật dài xúc giác hai chân bốn tay có chút tương tự đứng thẳng con kiến khoác trên người cứng trắng xương vỏ ngoài nghe nói độ cứng có thể so với hợp kim phổ thông quân dụng cấp vũ khí đều rất khó đối nó tạo thành phá hư dựa vào tốt hơn nhiều kiến thợ cái này mẹ nó nói ít có mấy trăm các học sinh thấp giọng nghị luận bọn hắn đại đa số đều là giác tỉnh giả thường xuyên tham dự mô phỏng huấn luyện tại giả lập hoàn cảnh bên trong cùng khôi lỗi tác chiến. Giết chết một cái hai cái khôi lỗi không phải đặc biệt khó khăn, nhưng mà nếu như mục tiêu đổi thành cấp thấp trùng tộc, liền hoàn toàn là một cái khác trung tình huống. Cự màn trong hình ảnh, những cái kia cao lớn kiến thợ, cầm trong tay xạ tuyến thương thậm chí pháo hỏa tiễn, tại mưa bom bão đạn trung không biết mệt mỏi chạy nhanh, tránh né lấy đến tự phi thuyền hỏa lực. Đột nhiên, một đạo ngũ thải bang lan quang huy bay lên, như là như lưu tinh bay qua dày đặc bầy trùng. Sau đó, trực tiếp đâm vào những chiến hạm kia lên. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm nhau nhau bạo tạc, tại hoa Mỹ diễm quan trung giải thể, hài cốt hướng phía dưới rơi xuống. hải quan tại chỗ cao xoay quanh một vòng, xuyên thấu tất cả chiến hạm về sau, đình trệ ở giữa không trung. Nó hình dáng lúc này mới bị bắt, một cái có hai đôi mỹ lệ vẫy cánh loại bướm sinh vật. Nó thân thể phi thường tinh tế, bộ mặt rất nhỏ, ống kính tiếp tục rút ngắn lúc, mới có thể nhìn thấy những cái kia lục giác tiết trạng lít nha lít nhíp mắt kép, đỉnh đầu một cặp dài mà mảnh khảnh bỗng trạng xuất giác. Quan chỉ huy này là dệt mộng người A. Có người lên tiếng kinh hô. Dệt mộng người là trung đẳng trùng tộc một trung, trung đẳng trùng tộc lại được xưng là quan chỉ huy. Đây là Tây Tháp Tinh Quyển Chiến Dịch. Đúng, thứ 11 tinh hệ số 9 phế tinh. Nghe nói dệt mộng người có thể điều khiển huyễn tượng, chỉ có A cấp trở lên tinh thần hệ dị năng giả mới có thể chống cự, hại, A cấp trở lên tinh thần hệ dị năng giả, toàn bộ đế quốc có thể đếm ra đến mấy cái. Ta quê quán toàn bộ tinh hệ mạnh nhất cũng chỉ có B kia mà thôi. Bất quá đại gia trong lòng cũng rõ ràng, lời này ý tứ cũng không phải là chỉ có A cấp tinh thần hệ dị năng giả mới có thể chiến thắng bọn hắn. Bình thường đến nói, nếu có thể ở trong thời gian ngắn đánh bại mục tiêu, cũng liền có thể tránh trúng chiêu. Bất quá, lấy dệt mộng người có thế nhẹ nhõm phá hủy chiến hạm cường độ thân thể đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có A cấp trở lên giác tỉnh giả, mới có cơ hội đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn phần lớn là D cấp cùng C cấp giác tỉnh giả, từ nhỏ đã tự hào lấy thân phận như vậy, lại trải qua gian khổ huấn luyện, khai phát ra cao hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần sức chiến đấu. Mà ở một ít trùng tộc trước mặt, chính mình tự hồ cũng chỉ có tặng đầu người tư cách. Các quan chỉ huy tự hồ cũng có thể dễ dàng mà hủy đi chiến hạm, những cái kia bị quấn tại tầng tầng hộ thuẫn cùng siêu hợp kim vách khoan phi thuyền, ở bên cạnh họ, yếu ớt giống như là giấy đồ chơi. May mắn chính là, bị hủy diệt đế quốc chiến hạm đều là viễn trình khu động, bên trong cũng không có binh sĩ. Chỉ có những cái kia cao cấp dị năng giả cùng giác tỉnh giả, mới có sẽ tiếp xúc gần gũi quan chỉ huy cấp bậc trùng tộc cứ việc bởi vì năm gần đây đế quốc phái đi bọn thích khách chết tử thương tổn thương, cùng mọi người đối cao đẳng trùng tộc lực lượng tiến một bước nhận biết, dần dần không có người lại nguyện ý đi làm cái này trung sự tình. Trong hình ảnh dệt mộng người chấn động lấy hai cánh chậm rãi rơi xuống đất. Phía dưới khôi lỗi trùng nhóm nhau nhau hướng chung quanh né tránh, trong chớp mắt thanh ra một mảng lớn hình tròn đất trống. Bầy trùng hàng trước nhất, kiến thợ nhóm nhau nhau ném đi vũ khí, hoàn toàn quỳ rạp trên đất cái kia sinh ra cánh bướm sinh vật, cũng quỳ rạp xuống trên đất trống. Phản phất một trận thần bí quỷ quyệt nghi thức, khói lửa tràn ngập chiến trường giống như đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại phi thuyền cơ xương cốt phân ly thiêu đốt âm thanh. Gamma tinh quyển Hắc Vu cùng Kappa tinh quyển Tiên Tri đều đã từng làm ra qua đồng dạng tư thế, kia là hai cái đã từng xuất hiện tại đế quốc bên trong tinh vực cao đẳng trùng tộc. Ta nghe nói đây là đang hướng trùng thần cầu nguyện. Thật sao? Ân, trùng tộc bên trong có một ít thần thần bí bí nghi thức dù sao bọn hắn thật sự có cái thần nếu như là mấy ngày trước cùng loại ngôn luận nhất định sẽ bị đám người cười nhạo nhưng mà bây giờ trùng tộc chí cao thần tồn tại đã bị chứng thực đại gia nghe tới cái này trung lời nói phản ứng đầu tiên ngược lại là tin tưởng a à, đoạn video này ta đã sớm nhìn qua khi đó còn buồn bực vì cái gì không thả ra tới bạch ấu phát hiện bên cạnh tiểu đồng bọn lẩm bẩm nàng cũng không thế nào nghe rõ đối phương nói lời không khỏi hỏi một câu lâm sơn ngươi đang nói cái gì a à, không có gì một bên mặt hệ xây dựng chế phục thiếu niên quay đầu lại hắn xuất thân lâm gia là lâm công tước chất tử một trong phụ thân tại quân bộ nhậm chức cũng có tước vị lâm sơn cùng bạch ấu sớm quen biết bọn hắn đồng chuyên nghiệp cùng lớp bị phân đến cùng một tòa lầu trọ cùng một tầng lầu làm hàng xóm trên thực tế, Bạch Ấu sở dĩ nhận biết Lâm Công Tước, cũng là bởi vì Lâm Sơn mời nàng tham dự gia tộc tổ chức yến hội. Ta trước đó vụng trộn tại cha ta nơi đó nhìn qua đoạn video này, khi đó đế quốc đã bắt đầu đem hạm đội rút khỏi chiến khu, trên mạng liền có chút thảo luận, suy đoán có phải là muốn nghị hòa, còn có người mắng rất khó nghe. Bạch Ấu sửng sốt một chút. Nàng lòng tràn đầy đều là hoàng trữ điện hạ, còn có những cái kia liên quan tới ti gia tộc huyết thống truyền thừa sự tình, những ngày này nơi đầu sóng ngọn gió chủ đề đều không thế nào gây nên chú ý của nàng. Lâm Sơn gãi gãi đầu, lúc ấy ta hỏi ta cha, nói vì sao không đem video phóng xuất, để những cái kia ngu dân nhìn xem trùng tộc sức chiến đấu, bọn hắn chỉ ngồi trong nhà khi bàn phím hiệp, động động mồm mép, căn bản không biết hạm đội đế quốc tại cùng thứ gì chiến đấu. Hắn dừng dừng, hiện tại ta minh bạch, bây giờ mới là thời cơ tốt nhất, tại nghị hòa hoàn toàn thỏa đàm hiệp nghị đều ký xong cũng là những cái kia dân đen mắng lợi hại nhất thời điểm để bọn hắn nhìn một chút đế quốc nghị hòa cũng là hành động bất đắc dĩ nói thật đánh tới cuối cùng có thể còn sống sót cũng là giác tỉnh giả những cái kia bình dân tại khôi lỗi trước mặt đều không có chút nào đánh trả cùng tránh né năng lực bạch ấu vô ý thức cắn bờ môi cùng loại từ nàng từng nghe tô lâm nói qua trong trí nhớ tóc nâu thiếu nữ hất cầm lên Tư thái ngạo mạn, trong mắt tràn ngập khinh miệt, giống như tại nhìn chăm chú trong khe nước chuột. Trước đây không lâu gặp mặt lúc, đối phương ngược lại là không tiếp tục nói như vậy, lại tự hồ như vẫn là cao cao tại thượng thái độ. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy những này, chỉ sợ có thế dọa tiểu trong quần. Lâm Sơn cười nhạo một tiếng, chớ nói chi là, bây giờ chúng ta xác định trùng tộc còn có cái thần, trời ạ, à, ngươi có thể tưởng tượng sao? Bạch ấu còn chưa lên tiếng bên cạnh một cái đồng học ngược lại là tán đồng gật đầu. Đúng vậy a, à, cao đẳng trùng tộc cũng đã là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, bọn hắn cơ hồ là vĩnh sinh, phóng thích năng lượng liền có thể nổ nát tinh cầu, rất khó tưởng tượng nếu còn có một cái để bọn hắn kính sợ khuất phục tồn tại. Nếu như đó là thật, chỉ sợ cũng xác thực chỉ có thần minh mới có thể hình dung loại kia tồn tại lực lượng đi. Các học sinh thần sắc phức tạp nghị luận. Trùng tộc nguyện ý nghị hòa đồng thời chưa hề biểu thị qua muốn đem nhân loại đồ sát hầu như không còn ý tứ, bởi vậy đại gia cũng không có cảm thấy sợ hãi, nhưng nội tâm miễn không được có chút đối cường đại không biết tồn tại kính sợ cảm giác. Mẹ ta nhưng cao hứng, nàng nói chúng ta tại Gamma đường thuyền cùng dây truyền sản nghiệp đều có thể khôi phục, lúc trước có hơn 100 tòa không gian đứng đã đình chỉ công tác, nhân viên đều ở nhà chờ sắp xếp việc làm, còn muốn cho bọn hắn trợ cấp. Đúng đúng, cha ta nói chờ làm trở lại về sau, tháng sau liền cho ta một cổ tháng đó ảnh ít tám, trưởng thành lễ vật hắc Thật, nhà ta tại Sigma tinh quyển đầu tư hạng mục tất cả đều lạnh, những tinh cầu kia thượng rõ ràng không có trùng tộc, đều là hoàng thất cứng rắn muốn chặn đường trùng tộc hạm đội, chiến tuyến kéo một phát đứng lên, tinh môn đều phế, du khách căn bản không qua được, mà lại cũng không ai dám đi. Những này xuất thân quý tộc hoặc là tinh anh công dân gia đình các học sinh, ngươi một lời ta một câu hàng huyên từ khi tinh tế liên bang tan rã về sau, đế quốc cuộc khởi, thông qua vô số chiến tranh, thảo phạt vô số tinh cầu cùng trung tộc, phá hủy rất nhiều văn minh, cuối cùng thành lập vô thượng quyền uy. Cho đến trùng tộc xuất hiện. Bọn hắn không nhìn lấy đế quốc pháp luật cùng quy tắc, không chút kiên kỵ làm lấy bọn hắn muốn làm sự tình. Hải Lam đế quốc còn chưa hề bị như thế khiêu khích qua. Cho nên dù là trùng tộc chưa hề trực tiếp tiến vào nhân loại nơi ở đại sát đặc sát, chỉ là chọn lựa những hoàn cảnh kia ác liệt tinh cầu xây tổ, đế quốc cũng vô pháp khoan dung bọn hắn tồn tại. Nhưng mà trùng tộc cũng không e ngại bất luận cái gì chiến đấu, tương phản, bọn hắn thậm chí còn có thể vì thế cùng hoang. Vô số cuộc chiến đấu xuống tới, đại gia nên biết cũng biết. Các quý tộc đối với mấy cái này sự tình có lời oán tháng, bọn hắn cho rằng dù cho trùng tộc xuất hiện cho đế quốc mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng có chút phiền phức cũng là hoàn thất sai lầm quyết định đưa tới các quý tộc sản nghiệp cùng sinh ý nhận ảnh hưởng, còn muốn bức bách tại pháp luật quy định đặc thù thời kỳ nghĩa vụ quyên ra rất nhiều tài sản. Mặc dù bọn hắn biết truyền thừa lấy long huyết thống hoàng thất, cùng từ chủ chiến phái khống chế nghị hội, luôn luôn là giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, cho dù trùng tộc lựa chọn rừng ra thực tinh cầu đều vắng vẻ hoang vu chim không đẻ trứng, nhưng chung quy là tại đế quốc thống trị bên trong tinh vực tại hạm đội đế quốc thông qua huyết tẩy cái khác trung tộc văn minh mà thành công khuếch trương bên trong tinh vực đại đa số người có thể hiểu được lại không muốn ủng hộ dù sao lãnh địa của bọn hắn phần lớn là màu mỡ phồn hoa cư dân số lượng rất nhiều tinh cầu trùng tộc chưa từng tới gần địa phương như vậy nghị hòa đối bọn hắn mà nói không thể tốt hơn về phần cho trùng tộc phát triển cơ hội có thể hay không để bọn hắn về sau có thế uy hiếp được nhân loại đây coi như là tin võng thượng thảo luận lôi cuốn một trong những đề tài. Rất nhiều người biết chuyện lại là đối này kiệt mũi coi thường. Bọn hắn cho rằng nếu Trùng Tộc có ý nghĩ này, nghị hòa cùng ngày, Ma nhãn cùng Hồng Hoàng liền có thể tại thủ đô Tinh Đại khai sát giới, hoặc là trực tiếp để hạm đội nhảy vọt tiến vào trung ương Tinh Quyển, đến lúc đó toàn bộ đế quốc tất nhiên sẽ sụp đổ đại loạn. Bộ phận quý tộc cũng nhận được tin tức, cao đẳng Trùng Tộc nhóm từng tại cái kia trong hội nghị minh sát biểu thị bọn hắn sinh sôi hành vi cùng sào huyệt số lượng đều có hạn mức cao nhất, tại đến nhất định số lượng về sau, bọn hắn liền sẽ đình chỉ. Mà lại, những cái kia trong sào huyệt mới đảng sinh trùng tộc nhóm, cũng sẽ không tất cả đều lưu tại cái vũ trụ này, đế quốc các công dân cũng không cần lo lắng cho mình tài nguyên lọt vào xâm chiếm. Trên thực tế trùng tộc nhóm lúc đầu cũng không thế nào quan tâm nhân loại tài nguyên, ngoại trừ kiến tạo phi thuyền cần thiết bộ phận kim loại hiếm cùng nguyên tố hiếm là trọng hợp, Bọn hắn sinh tồn phương thức cùng nhân loại cùng những cái kia á nhân chủng tộc đều hoàn toàn khác biệt. Đại gia càng muốn đây là sự thật. Nghị hòa ngày đó yến hội, cha mẹ ta đều đi, nghe nói cuối cùng rất nhiều người đều không nỡ đi đâu. Yến hội kết thúc lúc, rất nhiều quý tộc còn lưu luyến không rời không chịu rời đi, ý đồ thăm dò được một chút tin tức. Liên quan tới vị kia chí cao thần miệng hạ bản nhân, cùng nó muốn như thế nào bạn lữ? thậm chí có người bắt đầu cân nhắc gia tộc mình là có phải có thích hợp đối tượng. Ngọa Tào, thật giả? Ta nghe nói tốt hơn nhiều người đều nguyện ý đem cái gì đối tượng vợ trước chồng trước lưu lại, hoặc là cái gì tư sinh nữ loại hình, dù sao là đem những cái kia ngại bọn hắn mắt đưa ra ngoài. Ta làm sao nghe nói Hoàng Thất nguyện ý đưa thân vương Tước vị cùng lãnh địa, nếu như nói là thật được tuyển chọn. Các học sinh sợ hãi nhìn nhau. Thân vương Tước vị Hải Lam đế quốc cũng không có khác họ thân vương, tất cả thân vương đều là rang gia tộc thành viên, mà lại tất cả đều là ép cấp giác tỉnh giả. Bằng không bọn hắn cũng vô pháp kế thừa danh hiệu. Nếu như cùng cái khác quý tộc kết hôn, mà con cái không cách nào kế thừa rang gia tộc dòng họ hoàng tử cùng hoàng nữ, đều hoàn toàn không có tư cách trở thành thân vương. Thế nhưng là thứ này, có mệnh cầm mất mạng hưởng thụ a. À? Cũng không tốt nói ngươi không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như trùng tộc chính là muốn đem cái nào đó giác tỉnh giả thu vào tay, làm gì tốn công tốn sức. Chúng ta phái bao nhiêu cao cấp giác tỉnh giả cùng dị năng giả đưa đi lên cửa cho bọn hắn giết. Còn chưa đủ à? Bọn hắn muốn người, khẳng định không phải lấy ra giết lấy chơi. Đại gia trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Ấu ấu. Lâm Sơn quay đầu nhìn chính mình vẫn luôn không nói chuyện tiểu đồng bọn, cái sau cúi đầu, Cảm xúc tự hồ không đúng lắm. Thiếu niên vội vàng đem nàng kéo đến một bên, "Ngươi không sao chứ?" Phụ cận các bạn học trao đổi mấy cái ánh mắt. Số ít người đã biết, tiểu cô nương này cùng hoàng trữ điện hạ có ý vị sâu xa quan hệ. Cha mẹ của bọn hắn hoặc là thân thuộc tham dự ngày ấy yến hội, mặc dù không dám quay chụp hoàng trữ điện hạ bản nhân, nhưng cũng nghe đến danh tự, liên lạc lại công dân thân phận, không khó đoán được là ai chỉ là hoàng trữ điện hạ thái độ khó lường hoàng đế khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy cùng loại bê bối mọi người đều cho rằng elen điện hạ không có khả năng cùng a cấp trở xuống giác tỉnh giả kết hôn cho nên đại gia cho dù lòng giả biết rõ cũng không cầm tới bên ngoài đến nói chỉ là y nguyên có chút kỳ kỳ quái quái ánh mắt rơi vào trên mặt nàng mấy mét bên ngoài bên cửa sổ bạch ấu vẫn chưa trả lời lâm sơn lại lo lắng hỏi một lần là ta vừa rồi nói sai lời gì sao thiếu niên có chút hối hận nói thật xin lỗi ta nói dân đen nhưng ta không phải là ý tứ kia bình dân bên trong có rất nhiều người tốt ta nói chính là những cái kia không có bản lãnh gì chỉ biết tại trên mạng phung tung tóe xã hội trạng bã không không phải bạch ấu sắc mặt không tốt lắm thanh âm cũng yếu ớt ruồi mũi ta có chút sự tình đi trước nói xong ôm số liệu tấm chạy hướng thang máy đồng thời cổ tay nàng thượng quan não chấn động mấy lần lại nhảy ra một đầu thông tin thỉnh cầu lầu dạy học có mấy trăm tầng chi cao ngắm cảnh thang máy một đường hướng phía dưới xuyên thấu qua pha lê tường màng có thế quan sát toàn bộ phong cảnh tú lệ sân trường bạch ấu tựa ở trên lan can nhìn xem trong thang máy các học sinh lần lượt ra ngoài cuối cùng chỉ còn nàng một cái nàng lúc này mới tiếp cái này nơi phát ra không biết thông tin ấu ấu không tốt bọn hắn bị bắt bên kia truyền đến hỗn loạn tạp âm, xen lẫn một đạo bén nhọn tiếng cầu cứu. Blanc thúc thúc. Bạch ấu nghẹn ngào, ngươi ở đâu? Trần A Di đâu? Nàng cũng bị bắt. Đây là cái cạm bẫy. Tô Lâm cái kia thối nữ biểu tử hại chúng ta, nam nhân kia tức hỗn hển mắng lấy, chúng ta liên lạc không được đoàn trưởng, cái gì? Bạch ấu còn không có kịp phản ứng, cái này cùng Tô Tiểu Thư có quan hệ gì? Là nàng làm cái gì? Nàng cùng liên bảo an toàn bộ chó săn nhóm thông đồng đứng lên, thảo, nơi này mẹ hắn chí ít có 10 cái bê cấp dị năng giả cùng giác tỉnh giả, bọn hắn thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Lời còn chưa dứt, cửa thang máy bị người một thanh đẩy ra. Màu nâu vàng tóc quan thanh niên Tuấn Mỹ đứng ở trước cửa, một mặt lạnh lùng mà nhìn xem nàng. Bạch ấu kinh hô một tiếng, eo lên. Hoàng trữ điện hạ một tay lấy nàng kéo ra ngoài, động tác nhìn như ôm nhu, một giây sau lại không chút do dự bóc nát nàng quan não. Ngươi làm gì? Đây là ta dùng tới học kỳ học bổng đổi lấy. Thiếu nữ trong mắt dần hiện ra nước mắt, ngươi, ta bồi ngươi 10 cái tốt hơn. Ngươi lại cùng những hải tặc kia liên hệ. Ngươi điên rồi sao? Thanh niên thấp giọng rống giận. Nếu như mẫu thân biết, nói không chừng sẽ trực tiếp bóc chết ngươi, ta không phải nói qua cho ngươi sao, phất lai like tên rác rưởi kia giết ta tiểu cửu cửu hắn là mẫu thân của ta thích nhất đệ đệ, nếu không phải hắn chết rồi, mẫu thân, mẫu thân thậm chí sẽ không cùng phụ thân ta kết hôn. Phất Lai là máu đỏ đoàn hải tặc đoàn trưởng danh tự. Ta không có, ta chỉ là tiếp một cái thông tin. Bạch ấu lăng lăng nhìn xem hắn, bỗng nhiên bắt lấy bạn trai cánh tay, eo lên, mau cứu bọn hắn. Cầu ngươi, Trần A Di cùng Blanc thúc thúc đối với ta rất cốt, ngươi biết ta đã từng bị bắt được máu đỏ trên chiến hạm, nếu không phải bọn hắn, ta sớm đã bị những người kia nàng mất mấy môi. Là bọn hắn bảo hộ ta. Hiện tại bọn hắn gặp nguy hiểm, Tô Lâm, ta không biết Tô Lâm làm cái gì, nhưng là tựa hồ cùng nàng có quan hệ. Ngươi đi tìm nàng, để nàng đem bọn hắn thả được không? Trầm mặt. Khiến người hít thở không thông trầm mặt tiếp tục hồi lâu. Trong phi thuyền an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe thấy động cơ chấn minh thanh. Cửa sổ mạng tàu bên ngoài là vòng tinh quỷ đạo, vô số xuyên qua hạm lên lên xuống xuống, lấp lánh đuôi lửa biến mất tại mênh mông trong tinh hà. Tô Lâm nghe tới các trung vụn vạch thanh âm. Ý thức của nàng phản phất bị xé mở, một nửa bản năng phân tích điện thức ẩn chứa trong đó tin tức, một nửa lại bởi vì đối thoại mà ở vào tình trạng thẩn trương trung, phản phất đang chờ đợi tử vong tuyên án. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn tiếng cặp kia huyết hải bàn mỹ lệ đôi mắt trung ta nhớ được ngươi nói cái gì liga phản ứng ra ngoài ý định bình tĩnh nói chính xác ngươi cũng không có thật gạt ta không cần nói xin lỗi ta dùng những lời kia lừa dối ngươi tại ngươi hiểu lầm về sau cũng không có phản bác tô lâm mấp máy môi ta biết ngươi rất thông minh ngươi khả năng chỉ là đối một ít nhân loại xã hội quen thuộc không hiểu rõ lắm nhưng ở những chuyện khác bên trên ngươi không có dễ gạt như vậy ngươi là nghĩ như vậy Liga nhiều hứng thú nhìn xem tiểu cô nương dùng sức gật đầu ngươi ban sơ vì cái gì muốn lừa dối ta ta sợ các ngươi giết ta tô lâm ăn ngay nói thật ngươi biết tại trong mắt chúng ta trùng tộc đối người xâm nhập từ trước đến nay là ân không nể mặt mũi đúng vậy cái này đối ta tộc đàn đến nói càng giống là một trung bản năng Liga như có điều suy nghĩ trả lời nhưng ngươi biết tại trong vũ trụ này không ai có thể xâm lấn lĩnh vực của ta Tô Lâm. Đi đi, ta đã biết ngươi rất lợi hại, lợi hại đến cái vũ trụ này đều không có bị ngươi nhìn ở trong mắt đối thủ. Thứ việc nàng không phải rất có thể tưởng tượng đó là cái gì trình độ. Đại khái là giữa bọn hắn khoảng cách cảm giác đang từ từ giảm xuống, mà mọi người bình thường rất khó đem bên người tiểu đồng bọn cùng cao thủ tuyệt thế vạch ngang bằng. Chờ một chút, hắn coi là tiểu đồng bọn sao. Ta hoàn toàn khống chế tự mình mở ra vị diện, bất luận kẻ nào muốn đi vào, đều muốn trải qua ta cho phép, cho nên ngươi cũng không phải người xâm nhập. Liga mở ra tay, có chút vô tội nhìn xem nàng, lại nói, khi ngươi thu được cái kia video thời điểm, ngươi phi thường kinh ngạc, ta có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi biến hóa. Dựa vào. Dựa 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 vào. Tô Lâm không thể tin nhìn xem hắn, ý của ngươi là, ngươi ban sơ liền biết ta đang nói láo. Ngươi cũng chưa hề nói láo, tựa như tự ngươi nói, chỉ là một chút lừa dối tính, ngươi biết ta đang nói cái gì. Tô Lâm có chút dơ lên thanh âm, nhịn không được vỗ vỗ bàn điều khiển. Động tác của nàng cứng đờ. Thảo. Nàng thế mà làm ra như thế thất lễ sự tình. Thiếu nữ khó khăn thở dốc một hơi, ta nói là, ngẫm lại trong tin tức những cái kia chui vào sào huyệt lại bị xé nát cao cấp dị năng giả những dị năng giả kia giết nàng chỉ sợ cũng giống hành hạ người mới đồng dạng, nhưng mà bọn hắn tại cao đẳng trùng tộc trong tay đều sống không qua mấy hiệp. Hiện tại thế nào? Nàng đang đối mặt càng khủng bố hơn tồn tại. Tha thứ ta vẫn chưa hoàn toàn thích ứng ngôn ngữ của nhân loại cùng nói chuyện quen thuộc, bao quát suy nghĩ của các ngươi cùng logic phương thức. Liga nghiêm trang nói, cho nên ta vô ý thức chú ý trọng điểm có lẽ cùng ngươi hy vọng không giống nhau lắm. Tô Lâm lúc đầu trong lòng bất ổn, có một nháy mắt kém chút khẩn trương nôn. Giờ khắc này, những cái kia sợ hãi cảm xúc tán hơn phân nữa. Nếu như lời này của ngươi là nghiêm túc, ngươi không cần ta tha thứ, ta cũng không trách ngươi. Nàng có chút tâm mệt mỏi mà nhìn xem đối phương. Ta biết ngươi không phải nhân loại, cho nên ta sẽ không dùng nhân loại tiêu chuẩn đi yêu cầu ngươi, nhất là tại xã giao phương diện, nhưng ta cũng hy vọng ngươi nhớ được ta không phải trùng tộc, không hiểu quy củ của các ngươi sau đó trình độ nhất định đối ta ân khoan dung một điểm thú vị liga ánh mắt lộ ra mấy phần hứng thú dù bận vẫn ung dung mở miệng kỳ thật ngươi hay là tại dùng nhân loại tiêu chuẩn yêu cầu ta ngươi kỳ vọng chúng ta lấy phương thức giống nhau đối đãi lẫn nhau cái này trung công bằng nhưng thật ra là độc thuộc về nhân loại chí ít không thuộc về ta trung bày tô lâm tô lâm ngươi khả năng không có ý thức được, ngươi cái này trung tranh cải hành vi đã cùng nhân loại rất tiếp cận. Hắn ung dung mỉm cười, ta liền đem cái này coi là khích lệ đi. Tô Lâm. Ly Ga không có tiếp tục cùng nàng cãi nhau, hắn chậm dần ngữ tốc, thanh âm tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu ý tứ. Vì cái gì bỗng nhiên nghĩ giải thích chuyện này đâu? Bởi vì Tô Lâm lấy dũng khí trả lời, ta cảm thấy ngươi mong đợi là một cái đối ngươi đầy cõi lòng ước mơ người ngưỡng mộ ta xác thực cảm thấy ngươi rất lợi hại cũng có thể nói quả thật có chút sùng bái ngươi dù sao ngươi sửa xong phi thuyền của ta ngươi mở như thế thượng duy thế giới những cái kia có thế hủy diệt tinh cầu trùng tộc đều hướng ngươi quỳ xuống nàng tổ chức một chút tìm từ nhưng ta không phải là bởi vì ngưỡng mộ mà tự nguyện hiến thân người ta nghĩ ta không nên để ngươi hiểu lầm sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi ân thiện ý. Đại khái đi. Nàng cũng tìm không thấy thích hợp hơn từ. Những lời này nói hết ra, Tô Lâm cảm giác chính mình giống như là dở xuống công xiền, tâm tình đều trở nên nhẹ nhõm. Ta không phải bỗng nhiên không sợ chết, chỉ là có chút chột dạ cùng ấy nấy, lại thêm, đế quốc bên kia khả năng đã tại cho ngươi tuyển tân nương cùng tân lan. Nàng mấp máy môi, cho nên nói, ta sớm nói cho ngươi, cũng là sợ cuối cùng sự tình làm cho quá khó nhìn cùng. Liga nhìn qua tựa hồ nghĩ hỏi thăm cái gì, cuối cùng lại chỉ là thật sâu nhìn nàng một mắt, ta không thể không nói, ta kỳ thật thật cao hứng nghe tới giải thích của ngươi. Tô Lâm nhẹ nhàng thở ra, thật sao? Đúng vậy, khi ta chuẩn bị tìm kiếm nhân loại bạn lữ lúc, ta hiểu rõ một chút tin tức tương quan, điều chỉnh trạng thái của mình, mô phỏng nhân loại phương thức tư duy, để cho mình có thể trải nghiệm nhân loại tình cảm. Trùng tộc thần minh mười phần bình tĩnh giảng thuật một chút nghĩ kỹ sợ cực đồ vật. Ta cũng vì chính mình tạo nên cá tính, hoặc là nói tại ta làm xong những này chuẩn bị về sau, độc thuộc về chính ta, tính cách liền tự nhiên mà vậy sinh ra, nó cũng không hoàn chỉnh, nhưng trong đó cũng bao hàm ta đối chân thành chờ mong. Cám ơn trời đất. Tô Lâm tụ tinh hội thần nghe hắn nói từng chữ, sau đó mừng rỡ phát hiện chính mình nghe hiểu. Đơn giản đến nói chính là hắn nguyện ý nghe tới người khác nói nói thật đây là hắn mô phỏng nhân loại sau tự động tạo ra tính cách bên trong một bộ phận còn có người đối ta có một ít hiểu lầm hắn rất bình tĩnh nói ta cũng không chờ mong người ngưỡng mộ nhân loại giác quan cùng ý thức tạo thành nhận biết năng lực hết thảy đều tạo dựng tại hệ thần kinh cùng ngoại bộ kích thích lẫn nhau tiền đề hạ rất tốt hắn lại bắt đầu không nói tiếng người tô lâm vô ý thức tiến vào tình trạng khẩn trương không dám bỏ qua dù là một cái dấu chấm câu nếu thật sự có người tại cùng ta gặp nhau trước đó liền đối tâm ta sinh ngưỡng mộ cái kia cũng không phải ta mong đợi tình cảm tô lâm sửng sốt một chút bởi vì như vậy người cũng không hiểu rõ ngươi bọn hắn sùng bái chỉ là chính mình ảo tưởng hư giả mục tiêu tượng trưng cho một ít bọn hắn muốn có được đồ vật liga từ chối cho ý kiến mà nhìn xem nàng tô lâm có chút muốn cười nếu bọn hắn chỉ là bởi vì ngươi rất mạnh mà ngưỡng mộ ngươi đây. Dù là không cùng ngươi tiếp xúc, cái này một bộ phận tổng là thật đi. Trùng tộc thần minh khẽ lắc đầu, vậy liền giống ngươi nói, chỉ là nào đó trung biểu tượng, cũng không phải là không thể thay thế, cũng không phải là độc nhất vô nhị. Ngươi, ngươi hy vọng có người bị nhân cách của ngươi hấp dẫn. Cô Lâm không quá xác định hỏi. Là như vậy sao? Ly ga nhỏ không thể thấy gật đầu hắn dựa vào bàn điều khiển, cúi đầu là trên trán tóc đen rủ xuống, nhẹ nhàng đảo qua thon dài tiệp màng. Cặp kia thâm thúy diễm lệ đỏ trong mắt dũng động sóng ngầm, lại tự hồ có chút ủy khuất út sắc. Có phải là rất khó đâu? Trùng tộc giọng trầm thấp phiêu tán tại điều khiển trong phòng. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, trên lý luận nói, cũng không phải là rất khó, rất nhiều nhân loại đều gặp dạng này người yêu. Nàng do dự một chút, nhưng, nhưng ta không phải là nhân loại. Không, Tô Lâm cũng bắt đầu lắc đầu, ta nói là, nàng nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt nội tâm xoắn suýt cảm xúc, dứt khoát mở ra liên tiếp tinh võng quan não, tiện tay đem một chút lôi cuốn chủ đề phía dưới bình luận hình chiếu ở trên vách tường số liệu bình phong bên trong. Trên màn hình lít nha lít nhít tràn ngập các trung trùng tộc cùng nhiệt người cùng các lộ chuyên gia phân tích, từ trùng thần tồn tại đến nó vì cái gì cần bạn lữ nếu như không biết chính chủ lời nói, chợt nhìn tự hồ cũng đều rất có đạo lý. Tô Lâm đem bên trong một đầu phóng đại. Người sẽ yêu con kiến sao? Tô Lâm. Ban sơ ta nhìn thấy câu nói này cảm thấy có chút không thoải mái, không biết là bọn hắn tại dèm pha chính mình hay là tại nâng lên trùng tộc, về sau ta ý thức được mặc dù cái này ví von không đúng, nhưng là tại một số phương diện, khác biệt trung tộc ở giữa xác thực có rất lớn khác biệt. Không sai. Liga khẽ vuốt cầm, kia là khác biệt, cũng không phải là ưu khuyết. Nhân loại không phải con kiến. Trên thực tế, con kiến cũng có thể làm đến nhân loại làm không được sự tình, nhân loại đối với chúng ta mà nói cũng giống như vậy. Hắn có chút nghiêng đầu, tự hồ tại tổ chức ngôn ngữ, ngươi còn nhớ rõ sao, ta nói qua cái gọi là thần, chỉ là tại các ngươi trong lời nói, nhất dán vào ta một trung miêu tả, nhưng ta cùng nhân loại văn hóa bên trong thần linh là có khác biệt nào đó trung trình độ đã nói ta cảm thấy ngươi khả năng còn muốn lợi hại hơn một điểm tô lâm không chút nào keo kịp khích lệ cho nên tại ngươi quen thuộc trong truyện liga tự hồ cảm thấy rất hứng thú hỏi những cái kia thần hoặc là xấp sĩ thần minh sinh vật vì sao lại muốn tìm kiếm nhân loại khi bạn lữ tô lâm nháy nháy mắt cái này liền nhiều lắm nàng thuộc như lòng bàn tay bẻ ngón tay có đôi khi là một chút thiết lập Ví dụ như một ít trung tộc cần một cái linh hồn bạn lữ cái này bạn lữ có thể là bất luận cái gì trung tộc bất luận kẻ nào nhưng bản thân là không thể thay thế cho nên cái này trung nhu cầu là nhất định phải thỏa mãn nếu không sẽ ảnh hưởng cái gì tính mạng của bọn hắn hình thái trạng thái tinh thần ghen mã hóa trên cơ bản là phương diện này tỉ như có ít người tìm tới bạn lữ liền sẽ mạnh lên có ít người muốn thoát đi cô độc có ít người cần đặc biệt đối tượng mới có thể sinh sôi. Tô Lâm một bên nói một bên nhìn thấy đối phương vi diệu ánh mắt, ngươi hiển nhiên không phải những tình huống này đúng không? Ly gia khẽ lắc đầu. Chúng ta cũng không có cùng loại linh hồn bạn lữ cái này trung khái niệm, sinh sôi cũng không phải ta cần hoàn thành cùng ta cảm thấy hứng thú sự tình, trừ phi ngươi hy vọng, Tô Lâm kinh dị mà nhìn xem hắn, ta hy vọng cái gì? A, à, ta không biết lời nói này ra có thể hay không mạo phạm ngươi bởi vì tại xã hội loài người bên trong chủ đề cùng loại giống như không thể tùy ý nhất lên cái sau trầm ngâm một tiếng ý của ta là từ năng lực đi lên nói ta có thể tự thể sinh sôi cũng có thể cùng nhân loại hoặc là bất luận cái gì gốc các bôn chủng tộc cộng đồng truyền lại ghen tô lâm gia hỏa này lời nói chưa nói xong bất quá não bổ một chút đại khái là nói nếu nàng có ý nghĩ này hắn có thể phối hợp ý tứ Liga không có lại xoắn xuýt cái đề tài này, bất quá có một chút là sấp xỉ. Ta cần bạn lữ cũng không phải là số nhiều, ta không rõ vì cái gì ngươi nói đế quốc đồng thời chọn lựa nam tính cùng nữ tính. À, kỳ thật đây là trên mạng một chút phỏng đoán, còn không có chứng cứ. Nhưng hiển nhiên dù cho đế quốc thật làm như thế, bọn hắn cũng không biết ngươi đặc biệt thích nam tính hay là nữ tính, cũng không biết ngươi muốn cái gì huyết thống giác tỉnh giả, những này đều không phải mấu chốt nguyên tố. Liga thờ ơ nói: "Nếu như ngươi thật muốn biết, ta cũng có thể hướng ngươi giải thích. Ngươi không phải nói, chỉ có bạn lữ của ngươi mới có thể biết sao?" Tô Lâm: "Mà lại quên đi thôi, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh." Kỳ thật nàng không hoàn toàn là đang nói đùa. "A." À. Đến tự vị thế thần minh lại phản phất bị lấy lòng, thậm chí im lặng nở nụ cười. Có một nháy mắt Tô Lâm thậm chí cho là hắn sẽ nói ra, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ bảo hộ ngươi, chờ một chút lời kịch. Bất quá, tóc đen nam nhân chỉ là có chút cong lên khóe môi, dùng cặp kia đẹp đến nỗi người tan nát cõi lòng đỏ mắt nhìn chăm chú lên nàng. Tốt, vậy liền lại mạnh lên một điểm đi. Tô Lâm kinh ngạc nhìn hắn. Đúng rồi. Hắn là không giống. Chương 15 Tâm Nguyện bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nàng nhẹ nhàng ho hai tiếng chúng ta có phải là lạc đề rồi liga sững sờ là lỗi của ta tại cùng ngươi trong lúc nói chuyện với nhau tổng là có thật nhiều mới lạ sự vật gây nên chú ý của ta đây không phải đúng sai vấn đề chúng ta lại không thời gian đang gấp tô lâm vô ý thức phủ nhận nói nói chuyện vốn chính là trao đổi tin tức cùng cảm thụ chỉ cần chúng ta đều có thu hoạch đó chính là có ý nghĩa, phải chăng lạc đề không quan trọng, ngươi nhìn, hai ta lại lạc đề đi, nhưng cái này không trọng yếu. Thoại âm rơi xuống, phòng điều khiển bàn điều khiển biểu hiện trên màn ảnh bước phát triển mới tin tức. Phi thuyền hệ thống hợp thời lên tiếng nhắc nhở. 37 hào tinh cung cấp 5 tiếng đồng hồ miễn phí quỹ đạo ngừng thuyền, hiện tại thời gian sắp trừ xong, sau 10 phút bắt đầu kế phí. Thật sao? Tô Lâm hỏi thăm thu phí tiêu chuẩn, 500 tinh nguyên một giờ. Bọn hắn vì cái gì không đi cướp cướp. Ta là nơi này người tiêu dùng, địa ngục mê cung ra trận phí liền muốn hai vạn tinh nguyên. Nói lên cái này, nàng chợt nhớ tới mình trực tiếp. Chủ bá nhận được khen thưởng phí tổn có rất nhiều loại chia phương thức. Nàng là không cùng bất luận cái gì công ty ký kết nghiệp dư chủ bá, dựa theo hiệp nghị chỉ cùng cung cấp studio nhạc viên công ty chia đôi xét thấy bọn hắn sử dụng bình đài liền lệ thuộc vào nhạc viên giải trí sự nghiệp bộ, cho nên cũng là không cần lại tại chia tiền trước bị bình đài công ty rút thành. Tô Lâm yên lặng đăng lục chính mình trực tiếp tài khoản, xem xét số dư còn lại. Chia sẻ trực tiếp đánh tới tài khoản bên trên. 20 vạn. Nàng một lần nữa số một lần, xác định là 6 chữ số, qua, wow, cái này kiếm tiền có chút dễ dàng. Tô Lâm lại mở ra mưa đạn, sau đó say sưa ngon lành nhìn một lần chính mình trực tiếp từ người xem thị giác giai đoạn trước một mảnh gọi tốt ngẫu nhiên có mấy cái cái này rất bình thường mưa đạn cũng bị đè xuống hậu kỳ mưa đạn càng là một dây đồng hồ bắn ra mấy chục cái đại bộ phận người đều đắm chìm trong hưng phấn cùng trong sự thỏa mãn nhưng mà lại tăng thêm một chút ngờ vực vô căn cứ cảm giác này không giống như là dây cấp giác tỉnh giả ta cũng cảm thấy G cấp chỉ sợ đến không được cái tốc độ này đi mà lại chủ bá đều không có hóa thú nói rõ khả năng chỉ là sơ cấp thức tỉnh trạng thái sơ cấp liền có cái tốc độ này chỉ sợ muốn C cấp trở lên không không nàng cứu giác thính giác nhìn ban đêm đều rất mạnh a à, cảm giác huyết thống khả năng không phải chuyên chú tốc độ cường hóa đều có thể đến loại trình độ kia nói không chừng là cái b cấp dựa vào muốn thật sự là b cấp lời nói vậy thì có điểm không đáng chú ý B cấp giác tỉnh giả là có thế nhẹ nhõm làm chết cấp thấp trùng tộc, lẽ ra một quyền đánh bay mười mấy cái khôi lỗi không có vấn đề đi. Trực tiếp đã kết thúc một đoạn thời gian, phía dưới nói chuyện phím khu vực lại là không ngừng đang cày mới, thậm chí còn có mới người xem tiếng vào studio, quan sát đoạn video kia. Các loại bình luận còn cũng liên tục không ngừng xuất hiện. Má ơi thông cảm giác trực tiếp quá chân thực, bất quá cuối cùng chủ bá giống như mệt mỏi rồi. Nàng chặt đứt quá nhanh, nhưng cuối cùng kia vài giây đồng hồ cảm giác cốt hỏng bét tự hồ là mệt mỏi chủ bá bình thường ngồi phòng làm việc a à, hoặc là ở nhà đi làm loại kia thể lực không được a à. ngươi chạy nhanh như vậy thử một chút nàng là giác tỉnh giả a à, lão tử lại không phải huynh đệ giác tỉnh giả tăng lên chỉ là một ít hạn mức cao nhất đúng vậy a à, giác tỉnh giả không phải thần người tốc độ cao nhất lao nhanh một phút đồng hồ sẽ rất mệt mỏi nàng cũng biết chỉ là thời gian này có thể sẽ kéo dài đến 15 phút mà thôi. Các ngươi không biết thức tỉnh trạng thái sao? Cái kia tựa như là người bình thường đập thuốc, tại trong một đoạn thời gian rất cao, nhưng là kết thúc về sau, cơ bắp nên mệt mỏi sẽ còn mệt mỏi. Không biết chủ bá là đẳng cấp gì, cảm giác rõ ràng có thể chơi càng tốt hơn. Làm sao luôn có loại người này? Người ta không phải chuyên nghiệp A, khả năng trong hiện thực có khác công tác đâu. Ai nha, Đế quốc pháp luật thôi, chỉ cần có thể sinh ra giác tỉnh giả, cầm phụ cấp liền áo cơm không lo, rất nhiều nữ lười đi rèn luyện chịu khổ. Nói thật cảm giác rất lãng phí, cũng công tốt thể chất. Ha ha, vì cái gì đế quốc bên này bình quyền trình độ vẫn còn so sánh không lên một ít phế phẩm tiểu quốc gia, cũng là bởi vì những vật này tồn tại. Ông trời của ta. Cái này cũng có thế phun. Ngươi là nam a, mỗi ngày hận mình không thể sinh con cầm phúc lợi hay là không phải giác tỉnh giả nữ tính. Mỗi ngày hận chính mình không sinh ra giác tỉnh giả. Có ít người làm sao nói đâu, ta thấy qua giác tỉnh giả muội tử thân thủ cũng không tệ, rất nhiều người đều đang cố gắng tăng lên chính mình. Vô luận cái này chủ bá tình huống như thế nào, có thể là chuẩn bị về sau dựa vào sinh con còn sống, cũng có thể là là ngồi phòng làm việc lao động trí óc người không cần rèn luyện, nhưng nàng một người cũng không thể đại biểu nữ tính giác tỉnh giả quần thể A các loại ngôn luận không ngừng nhấp nhô đổi mới, bỗng nhiên lại toát ra một đầu họa phong khác biệt. Qua kháo, các ngươi có thấy hay không, trước đó có người nhìn thấy phát thanh viên tỷ bản nhân, nghe nói đẹp đặc biệt, hay là cùng bạn trai tại hẹn hò. Tiếp lấy gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gì? Nhìn trực tiếp cũng cảm thấy hẳn là mỹ nữ A, à, chí ít vóc dáng rất khá đâu. Có hay không kết nối? Không, tự như là quý tộc, không thể tùy tiện đập. Cái kia ngược lại là, loạn đập quý tộc lời nói, người ta một cáo một cái chuẩn, trực tiếp đưa ngục giam. Phúc, quý tộc lời nói kia hết thảy liền càng nói thông được đi, chờ lấy lấy chồng khi sâu gạo liền tốt nha. Tô Lâm yên lặng rời khỏi bình luận khu, đem tài khoản bên trong khen thưởng kim nói ra. Tiến hành những này thao tác thời điểm, nàng thu được mấy đầu người xa lạ tin tức. Tô Lâm mặt không thay đổi mở ra những cái kia văn tự tin vắng, từ xưng hô cùng giọng điệu đến xem, là đến từ Tô Lan. Lâm Lâm, thế giới này so ngươi tưởng tượng đến nguy hiểm, rất nhiều tập đoàn tội phạm bọn buôn người chuyên môn nhìn chầm chầm trẻ tuổi giác tỉnh giả nữ tính, trong tay bọn họ có thật nhiều nguy hiểm vũ khí, khả năng tùy tiện một trung cấp giác tỉnh giả liền có thể chế phục ngươi, chớ nói chi là tội phạm bên trong còn có một số dị năng giả. Ngươi không có năng lực bảo vệ mình, về nhà đi, không muốn làm để cho mình hối hận sự tình. Nàng đọc xong cái này hai đầu tin tức lúc, trong phòng điều khiển quanh quẩn lên hệ thống thanh âm nhắc nhở bọn hắn quỹ đạo bỏ neo phí đã bị khấu trừ cửa sổ mạng tàu bên ngoài trong vũ trụ không ngừng có phi thuyền nhảy vọt biến mất lưu lại nhiều đám lập tức chôn vùi diễm hỏa trong khoang thuyền hết sức yên tĩnh tô lâm thở dài những cái kia người xem phát biểu cùng tiện nghi huynh trưởng khuyên bảo cũng không có để nàng tức giận phi thường đế quốc công dân bên trong có thật nhiều chủng tộc nhân loại là số lượng nhiều nhất trong đó lấy mấy vạn ức người cải tạo là nhất, bọn hắn cơ hồ trải rộng 12 đại tinh vòng từng cái tinh hệ, cơ hồ tại bất luận cái gì một cái thích hợp cư ngụ tinh cầu bên trên, đều có thể tìm tới nhân loại cư dân. Bất quá, giác tỉnh giả cũng chỉ có khó khăn lắm vài ức, 90% giác tỉnh giả cũng đều tại e cấp trở xuống. Thức tỉnh huyết thống công dân, chiếm so thậm chí không đến một phần vạn. Tại trùng tộc xuất hiện trước đó, Hải Lam đế quốc tại trong vũ trụ hoành hành bá đạo, quân đội đánh đâu thắng đó, ngoại trừ chính phủ nắm trong tay khoa học kỹ thuật bên ngoài, cũng ỷ lại tại đỉnh tiêm giác tỉnh giả sức chiến đấu. Hai cái phổ thông người cải tạo hài tử, có rất thấp tỷ lệ trở thành giác tỉnh giả. Hai cái giác tỉnh giả hài tử, tất nhiên là giác tỉnh giả. Bất quá, giác tỉnh giả ở giữa dòng giỏi thai ngén tự hồ có chút khó khăn. Bởi vậy, đế quốc vì để cho giác tỉnh giả nữ tính sinh dục, cho cực cao phúc lợi cùng trợ cấp kim trên cơ bản, chỉ cần có thể sinh ra một cái giác tỉnh giả, dù chỉ là dê cấp, quốc gia liền sẽ xuất tiền đem hài tử nuôi lớn, đồng thời cho sinh dục người cực cao phụ cấp. Đồng thời, bọn buôn người nhóm cũng thích đối giác tỉnh giả xuất thủ. Tô Lan nói tình huống chỉ là một loại, trên thực tế, bất luận cái gì giác tỉnh giả đều có thể gặp hãm hại, không phân giới tính tuổi tác. Thí dụ như trước đó vài ngày rít đồ tháp tinh quyển một cái tập đoàn tội phạm ổ điểm trạm vệ tinh bị phá hủy, mấy trăm cái giác tỉnh giả bị từ duy sinh trang bị bên trong giải cứu ra, đám tội phạm tại rút ra tủy sống của bọn họ dịch chế tạo phi pháp dược vật. Được cứu vớt giác tỉnh giả nhóm nam nữ già trẻ đều có, đến từ, từ từng cái tinh cầu, phần lớn là con đường một chút an toàn đẳng cấp hơi thấp trạm trung chuyển là bị đánh lén đánh ngã. Tô Lâm tự nhiên là hạ quyết tâm không đi chỗ đó chút địa phương. Nhưng mà, nàng tại Beta Y3 Hào Liên Bảo gặp được hải tặc sát thủ, nếu như không phải nàng có chút kỳ ngộ, chỉ sợ đã nạp mạng. Nơi đó an toàn đẳng cấp đã tính cao, còn lại điểm du lịch, trừ phi là ở trung ương tinh quyển, cũng không thể so với kia càng tốt hơn. Tô Lâm tiện tay mở ra mấy đầu hot search tin tức, nhìn thấy những cái kia giải tấm chiến tranh video, lại thoáng nhìn phía dưới bình luận. Nghiêm chỉnh huấn luyện A cấp giác tỉnh giả, cùng trong hình ảnh những cái kia nhẹ nhõm hủy diệt chiến hạm trung đẳng trùng tộc, hoàn toàn có sức liều mạng, ai thắng ai thua đều không có định luận. A, à, ta là A cấp, trên lý luận nói, ta vốn nên có thế đơn đấu những quan chỉ huy này. Nàng có chút vẻ oải nói, tiếp lấy lại nâng lên tinh thần. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu, sớm muộn cũng có một ngày ta có thể. Nói thì nói như thế, tô lâm nhìn qua trước mặt hướng dẫn hệ thống là lại lâm vào mờ mịt. Ân, ừ, ta đã không biết muốn đi đâu, nếu không ngươi đến định hành trình đi ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Ly Ga cũng không có trả lời ngay. Hắn tự hồ cũng đang suy tư đáp án của vấn đề này. Tô Lâm dứt khoát sai sử hệ thống hình chiếu ra toàn tức tinh bản đồ. Cái này đến cái khác khổng lồ phức tạp tinh quyển hệ thống hiện lên ở trong không khí, điện ly khí thể, bụi bặm mây cùng tinh đoàn tạo thành vô số vòng xoáy, ngàn vạn khỏa hành tinh bị bao phủ trong đó, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ chuyển động, tô lâm phía trước thân trong trí nhớ nhìn qua đế quốc tinh vực đồ bây giờ lại là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy nàng không chịu được thất thần một lát dạng này mênh mông huy hoàng tinh tế thế giới phong phú hệ thống sức mạnh thậm chí còn khác thường thế vũ trụ khách tới hết thảy hết thảy đều ẩn chứa vô hạn khả năng trong nháy mắt đó trong lòng nàng dâng lên một loại mạc danh hân hoang cùng rung động thật là dễ nhìn a à. tô lâm kìm lòng không đặng nói bỗng nhiên lại muốn đứng dậy biên vị này chưa chắc có đồng cảm, bất quá ngươi đến từ cái khác vũ trụ, ngươi có phải hay không đã gặp rất nhiều càng mỹ lệ hơn cảnh sắc rồi. Trùng tộc thần minh khẽ lắc đầu, rất nhiều thế giới bên trong, trong tinh không chỉ có chiến tranh lưu lại phế tích. Có trong vũ trụ xác thực tồn tại tương tự hệ thống, nhưng vậy ta cũng không có thưởng thức năng lực của bọn nó, khác biệt sinh vật đối đẹp cảm thụ cũng là khác biệt. Hắn không nhanh không chậm nói, cùng nhân loại đồng hóa về sau, trong mắt ta phong cảnh mới có thể cùng ngươi giống nhau một khắc này tô lâm cảm giác nhịp tim tự hồ cũng chậm một nhịp trong lời này tự hồ ẩn chứa cái gì đặc thù hàm nghĩa nàng không thể nào phân tích suy đoán chỉ là vô ý thức hỏi thăm ngươi nói chiến tranh khi cùng các ngươi có quan hệ sao có đôi khi là có đôi khi khi ta tiến vào cái nào đó vũ trụ nó đã sắp gặp tử vong liga kiên nhẫn giải thích nếu như ngươi muốn tận mắt chứng kiến những cái kia ta sẽ dẫn ngươi đi khi ta tại cái vũ trụ này đạt thành tâm nguyện về sau bất quá khi đó ngươi hẳn là cũng có thể bằng vào mình lực lượng xuyên qua khác biệt vị diện tô lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn trong lời nói lượng tin tức quá lớn ngươi nói ngươi tâm nguyện nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn là tìm tới bạn nữ sao nói như vậy không quá xác thực cái sau có chút buồn cười mà nhìn xem nàng đôi mắt của hắn vẫn như củ đỏ như đốt lửa lại để lộ ra khắp huyết như thê diễm mỹ cảm loại kia rung chuyển linh hồn mỹ lệ màu sắc để người liên tưởng đến vỡ vụn bồ câu huyết hồng bảo thạch hoặc là đốt cháy sinh mệnh liệt diễm kia có lẽ chính là tượng trưng cho hủy diệt nhan sắc mà chủ nhân của cặp mắt kia nhưng dù sao sẽ nói ra một chút tương phản nói chính xác ta nghĩ yêu người nào đó chương 16 Nằm mơ cũng muốn giảng phân tất đi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Alpha 72 Tô gia phủ đệ trong phòng họp, hiếm thấy đầy ắp người Đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận mấy ngày nay phát sinh sự tình Từ trùng tộc nói đến trùng tộc thần Còn nói lên những cái kia nghị hòa điều ước Không sai A, à, Gamma tin quyển cơ hồ cho một nửa Những địa phương kia nói thật cũng không quan trọng Coi như không cho, cũng tất cả đều là trùng tộc xào huyệt, bình thường cũng không người ở. Cũng thế, trùng tộc đem thổ dân dị thú đều giết, chỉ sợ cũng rất tốn sức, bọn hắn muốn liền lấy đi thôi. Liên quan tới những cái kia cắt nhường cho trùng tộc tinh vực, các quý tộc phần lớn không có ý kiến gì, dù sao đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chân chính để tô gia các quý tộc đau lòng là chúng ta cái này vừa đàm lũng giá cả, phong thần liền đem đơn đặt hàng tất cả đều rút đi ta bên kia cũng thế bọn hắn thu hồi đường thuyền quyền sử dụng lâm gia nắm trong tay phong thần tập đoàn là đế quốc lớn nhất vũ khí chế tạo thương một trong liên quan đến sản nghiệp đủ loại tô gia cùng lâm gia có hôn ước mà lại thông gia đối tượng hay là nhất có quyền lực lâm công tước bản nhân toàn cả gia tộc đều bởi vậy thu lợi nhưng mà đây hết thảy đều dừng ở trận kia tiệc tối tô lâm một quyền đánh gãy lâm triệt mũi cái sau dưới sự phẫn nộ hủy bỏ hôn ước trên thực tế, năm đó chưa kế thừa tước vị Lâm Triệt đồng ý thông gia, vốn là có đến tự bậc cha chú áp lực, bản thân hắn đối Tô Lâm hiển nhiên hoàn toàn không có hảo cảm, bây giờ còn hướng một cái không phải giác tỉnh giả bình dân đại hiến ân cần. Cho nên, Lâm Triệt có lẽ đã sớm nghĩ giải trừ hôn ước, chuyện ngày đó chỉ là một cơ hội. Tốt xấu đều là lâu dài trà trộn giới quý tộc người, việc này bên trong công công quấn quấn đại gia lòng giả dạ biết rõ nhưng mà người của tô gia lại không muốn như vậy tiếp nhận hoặc là ít nhất phải tìm đối tượng để phát tiết một chút từ chối trách nhiệm lâm lâm thật sự là quá không hiểu chuyện đúng vậy a à, nàng bây giờ cũng thành niên làm sao liền có thể làm ra loại sự tình này quá mất mặt nếu như không có lâm công tước nàng nói không chừng liền muốn gả cho cái nào đó thân vương nhi tử cái này nhìn qua tựa hồ là lựa chọn tốt hơn nhưng mà hoàng thất ở trong nội tâm cũng không làm sao coi trọng quý tộc ti rang gia tộc có được mạnh nhất huyết thống người còn lại nói khó nghe một điểm đều bị bọn hắn coi là sinh dục công cụ các đời thân vương cùng với con cái phối ngẫu gia tộc từ thông gia bên trong chân chính thu lợi đều cực kỳ bé nhỏ giống như là lâm gia dạng này cùng bọn hắn nghiêm túc ký một hệ liệt hiệp ước là căn bản không có khả năng sự tình đại bá đi đâu rồi đúng vậy a à đại ca làm sao còn chưa tới có người ngắm nhìn bốn phía phát hiện tô hầu tước còn chưa tới cái gì không gian hệ dị năng giả giờ này khắc này tô hầu tước ngay tại một gian phòng khác bên trong nghe trưởng tử lời nói có chút ngoài ý muốn có đúng không tô hầu tước cười lạnh một tiếng hắn hiểu rất rõ chính mình cái kia nữ nhi miệng đầy đều là dân đen liên hạ cấp quý tộc đều xem thường khi chỉ sợ vẫn là cái quý tộc, chính thành hay là thành viên hoàng thất, ngươi bình thường không thích có mặt những trường hợp kia, chưa hẳn nhận ra. Tô Hầu tước lắc đầu, để nàng trở về chuẩn bị yến hội, nàng không phải thích nhất tham gia hoàng cung tiệc tối à. Tô Lan sửng sốt một chút, cái gì yến hội? Vì cái gì ta chưa lấy được mời? Hắn đối với yến hội cùng cùng loại xã giao hoạt động cũng không nóng lòng, được mời cũng chưa chắc sẽ đi, cho nên vấn đề này cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn ý tứ, chỉ là thuần túy nghi hoặc. Huynh muội bọn họ ở giữa, hắn mới là người thừa kế, coi như là càng có người hơn phần. Nếu như trong hoàng cung có một trận yến hội chỉ mời Tô Lâm mà không có mời hắn, trừ phi là hoàng trữ ra mắt yến, nếu không đúng là chuyện rất kỳ quái. Ngươi không cần hỏi. Tô Hầu tức phất vất tay đuổi Nhi tử, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Beta y 37 hào tinh trên quỹ đạo. Xuyên qua hạm trong phòng điều khiển. Ly ga trầm mặt ngắm nhìn toàn tức tinh bàn đồ. Hắn giống như hoàn toàn không có ý thức được mình sẽ cho người mang đến như thế nào chấn kinh. Tô Lâm. Trễ một cái chớp mắt, nàng mới ý thức tới, đối phương là tại nghiêm túc suy nghĩ chiếc phi thuyền này kế tiếp mục đích. Vừa rồi nói chuyện giống như cứ như vậy kết thúc. Tô Lâm. Chờ một chút, bình thường đến nói, chẳng lẽ không phải hy vọng người nào đó yêu ngươi sao vì cái gì cứ việc ta đối với nhân loại hiểu rõ rất nông cạn cũng biết tình yêu là không thể cưỡng cầu ta sẽ không hy vọng người khác đối ta làm cái gì dù cho ta có thể thao túng người ý chí để hắn hoặc nàng nguyện ý vì ta trả giá hết thảy như thế sở được đến đồ vật cũng không nên được xưng là tình yêu tô lâm im lặng một lát vậy ngươi nghĩ yêu người nào đó là chỉ giống nhân loại đồng dạng xuất phát từ nội tâm không có bất kỳ cái gì ngoại giới can thiệp, muốn cùng người nào đó thành lập lâu dài quan hệ. Ngươi muốn cùng ta thảo luận định nghĩa sao?" Hắn rất bình tĩnh nói. "Ta biết nội bộ nhân loại đối với tình yêu khái niệm có khác biệt lĩnh vực thuyết minh, từ sinh vật học, trong lòng học phân tích đến khác biệt đặc thù cùng hành vi biểu hiện." Tô Lâm "Đúng vậy, chính là vấn đề này." Nàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến đối phương bên người. Đại bộ phận nhân loại cùng người yêu yêu nhau thời điểm, sẽ không đi trước cân nhắc đến cùng cái gì là tình yêu, nếu như ngươi tưởng tượng đại đa số người đồng dạng, ngươi liền muốn từ những phương diện này tới tay, trước hết để cho chính mình càng giống người bình thường, nhất là phương thức tư duy. Tô Lâm dừng dừng, đương nhiên ta không phải đang dạy ngươi hoặc là mệnh lệnh ngươi muốn làm thế nào, chỉ là một điểm ý nghĩ. Ly Ga tại toàn tức đồ thượng quyết định đường thuyền, nghiêng đầu nhìn nàng. Không có vấn đề. Tô Lâm vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy hướng dẫn hệ thống bản thượng hiện lên số liệu, tuyến đường mới bị tính toán ra tới. Chờ một chút, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng ta chỉ là hiếu kỳ, chúng ta tại sao phải đi nơi này? Gamma 12, 9 Gamma tinh quyển, thứ 12 tinh hệ, thứ 9 tinh cầu Ngoại trừ trung ương tinh quyển bên ngoài, còn lại bất kỳ một cái nào tinh quyển, tinh hệ xếp hạng càng là dựa vào sau, mang ý nghĩa trị an càng kém, tỷ lệ phạm tội càng cao. Alpha cùng Beta tinh quyển còn tốt một điểm, đều là lúc đầu đế quốc thuộc địa, thích hợp cư ngụ tinh cầu đều bị thanh lý đến rất sạch sẽ. Giống như là Gamma tinh quyển loại địa phương này, thứ 10 tinh hệ về sau, thích hợp cư ngụ tinh cầu bên trên đều sẽ gặp nguy hiểm dị thú ẩn hiện. Mà lại hải tặc vũ trụ đội hành động cũng sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược, trước một giây ngươi ở nhà đi ngủ, sau một giây nóc phòng liền bị đánh nát. Thí dụ như nguyên tắc nữ chính quê hương tại Omi Keron Tinh Quyển, nàng thu được thư thông báo trúng tuyển giật phi thuyền tiến về Trung ương Tinh Quyển, mới vừa lên đường không bao lâu, tàu chở khách liền bị hải tặc bắt cóc. Ngươi nói ngươi vốn nên có thế đơn giết quan chỉ huy. Liga đóng lại hình chiếu 3 d vậy liền thử một chút đi. Tô Lâm. Cho nên nói ngươi tại dẫn ta đi gặp cái nào đó quan chỉ huy loại kia một quyền đạp nát một chiếc tàu bảo vệ trùng tộc hiện tại chiếc phi thuyền này nhưng thật ra là tại mở hướng địa ngục sao tóc đen nam nhân liếc nàng một mắt cười một tiếng ngươi thật hài hước phi tô lâm không thể tin ngươi nghe người khác nói chuyện thời điểm đều mặc kệ trước sau ngữ cảnh sao phi thuyền xông ra quỹ đạo chiếc này nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua hạm lấy một loại hữu tử vô sinh khí thế thẳng tiến không lùi đâm vào rộng lớn tinh hàng cửa tại không gian trong thông đạo tiến vào nhảy vọt trạng thái tô lâm thì là sinh không thể luyến tê liệt ngã xuống hồi trên ghế salon cái nào đó trùng tộc thì mặt mũi tràn đầy vô tội ngồi vào bên cạnh nàng một tay chống đỡ chỗ tựa lưng đặt tại bên mặt bày ra một bộ nghiêm túc lắng nghe lời dạy dỗ học sinh tốt tư thái đối phương ngước mắt nhìn nàng đỏ mắt sáng tỏ lấp lánh không che giấu chút nào trong mắt chờ mong ngươi có thể tiếp tục Tô Lâm. Tiếp tục cái gì? Tô Lâm lấy lại tinh thần. Tình yêu của ngươi chỉ nam dạy học sao? Thật có lỗi, ta không biết nên nói cái gì, đầu óc của ta đã trống không. Ly Ga như có điều suy nghĩ. Bởi vì chờ mong chiến đấu kế tiếp. Tô Lâm. Tô Lâm triệt để tê dại. Đúng vậy a, à, ta kích động đến sắp bạo tạc. Vậy là tốt rồi. Không chiếm được yêu đương chỉ đạo hắn tự hồ cũng lơ đễnh. Tại ta tộc đàn bên trong, chiến đấu cùng lực lượng là hai khái niệm, kỹ xảo tính chỉ đạo có đôi khi không có ý nghĩa, đối thủ mới là trọng yếu nhất, bất quá, ta không tham dự tử biên chi chiến, có lẽ không gọi được am hiểu chiến đấu. Tô lâm mắt cá chết, ngươi am hiểu cái gì? Hủy diệt tinh cầu cùng văn minh sao? Liga không thể phủ nhận. Vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa am hiểu phi thuyền nhảy ra một tòa khắc tinh hàng cửa, tạm thời kết thúc một đoạn nhảy vọt hành trình. Nàng còn không có nói tiếp, quan não bỗng nhiên vang lên. Cô tiểu thư, ta là Beta Y3 Hào Liên Bảo An toàn bộ bộ trưởng, lần trước may mắn đạt được sự giúp đỡ của ngài, toàn tức trong hình ảnh xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh, hắn tiếu dung chân thành khẽ không người. Lần này, chúng ta tổng cộng bắt được dê cấp tội phạm truy nã 37 người, C cấp tội phạm truy nã 10 người, b cấp tội phạm truy nã ba người tất cả đều là máu đỏ đoàn hải tặc hạch tâm thành viên chúc mừng ngươi bộ trưởng tiên sinh còn có an toàn bộ các vị tô lâm suýt nữa quên chuyện này nàng hoàn toàn không nghĩ tới có thế nhất cử bắt đến nhiều như vậy tội phạm truy nã nói thật vị đoàn trưởng kia có phải là điên phái nhiều người như vậy đến giết chính mình bọn hắn là không có việc làm sao bộ trưởng ngược lại là hảo tâm giải thích hai câu Nói cho nàng những người này không phải một lần tính bắt được. Ban sơ bọn hắn chỉ bắt được hai cái, có cái dị năng giả thôi miên trong đó một hải tặc, khống chế nàng tiến vào bọn hắn nội bộ hệ thống truyền tin, gửi đi một cái giả tín hiệu cầu viện. Cùng loại phương pháp lại một lần nữa mấy lần về sau, máu đỏ đoàn hải tặc tại beta tinh quyển hoạt động thành viên, không sai biệt lắm bị tóm sạch. Tô Lâm nhìn xem vui vô cùng bộ trưởng, cảm giác có chút không rõ nguyên lai like những người này tốt như vậy bắt sao? Bộ trưởng thao thao bất tuyệt biểu đạt tạ ý, lại nhấc lên về sau tiền thưởng chia, lẽ ra có một phần của nàng. Tô Lâm vội vàng khoát tay. Ta căn bản không có xuất lực, sao lại nói như vậy? Đương nhiên, nàng cho bọn hắn cung cấp cơ hội, kiếm một chén canh giống như cũng được, bất quá ngoài miệng cũng nên khách khí một chút. Thông tin kết thúc về sau, nàng còn ở vào có chút hoảng hốt trạng thái. Tiện tay ra một chút, phát hiện những năm này ngược lại là cũng không ngừng có các loại tội phạm truy nã xa lưới máu đỏ đoàn hải tặc thành viên bị bắt hoặc là bị giết cũng không phải không có bọn hắn hành tung bất định mà lại càng thích bắt cóc những cái kia xa xôi tinh vực phi thuyền cho nên thượng tin tức tỷ lệ cũng thấp một chút tô lâm vẫn còn đang suy tư thời điểm lại là một đầu giọng nói thông tin đánh vào nàng khiếp sợ phát hiện thứ này lại có thể là người quen đáng chết hành viên hoàng thất đặc quyền lại còn có thế dạng này thể hiện. Tô Lâm. Hoàng trữ điện hạ tiếng nói thanh lãnh hờ hững, mang theo một tia không cách nào che giấu chán ghét. Ta trước nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng tự mình đa tình hiểu lầm cái gì, ta gọi cho ngươi là bởi vì điện hạ. Tô Lâm tức giận nói, ta cũng muốn nói cho ngươi, ta kéo đen ta thông tin trong danh sách tất cả mọi người, ngươi có thể đánh tiếng đến, thuần túy bởi vì ngươi là đặc quyền nhân viên ta kết nối cũng là bởi vì ta không nghĩ nhiều lần bị ngươi quấy rối nói như vậy hiểu đi đến tột cùng ai tại tự mình đa tình tiền thân thầm mến hoàng trữ điện hạ cũng coi là cái bí mật bất quá bị thầm mến trong lòng người rõ ràng hắn vẫn luôn chán ghét tô lâm nhưng mà xem ở song phương là thân thích phân thượng cho chút thể diện không có nói ra mà lại tiền thân đối với hắn cũng là thầm mến căn bản không có thổ lộ qua tại trận kia tiệc tối trước đó đại đa số người cũng không biết tiền thân đối hoàng trữ điện hạ ý nghĩ ellen sinh khí chính là tô lâm tổn thương đến bạch ấu vô luận là trên thân thể hay là trên tinh thần cho nên dứt khoát không nể mặt mũi nói những lời kia nhưng mà lúc trước thân góc độ đến xem bạch ấu là cái câu tam đáp tứ cùng ca ca của mình vị hôn phu còn có nam thần liên lụy không rõ gia hỏa mà lại bản thân năng lực cũng không đủ cùng hoàng trữ xứng đôi nàng đương nhiên là có một bụng oán khí Tô Lâm nghiêm trọng hoài nghi tiền thân chính là bị tức chết rồi, sau đó mới đổi lại mình xuyên qua. Eo lên. Hắn nghe tới Tô Lâm lời nói trầm mặt vài giây đồng hồ. Đại khái là không nghĩ tới đối phương như thế không nể mặt mũi. Quá khứ những trong năm này, bọn hắn ngẫu nhiên tại trên yến hội ở chung. Vị này hầu tước tiểu thư kiểu gì cũng sẽ thu liễm lại ngang ngược càng rỡ tính tình, ở trước mặt hắn biểu hiện được không nói đè thấp làm tiểu, cũng coi như được có chút tôn kính bất quá ellen biết đó cũng không phải đối phương chân diện mục tựa như nàng tại đối mặt bạch ấu là ghê tởm sắc mặt đó mới là thật sao hoàng trữ điện hạ nghĩ như vậy đối cô lâm thái độ hiện tại cũng liền xem thường dù sao đối phương vốn cũng không phải là người tốt lành gì nói cái gì thích bao nhiêu năm nói cái gì chỉ có nàng mới xứng với chính mình ellen trong lòng cười lạnh còn nói tình nguyện cùng trùng tộc kết hôn nữ nhân này nhìn thấy trùng tộc nói không chừng liền muốn dọa khóc. Có thể nói ra những lời kia, chỉ là bị hắn cự tuyệt mà quá mức phẫn nộ đi. Vậy ta cũng không nói nói nhảm, ngươi bắt máu đỏ đoàn hải tặc người. Elen lạnh lùng nói. Ta muốn trong đó tam cái bê tấp tội phạm truy nã, đem bọn hắn giao cho ta. Hắn căn bản chưa kịp kiểm tra thực hư cả kiện sự tình, liền vội vàng gọi điện thoại tới, ngoại trừ sốt ruột bên ngoài, cũng là sợ chính mình tự tiện vận dụng nhân thủ kinh động mẫu thân. Tô Lâm Tô Lâm trực tiếp cười. Nằm mơ cũng muốn giảng phân tất đi, điện hạ. Giờ này khắc này, phi thuyền đến Gamma 12, 9. Hệ thống vẫn luôn duy trì mạng lưới liên lạc trạng thái, sớm tại xuyên qua tinh hàng cửa trước đó, liền phát ra cảnh báo cùng nhắc nhở. Chú ý, ngài sắp tiến vào thuộc về trùng tộc tinh vực mới ký tên hòa bình điều ước sớm đã có hiệu lực. Bị phân chia tinh vực trực tiếp chính xác đến tọa độ cụ thể, phân biệt rõ ràng các đất ra thuộc về khác biệt lãnh địa. Tất cả ngay tại vũ trụ vận chuyển phi thuyền cũng đều sẽ tiếp thu được mới khu vực quy hoạch tiêu chuẩn. Tàu chở khách nhóm sẽ tự động sửa đổi đường thuyền, mà tư nhân tọa giá, không muốn chết, người điều khiển bình thường cũng sẽ lập tức thay đổi phương hướng. Eo lên hắn nghe tới đối diện phi thuyền hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở, không khỏi rơi vào trầm mặt. Nữ nhân này thật chạy đến trùng tộc tinh vực đi. Tô Lâm lười biếng ngồi tại điều khiển trong phòng trên ghế salon. Hả? Điện hạ? Tại sao không nói chuyện nha? Mộ phần tín hiệu không tốt sao? Chương 17 Mỹ lệ lại tàn khốc thế giới. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Eo lên hắn ngược lại là miễn cưỡng bảo trì hoàng trữ phong độ, không có cùng tô lâm mắng nhau. Ngươi ở nơi nào? Ta đang bận đem máu đỏ đoàn hải tặc tội phạm truy nã đuổi tận giết tuyệt. Tô lâm lạnh lùng trả lời, dù sao những người này treo thưởng đều bất luận chết sống, chỉ cần đừng nổ quá nát, có thể nhận ra thi thể là ai là được. Liga vì nàng hoang ngôn ghé mắt một giây. Tô lâm hướng hắn phất phất tay. Trùng tộc thần minh tựa hồ không quá xác định nên như thế nào giải đọc động tác này nhưng vẫn là bảo trì trầm mặc thông tin một bên khác ellen không nhìn thấy những này tiểu động tác hắn một nháy mắt không biết nên đáp lại như thế nào ellen rất rõ ràng tô lâm là ai kiều sinh quán dưỡng quý tộc tiểu thư tuyệt sẽ không chịu khổ đi chịu đựng những cái kia chiến đấu huấn luyện nàng hoàn toàn lãng phí thiên phú của nàng Huyết thống của nàng chỉ bị nàng dùng để nâng lên giá trị bản thân lấy bán vào cái khác đại quý tộc trong nhà tiếp tục trải qua nàng thích xa hoa dâm đảng sinh hoạt như vậy tương đối phía dưới máu đỏ đoàn hải tặc cặn bả nhóm vắng vẻ vô danh những cái kia cũng được có danh tiếng tội phạm truy nã nhóm từng cái đều thân kinh bách chiến mà lại phần lớn là dị năng giả dù là nàng giác tỉnh giả đẳng cấp rất cao cũng chưa chắc đại biểu nàng có thế giết chết trong đó cái nào nếu như trước kia nghe tới Tô Lâm nói ra cái gì đem tội phạm truy nã đuổi tận giết tuyệt lời nói, Ellen nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nghĩ thầm nàng đi tặng đầu người còn tạm được. Bất quá bây giờ, có một nháy mắt, hắn thật không xác định đối phương nói thật hay giả. Dù sao Bạch Ấu chỗ nhận được cầu viện tin tức, người kia nâng lên bọn hắn là truy tung Tô Lâm phi thuyền, cuối cùng rơi vào cạm bẫy. Bọn hắn tại sao phải truy tung Tô Lâm phi thuyền? lúc ấy ellen cảm thấy không hiểu thấu vô ý thức liền hỏi ra lời tô lâm đắc tội với người không kỳ quái nhưng mà nàng vòng xã giao bên trong cũng đều là các loại quý tộc thiếu gia tiểu thư bọn hắn lại như thế nào cũng không đến nỗi thuê hải tặc giết người không phải nói bọn hắn phẩm cách cao thượng không làm được loại sự tình này mà là bọn hắn thực chất bên trong miệt thị lấy những cái kia tội phạm căn bản sẽ không cùng cái loại người này liên hệ bạch ấu ấp a ấp úng không chịu trả lời bị hắn ép hỏi đến rơi nước mắt cũng sống chết không chịu nói ellen liền mặt lạnh nhìn xem thiếu nữ khóc đến lê hoa đái vũ hắn sẽ không cảm thấy là bạch ấu ngô hung giết người càng nghĩ cũng liền quẹo góc tên hải tặc kia đầu lĩnh là hắn làm sao thanh âm của hắn lạnh đến cơ hồ muốn kết băng bởi vì ngươi hướng hắn tố khổ ngươi cảm thấy ta làm không đủ sao hay là ngươi cảm thấy hắn tốt hơn bởi vì hắn muốn giết ai liền giết ai thiếu nữ không thể tin nhìn xem hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy ngươi sao có thể nói như vậy lên, ta chưa từng có đừng nói ngươi buổi chiều còn có lớp đi nhanh đi việc này ta giải quyết cho ngươi ellen tức giận đánh gãy nàng nổi giận đùng đùng rời đi thời gian trở lại hiện tại thông tin một bên khác tô lâm tiếng nói tản mạng hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ điện hà còn có việc sao? Không có việc gì liền đừng quấy rầy ta giết hải tặc. Lúc này ở xa thủ đô tinh hoàng trữ điện hạ, nhịn không được ảo tưởng một chút Tô Lâm cùng hải tặc tại trùng tộc tinh vực vật lộn bộ dáng, cái quỷ. Những cái kia tội phạm truy nã rõ ràng chính là tại Beta tinh quyển bị bắt. Beta tinh quyển nhưng không có cái kia một mảnh là cắt cho trùng tộc. Đừng cầm những lời này lừa gạt ta. Eulen lạnh lùng nói mặc dù hắn trong lòng cũng không chắc chắn bởi vì hắn thực tế không nghĩ ra được tô lâm muốn đi trùng tộc tinh vực làm cái gì trừ phi nàng thật tại mang theo một nhóm người truy sát tội phạm truy nã lại nghĩ tới những cái kia tội phạm truy nã cho bạch ấu cầu viện thời điểm từng nói bọn hắn tạm thời liên lạc không được đoàn trưởng nói không chừng tên hải tặc kia đầu lĩnh tạm thời bị chuyện gì ngăn trở hay là cũng nhận công kích tô lâm hoàng trữ điện hạ hít sâu một hơi tự hồ không muốn cùng nàng tiếp tục cãi cọ ngươi đem ba người bọn họ cho ta ta sẽ đem ngươi từ trên danh sách hái ra ngoài tô lâm tô lâm không hiểu thấu cái gì danh sách ellen lúc này mới ý thức được nàng đại khái căn bản không có về nhà mà lại nàng kéo đen tất cả mọi người bởi vậy đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cho trùng thần chọn lựa bạn lữ nhân tuyển hoàng trữ điện hạ cơ hồ là gằn từng chữ nói hắn hiển nhiên rất khác biệt ý chuyện này thậm chí cảm thấy đến hoàn thất cách làm này có thể xưng sỉ nhục tô lâm ta tại cái kia trên danh sách sao nàng mặc dù đối nguyên tác thấy không thế nào cẩn thận lại đem cùng tên ác độc nữ xứng tương quan kịch bản thấy bảy tám phần hoàn toàn không nhớ rõ có đoạn này kịch bản bất quá rất nhiều kịch bản đoán chừng đều bị hồ điệp nàng một bên nói một bên nhìn về phía trong phòng điều khiển chơi bời lêu lỏng bốn phía loạn đi dạo chính chủ. Liga đang nghiên cứu hướng dẫn bản, không biết điểm cái gì khóa, toàn tức sờ khống màn hình bay lên, từng hàng giày đặt số liệu diễn toán nhấp nhô mà qua. Hắn cúi đầu, đỏ trong mắt lóng lánh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hình chiếu, những ánh sáng kia rất nhanh chôn vùi không gặp, tựa như bị ngọn lửa thôn phệ. Không quan trọng. Tô Lâm nháy nháy mắt, quay đầu lạnh lùng trả lời. Nó sẽ không tuyển ta. Hắn sẽ không lựa chọn bất luận kẻ nào. Hắn sẽ chỉ dùng phương thức của mình, đi tìm cái nào đó thích hợp đối tượng, nghiêm túc đã động đối phương thu hoạch tình yêu, có lẽ thủ đoạn cùng nhân loại bình thường khác biệt, nhưng cũng sẽ không giống các ngươi nghĩ đồng dạng. Các ngươi những này bại não, cũng quá xem thường hắn đi, cho là hắn là trong sơn động chờ lấy thôn dân cho tế phẩm yêu quái sao? Tô Lâm dù sao là quyết tâm không nể mặt mũi. Lần này bắt lấy mấy người kia, chính thành cùng nữ chính quan hệ rất tốt, nếu không bạch ấu cũng sẽ không cầu eo lên cứu bọn họ. Mượn cơ hội này đem bọn hắn diệt trừ càng tốt hơn, tránh khỏi về sau lại đến tìm chính mình phiền phức. Nàng cơ hồ một nháy mắt liền nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, đồng thời cho ra kết luận. Nàng căn bản không thích hoàng trữ điện hạ, cho nên sẽ không lại đi chủ động tìm nữ chính phiền phức nhưng kia không có nghĩa là nàng nhất định phải bỏ qua những này có thế uy hiếp được mình người. Ellen còn muốn nói nhiều cái gì, Tô Lâm lại trực tiếp đem thông tin cướp máy. Lần nói chuyện này trung, có thể thấy được Elen trưởng khống tin tức rất ít, thậm chí không biết Tô Lâm căn bản không có tham dự bắt. Hiển nhiên hắn cũng không có điều động chính hắn nhân thủ đi tra rõ chuyện này, chính thành cũng là sợ kinh động hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ căm hận lấy tên hải tặc kia đầu lĩnh, Mấy năm qua treo giải trên trời đối phương hạ lạc, nhưng mà phất lai hành tung quỷ bí, bản nhân cũng là ép cấp dị năng giả. Cuối cùng hoàng đế đem lệnh treo giải thưởng bên trong tăng thêm đầu người. Nàng vốn là nghĩ tay mình lưỡi đau giết chết đệ đệ cừu nhân, nhưng mà một năm nhất niệm quá khứ, nàng đại khái tâm tính cũng thay đổi, cảm thấy chỉ cần có thể làm thịt cừu nhân hết thảy dễ nói. Tô Lâm đem quan não điều thành miễn quấy rầy hình thức lại cho ở xa Beta tinh quyển liên bảo an toàn bộ bộ trưởng gọi điện thoại. Ta nhận được tin tức, máu đỏ có thể sẽ xuất động cao cấp hơn dị năng giả tiến đến cứu viện, thuận tiện làm cái đại phá hỏng, bên kia bộ trưởng lập tức cảnh giác lên. Những hải tặc kia vốn chính là một đám phần tử nguy hiểm, bọn hắn rất nhiều hành động đều là cố ý chế tạo khủng hoảng, đây là hoàn toàn có khả năng phát sinh sự tình. Cô Lâm cũng không tiếp tục nói chuyện. Có một nháy mắt, nàng hồi tưởng lại tại liên bảo trong đại sảnh tao ngộ. Cặp kia tráng phóng yêu dị lam quan con mắt. Khi tràn ngập ác ý dầu mở tiếu dung. Trong đầu thất lạc cùng cảm giác hôn mê, cùng trong lòng lan tràn bất lực cùng tuyệt vọng. Ngay tại chỗ giết bọn hắn đi. Nàng nhẹ nói, thi thể cũng có tiền thưởng, mà lại càng ổn định một điểm, bắt đến những này đã đủ rồi, dù sao ham hố cũng có thể là nhai không nát. Nếu như là còn sống tội phạm truy nã, lại bị đồng bọn cứu đi, vậy bọn hắn liền toi công bận rộn một trận, nhưng nếu như là tại chỗ giết, đây chính là ván đã đóng thuyền công tích. Bộ trưởng trong lòng rung lên, hiển nhiên ý thức được trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Ngài nói đúng. Hắn chỉ suy tư một hai giây, cũng không chút nào do dự trả lời, chúng ta rất nhanh sẽ đem tiền thưởng theo chia chuyển cho ngài. Trong lời nói lại nhiều hơn mấy phần cung kính ý tứ. Thông tin kết thúc về sau, Tô Lâm có chút phất lực đổ vào trên ghế salon. Liga một bên nhìn xem những cái kia mô phỏng thử lại phép tính số liệu, một bên thuận miệng nói một câu. Tâm tình của ngươi không quá ổn định. Đúng vậy, ta chỉ là phát hiện một khi dính đến tự thân an nguy, đại bộ phận người biểu hiện đều rất chân thực. Tô Lâm giật giật khóe miệng, không có cái gì bất an giải dụ bản thân khiển trách, có người muốn giết ta, ta liền nhất định sẽ giết bọn hắn. Giết hết cũng chỉ sẽ may mắn may mà ta còn sống, chỉ đơn giản như vậy. Trùng tộc quan tới một cái không hiểu thấu ánh mắt. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tô Lâm từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy dạng này ý tứ. Đúng vậy a. À. Nàng thở dài, đi đến cửa sổ mạng tàu bên cạnh. Ngươi đương nhiên cảm thấy như vậy, dù sao các ngươi phi thuyền đã dừng lại tại trống rỗng trên quỹ đạo, bên ngoài là mênh mông vô ngần tinh hà còn có hơi có vẻ hoang vu tiểu hành tinh. Tô Lâm đưa tay án lấy băng lãnh hợp kim pha lê, đây thật là cái mỹ lệ lại tàn khốc thế giới A. Vô cơ chất băng lãnh khí tức bỗng nhiên tập cận. Bất kỳ một cái nào thế giới đều là dạng này, không phải sao? Tóc đen nam nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng, một tay đồng dạng ấn lên cửa sổ mạng tàu, hai người cơ hồ mười ngón trùng điệp, Tô Lâm thậm chí có thể cảm nhận được trên da lăng qua hơi lạnh thấu xương. Thiếu nữ có chút hoảng hốt ngẩng đầu, trông thấy đối phương sắc bén quai hàm tuyến cùng hoàng mỹ sườn nhan. Cái sau ánh mắt khẽ nhúc nhích, cặp kia liệt diễm như đỏ mắt nửa đậy tại thâm thúy hốc mắt cùng thon dài tiệp màng hạ. Bọn hắn thân cao kém hơn 20cm, cái này hỏng bét tư thế, chợt nhìn tựa như là tại thân mật ôm, nàng cơ hồ hoàn toàn đưa thân vào trong ngực của nam nhân. Liga có chút cúi đầu, ngươi là đang nghĩ giết chết người nào sao tô lâm cảm giác lỗ tai tê dại một hồi nhìn xuống đưa tay đi vò xúc động ngươi sẽ không cũng có thể cảm giác được cái gì sát ý loại hình đồ vật a à. nàng nói cảm thấy có chút buồn cười đúng vậy a à, ta chính là tại nghĩ cái này tên hải tặc kia đầu lĩnh ân ta nói là máu đỏ đoàn hải tặc thủ lĩnh lần trước giết ta người hẳn là hắn phái tới ta xác thực hy vọng hắn chết nếu như hắn ở trước mặt ta ta lại có cơ hội, ta liền sẽ chơi chết hắn, ta nói thật, mà lại cái loại người này chết sớm một chút tốt nhất, cũng tiết kiệm càng nhiều người bị hắn hại. Ly ga nhẹ gật đầu, vậy liền tạm thời không có. Tô Lâm Giờ này khắc này, trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài ô mi kê rông tinh quyển. Gió lớn lướt qua mênh mông màu trắng hoang nguyên, đầy đất là hài cốt chiến hạm, thân thuyền thượng còn có máu đỏ đoàn hải tặc ấn ký. Những phi thuyền kia người điều khiển, phần lớn là đoàn hải tặc cao tầng, đều từng ỷ vào cường đại năng lực làm sằng làm bậy, phạm phải vô số huyết án. Lúc này, bọn hắn tất cả đều biến thành vỡ vụn mơ hồ, khó mà phân biệt thi thể. Trên chiến trường có thật nhiều kiến thợ thân ảnh bồi hồi. Trên tay bọn họ cầm một loại nào đó dụng cụ, không ngừng quét hình những cái kia tổn hại phi thuyền, đồng thời kiểm trắc lấy phải chăng còn có sinh mệnh hình thể. Mười mấy hình thái khác nhau các quan chỉ huy tại không trung lơ lửng, từng cái đều bao phủ tại ánh sáng chói mắt choáng bên trong. Một cái trùng tộc chậm rãi đi qua phế tích. Nó có quăng xoắn màu vàng nâu tóc dài, khuôn mặt mỹ lệ cực giống nhân loại, chỉ là hạ thân sinh ra to lớn ngao chi, lại kéo lấy tam đầu thật dài đuôi bọ cạp. Nếu như Tô Lâm ở đây, nhất định có thể nhận ra, nó là thượng duy thế giới bên trong bảo trì quỳ lạy tư thái cao đẳng trùng tộc một trong. Vài giây đồng hồ về sau, nó đem một người từ tàn tạ trong phi thuyền vớt ra. Khi là cái tóc vàng mắt xanh mặt em bé thiếu niên, trên thân kim loại chi giả toàn bộ bị tháo bỏ xuống, nghiền nát, hóa thành trong lửa thiêu hủy mảnh vỡ. Bên cạnh tàn tạ trên phi thuyền, lờ mờ có thể thấy được giọt máu huy hiệu, phía dưới còn có khô lâu cùng giao nhau hài cốt, tỏ rõ lấy hải tặc thủ lĩnh thân phận. Chết rồi. Trùng tộc bỏ qua thi thể. Nó nói nhân loại không cách nào phân tích rõ, tối nghĩa khó đọc ngôn ngữ. Thực lực của người này trùng tộc trụ mắt nhìn qua thi thể trên đất, ánh mắt không có chút nào ba động. Không đáng giá nhắc tới, kém xa tích tấp lúc trước đi tới sào huyệt của ta bên trong các dị năng giả, nếu như nàng muốn rèn luyện chiến đấu, không, ta nghĩ không ra cái gì thích hợp hơn đối thủ, ta nói là ta bản nhân nguyện ý cống hiến sức lực. Lơ lửng giữa không trung các quan chỉ huy nhau nhau nhìn lại, ngay tiếp theo phụ cận kiến thợ nhóm cũng nhìn chăm chú lên bên này. Vô số sông tinh hồng đôi mắt đốt ánh sáng nóng bỏng. Cao đẳng Trùng Tộc nghiêng đầu một chút. A, à, ngài đã vì nàng lựa chọn thích hợp, cái gì? Hiện tại. Hoa Nguyên Thượng trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Nó nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng mà mọi người đều biết không phải như vậy. Nếu như Trùng Thần muốn cùng bọn hắn giao lưu, cũng không cần mặt đối mặt. Vô lượng bọn hắn tại trong vũ trụ này bất kỳ chỗ nào đều sẽ cảm thấy được thần linh ý niệm. Cao đẳng trùng tộc hướng các quan chỉ huy so thủ thế, bọn hắn nhao nhau vỗ cánh cất cánh, ngay tiếp theo phía dưới lít nha lít nhíp bầy trùng, tất cả mọi người một lần nữa trở lại trong phi thuyền. Từng tòa phi thuyền lần lượt lên không, rất nhanh xông vào trong tầng mây. Ta sẽ đi quan sát, trừ phi nàng không chào đón ta, bất quá dựa theo lần trước gặp mặt đến xem, nàng tự hồ còn thật thích chúng ta. Cao đẳng trùng tộc hững hờ nói nó ngẩng đầu lên nhìn xem sâu xa ảm đạm bầu trời hoa nguyên thượng một mảnh lặng im chỉ còn lại hỏa diễm thiêu đốt thanh âm hả ta không có loại kia ý tứ ta nói là nàng một mực tại nhìn chúng ta không phải sao nó cất bước đi về phía trước đuôi bọ cạp kéo qua cháy đen mặt đất ngao chi thượng nổi lên một sợi một sợi tinh hồng quang mang những ánh sáng kia lan tràn mà xuống hội tụ tại bén nhọn kim châm bên trên sau đó đột nhiên hướng phía dưới thật sâu đâm vào mặt đất tốt a à, ta không thể không nói ngài có một chút hẹp hòi lạnh lẽo cứng rắn đất đông cứng mặt đất nháy mắt rạn nứt phun ra từng đạo vực sâu bàn khe hở tinh hồng năng lượng đâm xuyên lòng đất tầng lấy tốc độ khủng khiếp lây nhiễm cả viên tiểu hành tinh mặt đất vỡ vụn tuôn ra vô số đạo tinh hồng năng lượng cột sáng tinh thể mãnh liệt chấn động từ bên trong ra ngoài ầm vang tán nứt thật xin lỗi đem cái này làm cái trò đùa được không chương 18. Cám ơn ngươi lễ vật. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Số 9 hành tinh. Xuyên qua hạm rời đi quỹ đạo, đứng đắn qua hỗn loạn rét lạnh khí lưu tầng, cửa sổ mạng tàu bên ngoài cảnh tượng đã trở nên hoàn toàn mơ hồ. Một giây sau, phòng điều khiển khẩn cấp cửa khoang bỗng nhiên bị đẩy ra. Tô Lâm trực tiếp nhảy ra phi thuyền. Có địa ngục trong mê cung hạ xuống kinh nghiệm, nàng cảm thấy mình có thể tránh khỏi mất hết mặt mũi trước thảm án. Chỉ là lần này cao độ gia tăng mấy chục lần, màu xám trắng mặt đất tại vân vụ hạ như ẩn như hiện. Cùng phong thổi mặt mà tới. Màu xám sắc hoa nguyên thượng các đất bay lên, mặt đất trải rộng từng cái hình thù kỳ quái cái hố, phía trước là từng tòa hóa thành phế tích quân công nghiệp căn cứ. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, căn bản không có người ở lại. Bởi vậy bị một đám tập đoàn tội phạm vụn trộn chiếm cứ, Thành lập căn cứ chế tạo vũ khí, trong căn cứ công tác phần lớn cũng đều là người máy. Trên quỹ đạo ngược lại là có mấy tòa vũ trang trạm không gian, phòng ngừa người bên ngoài ngộ nhập, đương nhiên phương thức chính là đem đến đây phi thuyền toàn bộ đánh chìm. Tại trùng tộc nhóm đến về sau, tất cả lực lượng phòng ngự đều bị tồi khô lạp hữu bàn phá hủy. Mấy chục giây sau, Tô Lâm nằm trên mặt đất. Tốt A, nàng hạ xuống không quá thành công nàng trông thấy trên bầu trời bỏ neo màu đỏ thẩm tuần dương hạm, phụ cận bao quanh to to nhỏ nhỏ tàu bảo vệ cùng đột kích hạm. Từng tòa khổng lồ trùng tộc chiến thuyền phản phất bóng tối bàn bao trùng thương khung. Vài giây đồng hồ về sau, chung quanh dần dần đụng lên đến hơn 10 đạo cao cao to to thân ảnh. Kiến thợ nhóm mang theo các trúng thương giới, đứng tại hố to phía trên, không giải thích được nhìn xuống đáy hố nhân loại thiếu nữ. Tô Lâm nàng từ che kính rạn nứt khe hở trong hố lớn đứng dậy, đập đi trên tóc dính lấy đất sỏi cạn bã. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh cái hố lớn vây quanh một vòng cấp thấp trùng tộc, mười mấy song tinh hồng nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chầm chầm vào nàng. Có chuyên gia phân tích nói, trùng tộc cái này trung sinh vật tình cảm vô cùng đạm bạc, bọn hắn rất khó có cảm xúc chập trùng. Thí dụ như nói, bọn hắn bây giờ tất nhiên hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng sự thật chứng minh, dù cho ngươi hướng bọn hắn phát ra chửi mắng hoặc là khiêu khích bọn hắn cũng sẽ dùng loại kia băng lãnh chết lặng ánh mắt tiếp tục xem ngươi các chuyên gia cho rằng cũng không phải là trùng tộc hàm dưỡng quá tốt mà là bọn hắn liền sẽ không vì thế tức giận hoặc là nói cho dù bọn họ thật sự tức giận thí dụ như những cái kia tại trong sào huyệt sinh con mà bị thích khách đánh gãy cao đẳng trùng tộc nhóm bọn hắn cũng sẽ không nổi trận lôi đình chửi ầm lên chỉ là sẽ đem địch nhân giết sạch nếu như bọn hắn càng phẫn nộ một điểm, liền dứt khoát một đường giết tới địch nhân trong đại bản doanh, tựa như ma nhãn đã từng đối máu đỏ đoàn hải tặc làm những chuyện như vậy. Tô Lâm Phiền phức các vị nhường một chút. Nàng kỳ thật không có báo cái gì hy vọng. Đối nàng mà nói, coi như lạnh ở đây cũng không phải cái gì không thể tin sự tình. Dù sao nàng tại mới gặp đến Liga thời điểm, liền nghĩ qua mình bị trùng tộc nhóm xé thành mảnh nhỏ kiểu chết. Một giây sau, nhìn qua như là một đám máy móc bàn kiến thợ nhóm, vậy mà đồng loạt lui lại mấy bước, thật cho nàng nhường ra con đường. Tô Lâm nháy nháy mắt, trực tiếp từ hai ba mét sâu cái hố bên trong nhảy ra ngoài. Thân thể của nàng nhẹ nhàng, tứ chi lại không thiếu lực lượng, sớm tại địa ngục mê cung trong trò chơi, liền thật sâu cảm nhận được điểm này. Kiến thợ nhóm tiếp tục lui lại, lại lui lại mấy bước, mới chỉnh chỉnh tề tề một chân quỳ xuống đem thương trong tay chi trụ trên mặt đất, giống như cổ đại kỵ sĩ trong tay lợi kiếm. Bọn hắn đều có 3 mét trên dưới cao độ, vừa mới quỳ xuống, quanh mình bị che chắn cảnh tượng đều bạo lộ ra. Tô Lâm nhìn thấy màu xám sắc hoa nguyên, quân công căn cứ mơ hồ hình dáng, còn có phương xa ở lại khôi lỗi trùng nhóm, bọn chúng vương ra sắc bén chân, cơ hồ là hoàn toàn nằm sấp trên mặt đất. Tất cả trùng tộc đều duy trì quỳ xuống hoặc là quỳ xuống đất cung kính tư thái. Hoàng Nguyên Thượng An tỉnh chỉ còn lại phong thanh cùng cơ xương cốt thiêu đốt thanh âm. Có một thân ảnh từ phía trước chậm rãi đi tới. Nó có chừng cao hơn 2 mét, trên đầu có hai cây thật dài bổng trạng xúc tu, thân thể cực kỳ tinh tế, bao trùm lấy một tầng đơn bạc màu đen chất sừng giáp trụ, hành tẩu là hai chân đứng thẳng, lại có bốn cái dài nhỏ cánh tay, móng vuốt gầy còn bén nhọn. Trùng tộc phía sau có hai đôi màu lam vẫy cánh, tại ảm đạm hàng tinh chiếu sáng bắn xuống, lân phiến nhiễu xạ ra yếu ớt mê huyễn thải mang, lại hiện ra đóng băng kim loại màu sắc. Tô Lâm Nàng đã sớm biết, cho dù là mỹ lệ tiểu hồ điệp, bị phóng đại mấy trăm lần về sau, cũng sẽ trở nên có chút dọa người. Chớ nói chi là đối phương không hoàn toàn là hồ điệp dáng vẻ. Đây là một cái dệt mộng người, quan chỉ huy phải trúng chờ trùng tộc bên trong một chung. Tại video trong hình ảnh, cái này trung sinh vật có thể trực tiếp bằng vào thân thể đụng xuyên một chiếc lại một chiếc chiến hạm. Ngài tốt. Vị quan chỉ huy này đi đến phía trước hơn 10 mét vị trí liền ngừng lại. Nó thanh âm nghe vào rất nhẹ, cũng 10 phần trung tính, không có gì cảm xúc sắc thái. Tô Lâm đã có thể thấy rõ nó mặt. Nói thật, khi côn trùng đầu bị mở rộng đến cùng nhân loại tương cận thời điểm, xác thực có một chút điểm khủng bố. Trùng tộc có hai cái to lớn bán cầu trạng mắt kép, phía trên trải rộng lít nha lít nhíp lục giác hình cây đinh đôi mắt nhỏ mặt, lông mềm như nhung ngân lam sắc môi cần phía dưới, là thật dài hướng vào phía trong quan xoắn giác hút. Nó sau lưng vẫy cánh hướng về sau khép lại, cũng mở ra bốn cái tay. Ngài tốt! Tô Lâm thực tế không biết nên làm sao đáp lễ, liền mười phần cứng đờ cuối mình vái chào. Khi nàng hoàn toàn đứng lên, cùng trùng tộc đối mặt một giây về sau, thấy hoa mắt, thế giới trời đất quay cuồng. Tô Lâm bị đánh bay. Tô Lâm. Trễ một cái chớp mắt, nàng bên hông mới truyền đến đau đớn một hồi. Nàng cúi đầu xem xét, quần áo trong tràn ra một đạo vết nứt, bên trong chảy ra vết máu loang lổ. Tô Lâm quẳng xuống đất, mắt thấy phía trước lại là bóng đen lóe lên, cắn răng hướng bên cạnh bỗng nhiên lăn một vòng. Vừa rồi chỗ mặt đất quả nhiên bị thật sâu đánh xuyên. Nàng quả thực dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, hai chân phát lực hướng về sau né tránh ngạnh sinh sinh nhảy ra xa năm, 6 mét khoảng cách. Trùng tộc quả nhiên theo sát mà tới. Một kích sau chưa hoàn toàn đánh ra, nhìn thấy đối thủ né tránh, nó cũng liền ở trên đường biến phương hướng, chấn động hai cánh sông ngang mà tới. Lúc này dệt mộng người hai đầu cánh tay hoàn toàn biến hình, năng lượng màu đỏ sậm quấn quanh ở gầy còng chân đốt bên trên, tại cuối cùng dọc theo hai đạo trưởng dài trảo nhận. Khi hai đạo trảo nhận khoảng chừng dài hơn nửa mét, sắc bén lạnh thấu xương, thậm chí ẩn ẩn hiện ra mùi huyết tinh. Đừng nói cận thân cho nó một quyền, chỉ trốn tránh đối phương chiêu số, mấy hiệp quá khứ, cường độ cao động tác liền để Tô Lâm cảm thấy có chút mỏi mệt, mà lại khẩn trương đến sắp suy nhược tinh thần. Dệt mộng người động tác kỳ thật thật nhanh. Ở những người khác trong mắt, khả năng căn bản không thấy được cái gì động tác công kích, đầu của mình liền bị gọt sạch. Cùng khôi lỗi hoàn toàn khác biệt. Bất quá, tô lâm có thế đại khái nhìn thấy đối phương vận động quỷ tích lại thêm thân thể của nàng cùng ý thức cao độ hiệp đồng chỉ cần nàng tập trung lực chú ý đừng phân thần miễn miễn cưỡng cưỡng là có thế đuổi theo chỉ là cho dù có thế đuổi theo tốc độ của đối phương tô lâm cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể phán đoán chuẩn xác có khi tránh né phương hướng sai lầm liền lại sẽ trúng vào một chút hai cánh tay của nàng đã mấy lần trúng chiêu eo thượng càng là nhiều mấy cái lỗ thủng cùng vết thương máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo trong tay áo cùng vạt áo, thậm chí thuận theo góc áo tích táp rơi xuống, xám trắng thổ địa bên trên lan tràn ra vết máu, lại bị dẫm đến phá thành mảnh nhỏ. Tô Lâm cảm thấy bén nhọn đau đớn, giống như là một cái tay bóp cổ lại, toàn thân huyết dịch dâng lên, não bộ mạch máu phản phất đều tại điên cuồng nhảy lên. A cấp giác tỉnh giả A cấp Chỉ cần có thể sinh ra giác tỉnh giả, cầm phụ cấp liền áo cơm không lo cũng công thể chất. Chờ lấy lấy chồng khi sâu gạo liền tốt nha. Ngươi căn bản không có năng lực bảo vệ mình. Bọn hắn khả năng nói là sự thật. Nhưng là nàng không thích như thế sinh hoạt. Tô Lâm quỳ trên mặt đất. Bên nàng quá mức nhìn về phía xa xa người quan chiến. Tóc đen mắt đỏ nam nhân đứng tại phi thuyền bên cạnh, tuấn Mỹ gương mặt thượng một mảnh yên tĩnh, tụ tinh hội thần ngắm nhìn chính mình loại ánh mắt kia bên trong cũng không nhìn thấy kẻ yếu xấu mặt châm chọc cùng kinh miệt. Tương phản, trong ánh mắt của hắn thậm chí tràn ngập vui mừng cùng chờ mong, giống như cho mình quan hệ tuyệt hảo bằng hữu hoặc là người yêu đưa tặng lễ vật, chính mục thấy lấy đối phương mở ra đóng gói, chờ đợi đối phương lộ ra vui sướng tiếu dung. Đúng rồi. Nàng từng hướng đối phương đề cập qua, mình muốn mạnh lên, muốn nhìn thấy trong mắt cường giả thế giới. Nàng đã từng nói qua, chính mình chỉ có tiến nhập sơ cấp thức tỉnh trạng thái, có lẽ cần càng nhiều kích thích mới có thể tiến thêm một bước. Mà hắn đang giúp nàng đạt thành nguyện vọng. Đối với tại từng cái vũ trụ ở giữa xuyên qua chinh chiến trùng tộc đến nói, thụ thương tuyệt không phải đáng nhắc tới sự tình. Nhân loại tình lữ cùng giữa bằng hữu, sẽ không đem đối phương đẩy vào hố lửa trơ mắt nhìn xem nàng mình đầy thương tích. Nhưng mà trùng tộc đâu? Bọn hắn cân nhắc sự vật tiêu chuẩn là không giống. Tô Lâm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Nhịp tim y nguyên mãnh liệt mà hữu lực, trước mắt thế giới cũng càng phát ra rõ ràng. Ta có thể kiên trì. Eo lần nữa bị quẹt làm bị thương. Mấy đạo vết thương tung hoành trùng điệp, đau đớn càng ngày càng tươi sáng, tại gần như cực hạn kia một điểm, tất cả đau nhức khó có thể chịu được phản phất lại bắt đầu dần dần tiêu tán. Tại đau đớn cực độ trung, tại ý chí dần dần tan rã lúc, trong đầu y nguyên lưu lại một cái duy nhất rõ ràng quan niệm. Ta có thể kiên trì. Ta có thể giống cường giả đồng dạng chiến đấu, có thể giống cường giả đồng dạng không e ngại đau đớn, có thể giống cường giả đồng dạng đánh nổ tất cả không tôn trọng ta người. Ta không phải tại chịu đựng thống khổ. Ta chỉ là tại trả giá đắt, đổi lấy thứ ta muốn, vì thế trừ phi ta chết, nếu không tuyệt không buông tha. Mà lại, ta không nghĩ để hắn thất vọng. Tạ ơn, Tô Lâm cảm thấy loại kia khiến người run sợ kỳ dị khoái cảm. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội, nàng chống đỡ thân thể đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía phi thuyền người bên cạnh, lễ vật của ngươi. Một cổ nhiệt ý dọc theo xương sống tầng tầng kéo lên, bị kịch liệt đau nhức ra tấn mà tinh thần quẻ oải, cũng tự hồ cũng bị nào đó trung khát vọng mãnh liệt tỉnh lại. Khó có thể tưởng tượng phấn khởi cảm giác, như là độc dược bàn tại toàn thân ở giữa lan tràn ra những cái kia tra tấn thân thể đau đớn đều tại cảm giác này hạ trở nên mờ nhạt sau đó chết lặng con ngươi của nàng bởi vì hưng phấn mà cấp tốc co lại trương toàn thân máu chảy tăng tốc giác quan nhạy cảm trình độ gấp bội tăng lên thật dài trảo nhận nhằm thẳng vào đầu chém mà hạ tô lâm nghiêng người lấy cực kỳ nhỏ bé khoảng cách tránh thoát từ trên xuống dưới một trảo trảo nhận rơi trên mặt đất trực tiếp mở ra một đạo dài mấy chục thước rãnh sâu hoắm hai bên mặt đất hướng ngoại vặn vẹo lên, phản phất bị cự lực cày mở. Hơn 10 mét bên ngoài lúc đầu có một khung tổn hại phi hành khí, trực tiếp bị một đao này xung lực đâm đến vỡ nát, biến thành mạng thiên phi vũ linh kiện. Tô Lâm lại hoàn toàn không có tâm tình kinh ngạc. Nàng trong lúc vội vã tránh thoát vừa rồi một chiêu kia lúc, tự hồ mất đi cân bằng, trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên, hai tay án lấy băng lãnh màu xám sắc đất cát. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy đối phương một kích thất bại, tô lâm con ngươi thích chặt. Trải qua đoạn thời gian này chiến đấu, nàng đã mơ hồ ý thức được, quan chỉ huy này động tác nhìn như rất nhanh, nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều truy cầu cực hạn. Nó mỗi lần công kích đều có lưu dư lực, bởi vậy mỗi lần chiêu thức thất bại về sau, đều có thể cấp tốc biến chiêu, trực tiếp ở trên đường cải biến trảo nhận phương hướng. Vừa rồi kia một chút, trùng tộc chỉ sợ là cho rằng 10 phần chắc chính, tự xưng có thể đối nàng tạo thành trí mạng tổn thương, cho nên lực lượng chuyển vận hơi to lên một chút. Đây là thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Cái này liên tiếp suy nghĩ đều trong thời gian cực ngắn tiến hành. Dệt mộng người phía bên phải trảo nhận chưa thu hồi, bên trái trảo nhận đã ngay ngược đâm tới. Bọn hắn khoảng cách nháy mắt trừ khử. Trong nháy mắt đó, Tô Lâm trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh vỡ nát. Nàng nhìn thấy chính mình trước vị hôn phu cái kia anh tuấn xinh đẹp khuôn mặt đáng ghét tóc đỏ nam nhân mặc một thân đắt đỏ trang phục chính thức khoanh tay cánh tay đứng trong hành lang lâm triệt chỉ có một cái bóng lưng tự hồ tại cùng người nào nói chuyện tô lâm a sách đầu kia chó cái ta làm sao có thể đối nàng có hứng thú lâm công tức phát ra căm ghét thanh âm nữ nhân liền nên là ôm nhu ngọt ngào mảnh mai đáng yêu đồ vật vì sao lại có nữ tính giác tỉnh giả tồn tại đâu các nàng chính là một đám quái vật, loại lực lượng kia thuộc về nam nhân cũng coi như, nếu là các nàng, hừ, quả thực hủy, nữ nhân, cái từ này. Bất quá, cũng không có mấy cái nữ nhân có thể hoàn toàn đạt được loại lực lượng kia. Nói chuyện cùng hắn quý tộc lắc đầu, vô luận bình dân hay là quý tộc, đại đa số đều chỉ là chỉ có huyết thống bình hoa, dù sao đẳng cấp đến, có là gia tộc nguyện ý đem các nàng mời đến cửa. Cũng thế. Lâm Triệt không hề lo lắng nói. Tối đa cũng chính là sơ cấp mà thôi. Nữ nhân đều quá yếu ớt, nhận một điểm ngăn trở cũng sẽ chỉ thúc thích tuyệt vọng, căn bản là không có cách chân chính tỉnh lại, có thể làm đến những cái kia, cũng đều là quái vật. Đây là mấy năm trước ký ức. Lúc đó còn tuổi nhỏ Tô Lâm, nghe đến mấy câu này, cũng chỉ là đối vị hôn phu càng thêm ghét. Bất quá không quan hệ, nàng cùng hắn kết hôn chỉ là vì Lâm gia tài sản, dù sao nàng thích cũng là hoàng trữ điện hạ trong môn lung còn có một số lời tương tự vẫn luôn khắc sâu tại ký ức chỗ sâu giác tỉnh giả là dựa vào ý chí tỉnh lại lực lượng của thân thể khi là phi thường thống khổ kinh lịch lâm lâm ngươi làm không được có đôi khi cũng không phải là huấn luyện liền nhất định có thể được đến thành quả ngươi rất may mắn khuyết thống tại ngươi trong gian ngươi không cần tỉnh lại nó chỉ cần sinh dục là có thể đem nó kéo dài tiếp, có rất rất nhiều người đều giống như ngươi, nghe ba ba lời nói, không muốn lại làm những này phí công nếm thử. Những cái kia lắc lư mặt người cùng tiếu dung từ mơ hồ đến rõ ràng, sau đó lại trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thời gian trở lại hiện tại. Dư quan bên trong, Tô Lâm nhìn thấy chính mình thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa cánh tay. Trên mu bàn tay bạo khởi từng cái từng cái giữ tận gân cốt móng tay trở nên nặng nề uống lượng, cuối cùng sắc nhọn, chỉnh thể bày biện ra móc sắc như trảo hình. Sau đó, trực tiếp đụng vào trùng tộc không gì không phá trảo nhận. Một trận bén nhọn lưỡi mắt giao thoa âm thanh, chói tai vô cùng, phản phất hai thanh cương đao lăng không tấn công. Tô Cô Lâm ngạnh sinh sinh ngăn trở công kích của đối phương. Quan chỉ huy chân đốt cuối cùng trảo nhận vỡ vụn ra. Tại đối phương lui lại lúc, nàng bỗng nhiên nhảy lên đi. Trong nháy mắt đó, nhân loại cùng trùng tộc thân thể cơ hồ kề nhau. Tô Lâm nghe tới hàm dưới truyền đến kỳ quái vang động. Phản phất xương cốt đang vặn vẹo rút dài, bén nhọn cường tráng răng nhọn từ lợi bên trong duỗi ra, giết hầu chỗ sâu truyền ra không thuộc về loài người, tràn ngập thú tính gào thét. Thân thể biến hình. Đây đều là trung cấp thức tỉnh trạng thái biểu tượng. Nàng phát huy ra trước nay chưa từng có tốc độ, vây quanh đối phương bên cạnh thân, cắn một cái xuống dưới trùng tộc rốt cuộc biểu hiện ra mất khống chế bối rối. Đối phương bắt đầu điên cuồng công kích nàng. Tô Lâm gắt gao cắn đối phương cổ chỗ nối tiếp, ngực bụng lần nữa truyền đến đau đớn một hồi, giống như có vô số đem trọng chùi y nện tới. Trọng kích lần lượt đánh tới, xương cốt tại vỡ vụn, tạng khí đang chảy máu, trong đầu ông ông loạn hưởng. Trong mắt nàng thế giới bắt đầu mơ hồ, bay ra bông tuyết trạng bạch quang. Tô Lâm cái gì đều không nhìn thấy nàng cắn trùng tộc cái cổ, răng xuyên thấu những cái kia cứng rắn chất sừng giáp sát, giống như là cái đinh bàn thật sâu đục tiếng cơ bắp. Quan chỉ huy điên cùng công kích tới nàng. Nhưng là đối phương đánh cho càng hung ác, nàng cắn đến càng chặt. Dù là trước mắt đen trắng lấp lóe, đầu đau muốn nứt, eo ở giữa cơ hồ ruột xuyên bụng nát. Cho đến những cái kia cứng cỏi bộ phận cơ thịt bị răng cậy mạnh xé mở, chảy ra so huyết dịch càng thêm sền sệt đỏ sậm chất lỏng, những cái kia băng lãnh dịch nhần thuận theo bờ môi trượt xuống, lại từ miệng khang chảy vào ít hầu. Tô Lâm đều chưa từng buông lỏng. Trên dưới hàm dần dần bắt đầu khép lại, răng xuyên qua trùng tộc huyết nhục tổ chức, cạch. Khi là chất sừng sát ngoài vỡ nát nương theo lấy huyết nhục xé rách thanh âm. Dệt mộng người vô lực rủ xuống tứ chi. Nó đầu thân tách rời, đầu lăn xuống trên mặt đất. Tô Lâm một bên phun ra miệng bên trong huyết nhục giáp sát mảnh vỡ, một bên quỳ gối trong vũng máu thở nhân loại cùng trùng tộc huyết dịch sen lẫn trong cùng một chỗ rót thành một mảng lớn tiên diễm thê thảm đỏ mấy phút đồng hồ sau tô lâm khôi phục khí lực nàng thở hào hển bò lên ngồi đang không ngừng co giật bên cạnh thi thể án lấy máu thịt be bét eo kiểm tra thương thế của mình chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung nơi xa làm thành một vòng kiến thợ nhóm duy trì tư thế quỳ càng xa xôi quỳ xuống đất đám khôi lỗi cũng không có bất kỳ cái gì động tác hoang nguyên trên có hàng phong gào thét mà qua sợi tóc của nàng bị thổi lên giọt máu rơi trên mặt đất tô lâm viện đầu suy yếu hơi cười ngài bởi vì thắng lợi mà cảm thấy vui sướng sao có người hỏi nàng không ta chỉ là đang nghĩ kỳ thật đại bộ phận giác tỉnh giả đều làm không được sử dụng cái này cái gọi là lực lượng tô lâm ho khang hai tiếng Lâm triệt bản nhân kỳ thật cũng không được, nhưng hắn sẽ đem nguyên nhân đổ cho, bởi vì hắn không nghĩ, bởi vì hắn không cần, nhưng là đổi được nữ nhân trên người, liền biến thành, bởi vì các nàng không thể. Vân vân. Tô Lâm quay đầu lại. Cái kia quan chỉ huy đầu rơi trên mặt đất, đang cùng chính mình nói chuyện. Tô Lâm. Nàng yên lặng đứng lên. Nơi xa. Mấy đạo nhân ảnh đứng lặng tại bão các tràn ngập đất hoang bên trên cao đẳng trùng tộc nhóm nguyễn hóa thành thân người nói nhân loại không cách nào nhận ra ngôn ngữ ngô coi như ta đối với nhân loại hiểu rõ phi thường có hạn cũng biết đây không phải bọn hắn đang cầu yêu lúc lại sử dụng bất luận cái gì một trung thủ đoạn nàng muốn mạnh lên vậy liền trước từ đào móc nàng tự thân tìm lực bắt đầu chuyện này bản chất là nó đang thỏa mãn nguyện vọng của nàng chẳng lẽ không phải thường gặp thủ đoạn sao cùng nam cái bạn gái muốn châu báo ngươi liền mua được tiễn hắn nàng cũng không có trên thực chất khác nhau. Lại nói, tên kia mặc dù tại đồng loại bên trong yếu đến đáng thương, lại là nó tỉ mỉ chọn lựa ra, lấy ra kích phát tiềm lực của nàng, thích hợp nhất, càng mạnh hoặc là yếu hơn đều rất khó làm được. Có lẽ nàng không thích đâu. Người biết nhân loại thể chất quyết định bọn hắn đối đau đớn sức chịu đựng rất thấp, đây cũng là để người yêu thụ thương, không thích hợp một nguyên nhân đi. Lại không phải nó đã thương, nhân quả quan hệ không phải tính như vậy bọn hắn mỗi người mỗi ý, mặt không thay đổi tranh luận. Trong đó một cái thiếu niên tóc vàng bỗng nhiên quay đầu. Cái khác ta không biết, nhưng ta cảm thấy nàng thật thích. Sau đó, bọn hắn đồng thời nhìn thấy, ngoài mấy chục thước, cái kia thương thế mới khỏi nhân loại thiếu nữ chậm rãi đứng người lên, dẫm qua tinh hồng sâu cạn vũng máu, lão đảo chạy hướng phi thuyền. Chưa phóng ra mấy bước, liền đụng vào thuấn di xuất hiện tóc đen trong ngực của nam nhân. Trên mạng nói, rất nhiều người huấn luyện sơ cấp đến trung cấp thức tỉnh trạng thái, dùng thời gian mấy năm, ta thế mà một ngày liền làm được, nhờ có ngươi. Bọn hắn nghe tới nàng giòn tan mở miệng. Tạ ơn. Mấy cái cao đẳng trùng tộc không nói gì nhìn về phía trước hết nhất bắt đầu nhả rảnh đồng loại. Cái sau yên lặng nhìn trời. Khi ta không nói. Chương 19 Ngươi cắn một cái. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com sau khi chiến đấu kết thúc loại kia càng quét toàn thân hưng phấn cùng kích thích cảm giác dần dần rút đi cảm giác đau một lần nữa trở về cơ bắp vô cùng ê ẩm sưng những vết thương kia cũng bắt đầu phát ra tồn tại cảm mỗi một lần rất nhỏ xé rách đều sẽ mang đến toàn tâm đau đớn tô lâm toàn thân đều tại đau da thịt xương cốt vân da mỗi một chỗ đều tại khát vọng nghỉ ngơi mang đến hồi phục bất quá nàng cũng vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng Thân thể này quả thật có cực mạnh sinh mệnh lực Nếu không tại dạng này nhiều mất máu tình huống dưới Tất nhiên sẽ cơn sốc. Chớ nói chi là Trên người nàng vết thương vẫn chưa trải qua bất luận cái gì xử lý Lại đều tại tự động cầm máu Mắt thấy liền muốn chậm rãi khép lại Tô Lâm ngắm nhìn bốn phía Ánh mắt đảo qua hoa nguyên thượng quỳ lạy trùng tộc Cùng từng tòa xưởng quân sự căn cứ hình dáng Một phương hướng khác Linh Linh tinh tinh có mấy đạo thân ảnh có người đứng, có người ngồi sổng, có người ngồi tại phi thuyền hài cốt bên trên, trên mặt không có gì tươi sáng biểu lộ, từng đôi tinh hồng đôi mắt lóng lánh dọa người ánh sáng. Bọn hắn màu tóc khác nhau, dáng người gần, mỗi tấm mặt đều gọi được xinh đẹp, giống như là tinh điêu tế trác giả lập hình ảnh. Tô Lâm khiếp sợ nhìn xem những người kia. Nàng thính giác phi thường nhạy cảm, nhất là tại vừa mới kết thúc thời điểm chiến đấu, phương viên hơn trăm mét bên trong động tỉnh thu hết trong tai, bao quát những cái kia nhẹ nhàng nhất hô hấp cùng tiếng bước chân. Nhưng là, khi nhìn đến mấy người kia trước đó, nàng sửng sốt không có cảm nhận được bên kia nhiều một đám sinh vật. Tô Lâm Sau đó, trong đó một người giơ tay lên, hướng nàng quơ quơ, thuận tiện so cái ngón tay cái. Tô Lâm Tô Lâm Tạ ơn Bọn hắn cũng không thật ở đây. Liga hời hợt giải thích một câu. Tô Lâm đầu óc còn có chút bột nhão, chỉ cảm thấy câu nói này giống như đã từng quen biết. Hả? Đối phương một cái tay còn vòng tại ngang hông của mình, vững vàng chống đỡ bị đau đớn tra tấn thân thể, không để cho nàng về phần chạy chạy liền mặt hướng ngã quỵ. Nàng có chút mất tự nhiên vô ý thức lui lại một bước. Liga cũng không tiếp tục cưỡng ép duy trì loại này tư thế, hắn cảm nhận được trong ngực tiểu cô nương muốn rời khỏi, cũng biết nghe lời phải buông. Đây chẳng qua là bọn hắn lực lượng hình chiếu, không có sinh vật hình thể, cho nên ngươi khả năng không cách nào phát hiện bọn hắn. Cho nên những người này chính là thượng duy thế giới trong thần điện phục sinh pho tượng nhóm. Là những cái kia cao đẳng trùng tộc. Bọn hắn còn cố ý đem trên thân không phải người bộ vị đều xóa bỏ, một cái sau một cái càng giống nhân loại. Bọn hắn thậm chí còn xuyên nhân loại quần áo. Tô Lâm bỗng nhiên cảm thấy có chút trùng mình ngươi có thể cảm giác được ta đang suy nghĩ gì sao liga xem thường nói ta có thể nhưng ta suy đoán nhân loại đều không thích bị thăm dò nội tâm vì không đối chúng ta kết giao cấu thành trở ngại ta sẽ không chủ động làm như vậy chỉ là ngẫu nhiên có đôi khi tâm tình của ngươi ba động quá kịch liệt ta cơ hồ là bị động cảm thụ đến những tin tức kia cảm ơn ngươi ngươi ý nghĩ rất chính xác tô lâm trong nội tâm kinh dị dần dần rút đi biến thành một loại nhiều lần xuất hiện bất đắc dĩ cảm giác. Nói thật, ta cho là ngươi sẽ nói, cảm nhận được ta chân chính ý nghĩ, có trợ giúp ngươi lý giải nhân loại, tăng tiến tình cảm của chúng ta, loại hình chuyện ma quỷ đâu. Nhân loại ở giữa phần lớn không cách nào cảm thụ lẫn nhau ý niệm cùng ý nghĩ, nhưng là các ngươi y nguyên có thể giao lưu, trình độ nhất định lẫn nhau lý giải. Trùng thần ngược lại là rất chân thành nói. Ta hy vọng ta cũng có thể làm đến điểm này. Tô Lâm. Ta cảm thấy ngươi không có gì làm không được, nói thật. Không, dù là có thế đồng bộ nhân loại tư duy cùng logic phương thức, nhưng là lý giải xã hội loài người hết thảy, với ta mà nói liền có một chút khó khăn. Ly ga giọng điệu rất khiêm tốn. Ta còn tại nếm thử. Tô Lâm thở dài. Mặc kệ như thế nào, ngươi bước đầu tiên liền đi đúng, nếu như ngươi trực tiếp cảm thụ ta nội tâm ý nghĩ, ta không biết người khác nghĩ như thế nào, ta cảm thấy kia phi thường không tôn trọng. Nàng nghĩ nghĩ, ta biết ngươi có thể không tôn trọng bất luận kẻ nào, cũng không cần trả giá đắt, nhưng là nếu như ngươi, ân, hy vọng một nhân loại yêu ngươi, kia tốt nhất đừng dạng này. Ta biết. Liga đưa tay vỗ bờ vai của nàng, tinh chuẩn chạm đến không có thương tổn làn da. Ta ngay tại thử nghiệm làm như thế, thí dụ như ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi bất kỳ một cái nào đã biết tọa độ, không tá trợ phi thuyền, ta cũng có thể, Tô Lâm kinh ngạc nhìn xem hắn. Bọn hắn tiếp xúc nháy mắt, một cổ năng lượng kỳ dị tại toàn thân ở giữa du tẩu lẫn trốn ra. Giống như là một sợi trời đông lẫm phong đâm vào thân thể, những nơi đi qua, tất cả còn sót lại vết thương tất cả đều khép lại. Tô Lâm, ngươi cũng có thể làm cái vú em. Ly Ga thu tay lại, nếu như tự tiện đối ngươi làm loại sự tình này, có thể hay không cũng làm cho ngươi cảm thấy ta không tôn trọng ngươi? hả? Tô Lâm cũng mê mang, tạ ơn, chí ít ta hiện tại không có cảm thấy như vậy, chỉ là rất cảm tạ ngươi. Tốt, bởi vì ta không hy vọng ngươi hiểu lầm. Đối phương chuyên chú nhìn chăm chú nàng, cặp kia u buồn vừa nóng liệt trong mắt màu đỏ bên trong phản chiếu ra thiếu nữ gương mặt, nếu như ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì, mời nói cho ta. Nha! Có một nháy mắt, Tô Lâm cảm thấy gương mặt nóng lên. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được, chính mình quần áo tả tơi máu me be bét khắp người, vừa mới kết thúc một trận vô cùng thê thảm chiến đấu, nội tâm lại dần dần dâng lên khó nói lên lời xấu hổ. Ân. Tô Lâm cẩn thận suy nghĩ tìm từ, khi ngươi gặp được cái nào đó ngươi hy vọng hắn hoặc nàng yêu ngươi người, cũng có thể dạng này cùng người kia ở chung, ta cảm thấy rất không tệ. Ly ga. Phi thuyền phụ cận cao đẳng trùng tộc nhóm đều đang nhìn hắn. Bọn hắn tự hồ cũng không có cái gì biểu lộ, nhưng có một nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn lại hình như để lộ ra một chút xíu thương hại. lóe lên liền biến mất. Nhanh đến mức giống như là ảo giác. Đúng rồi. Tô Lâm hoàn toàn không có chú ý những này, nàng hậu tri hậu giác nhớ tới bị chính mình lãng quên đối thủ. Ân, nàng nhìn xem trên mặt đất thuộc về cái kia trung đẳng trùng tộc đầu, đưa tay khoa tay một chút, cần ta đem nó đầu trả về sao? Dệt mộng người ngã trên mặt đất, hai đôi xinh đẹp màu lam vẫy cánh mất đi quan trạch. Thân thể chỗ đứt chảy ra rất nhiều huyết dịch. Ly ga. Không. Thoại âm rơi xuống, cổ thi thể kia bỗng nhiên có chút run rẩy một chút. Đóng lấy, nó thân thể hai bên chân đốt lay động, đem toàn bộ thân thể chống lên. Tô lâm mặt không thay đổi nhìn xem thi thể từng chút từng chút xê dịch, tràn cảnh quỷ dị đến có thể so với phim kinh dị. Cái kia thân thể không đầu, khó khăn nhúc nhích hai ba phút về sau, miễn cưỡng tìm được thất lạc ở trên đất đầu lâu, tới ghép lại đứng lên. Một lần nữa phục sinh dệt mộng người chậm rãi đứng người lên, giống như là khớp nối rỉ sét khôi lỗi. Chậm rãi, nó hành động từ chậm chạp trở nên trôi chảy. Cái này phục sinh quá trình, Tô Lâm đã không còn khí lực kinh ngạc. Theo lý thuyết, trải qua vừa rồi cuộc chiến đấu kia, nàng đã sớm hẳn là tiến cấp cứu phòng bệnh hiện tại nàng đã khôi phục được bảy tám phần ngài thắng dệt mộng người nâng lên bốn đầu chân trước hai cánh hướng về sau khép lại nghiêm túc hướng nàng hành lễ tô lâm không biết nên làm sao đáp lại chỉ là cứng đờ gật gật đầu quan chỉ huy hành lễ kết thúc về sau lần nữa té quỵ dưới đất lần này hành lễ đối tượng thay người liga cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị hắn chỉ là nhìn về phía tô lâm còn tiếp tục đánh sao dệt mộng người chậm rãi đứng dậy. Còn lại trùng tộc nhóm cũng lần lượt khôi phục hành động lực, nhau nhau trở về quét dọn chiến trường hoặc là tiếp tục chữa trị những cái kia bị hao tổn kiến trúc. Tô Lâm có một nháy mắt im lặng. Ta không rõ, ta coi là nó có thế thôi miên người khác, còn có thể chế tạo một chút huyễn tượng. Ngươi không phải bị hắn gọi lên một chút ký ức sao? Tô Lâm Là, nhưng những cái kia căn bản là không có đối ta tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, Ta coi là nó công kích sẽ là loại kia, giống ta tại Liên Bảo bên trong gặp phải tội phạm truy nã, để người buồn ngủ, hoặc là đầu rất đau, mất đi sức chiến đấu loại hình. Người lúc trước gặp phải dị năng giả, cũng không có cùng ngươi triển khai dạng này trình độ chiến đấu đi. Liga hững hờ liếc nhìn mặt đất, vết máu khô khốc nhiễm ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ. Giật mộng người cũng có cá thể khác biệt, có chút thích sử dụng lực lượng tinh thần, có chút càng ỷ lại thân thể nhưng vô luận như thế nào, một bên tiến hành cường độ cao chiến đấu, một bên tiến hành cường độ cao tinh thần chuyển vận, cũng không phải bất kỳ một cái nào quan chỉ huy cũng có thể làm đến. Rất nhiều A cấp giác tỉnh giả cũng có thể đánh bại quan chỉ huy, cho dù là bọn họ chưa chắc có tinh thần hệ dị năng, chính là nguyên nhân này. Đương nhiên nếu như những này trùng tộc vừa lên đến liền tiến hành tinh thần công kích, trên lý luận nói, các quan chỉ huy đều có không kém hơn trí tuệ của nhân loại bọn hắn khi nhìn đến đối thủ là cũng có thể làm ra phán đoán, đối với những cái kia tính uy hiếp mạnh giác tỉnh giả, bọn hắn bình thường sẽ không làm như thế. Lại nói, đồng dạng là một cái chủng loại trung đẳng trùng tộc, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người mạnh như nhau. Tựa như trong nhân loại đồng cấp giác tỉnh giả, cũng có thể là bởi vì kinh nghiệm cùng tuổi tác chờ nhân tố, có tư sáng thực lực sai biệt. Bởi vì dù cho nó thôi miên ngươi, cũng rất khó một nháy mắt giết chết ngươi. Liga giơ tay lên, băng lãnh đầu ngón tay như có như không sát qua thiếu nữ bên gáy, xuyên thấu qua nhỏ vụn mềm mại sợi tóc, ý lạnh ẩn ẩn rót vào làn da. Tô Lâm cơ hồ cảm thấy khối kia làn da có chút tê dại ngứa. Nàng chịu đựng đưa tay che xúc động, ngẩng đầu nhìn bên cạnh trùng tộc, hả? Cổ của ngươi xương cốt so hắn móng vuốt cứng rắn hơn. Hắn thấp thuần tiếng nói phiêu tán tại hoa nguyên trong gió lạnh, hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém đứt đầu của ngươi, mà ngươi bị thương sau sẽ thanh tỉnh, Phúc Tô Lâm công công khóe miệng, chợt nhớ tới vừa rồi đối phương nói lời, ngươi cũng biết nhân loại quản bọn họ gọi dệt mộng người a. À. Danh tự này vốn chính là từ ngôn ngữ của chúng ta bên trong tinh luyện, dựa theo ý tứ cũng không sai. Tóc đen nam nhân cười một tiếng, những cái kia nếm thử lý giải bọn chúng người loại các chuyên gia, có chút phiên dịch rất hoang đường, có chút làm không tệ. Hai người nói chuyện trong lúc đó hắn giống như lại chợt nhớ tới chuyện gì lại đưa tới một vật tô lâm kiếp sợ tiếp nhận chính mình quan não cái này lúc nào chạy đến trong tay ngươi rồi đem ngươi nhảy xuống phi thuyền thời điểm liga rất vô tội nói nếu như nó trong chiến đấu hư hao ngươi hẳn là sẽ rất không cao hứng đi tô lâm tâm tình phức tạp hướng hắn nói lời cảm tạ tiếp nhận ngay tại chấn động quan não có một đầu đến tự chuyển phát nhanh công ty thông tin thỉnh cầu Ngày tốt, nơi này là tinh mộng nhanh vận. Phục vụ khách hàng dừng lại một chút, ngài chuyển phát nhanh, số lẻ sau ba, sắp đến tinh cầu gần đất quỷ đạo, nhưng là ngài điền địa chỉ ở vào trùng tộc tinh vực, phục vụ khách hàng tiểu ca tận lực duy trì chuyên nghiệp giọng điệu, nhưng vẫn là lộ ra một chút xíu mờ mịt cùng hoảng sợ. A à a, à, ta biết, trực tiếp để drone xuống tới là được. Tô Lâm quay đầu nhìn xem Ly Ga, đưa tay chỉ bầu trời. Cái sau khẽ vuốt cầm. Không có chuyện gì, nếu như bị làm hỏng ta toàn ngạch bồi thường, vô luận là drone hay là tàu vận tải. Tô Lâm phản phất đạt được cho phép, lời thề song sắc hồi phục phục vụ khách hàng. Cái này trò chuyện đều là bị ghi âm, cũng có pháp luật hiệu lực, cho nên phục vụ khách hàng tiểu ca tâm tình phức tạp treo. Ly Ga cũng không hỏi Tô Lâm mua cái gì, nàng cũng không có vội vã giải thích, ngược lại tiếp tục hỏi. Cho nên nó muốn thế nào mới có thể giết chết ta móc ra lòng ta sao như thế ngươi hẳn là còn có thể sống một đoạn thời gian hắn khẽ lắc đầu mang theo lạnh khí tức ngón tay lướt ngang nó lựa chọn tiêu hao ngươi muốn để ngươi bởi vì mất máu quá nhiều mà dần dần mất đi lực lượng sắc bén móng tay phát họa ra thiếu nữ cầm duyên dáng đường vòng cung sau đó nâng lên hư hư chỉ hướng môi của nàng sau đó nên là đem năng lượng rót vào trong miệng của ngươi từ bên trong ra ngoài phá hư thân thể ngươi tô lâm kinh ngạc nhìn hắn ra ngoài ý định chính là trong nội tâm nàng cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi giống như chỉ là đang nghe người khác làm học thuật báo cáo mà nội dung của báo cáo là một cái trung đẳng trùng tộc như thế nào giết chết một cái a cấp giác tỉnh giả có một sát na trong nội tâm nàng ẩn ẩn dâng lên một loại nào đó cảm giác liên quan tới cái này dệt mộng người liga là chuyên môn chọn nó cho mình khi đối thủ sao cái kia quan chỉ huy rất khó giết nàng, nhưng ngược lại, Tô Lâm cũng không có đặc biệt hữu hiệu thủ đoạn hủy đi đối phương, ngoại trừ cắn rơi đầu của hắn. Bất quá, nhìn nàng một cái trả giá bao lớn đại giới đi. Nàng đều bội phục mình, trồng rã tại trùng tộc trên thân sâu 2 phút đồng hồ, trong lúc đó tiếp nhận như mưa giông gió bão trọng kích, ngay cả ruột đều bị móc ra. Nếu như là cao đẳng trùng tộc đâu, Tô Lâm dùng ánh mắt quét mắt nơi xa phi thuyền bên cạnh những thân ảnh kia. Nàng mắt sắc nhìn thấy có người kích động đứng lên. Ta biết bọn hắn có thế rất dễ dàng giết chết ta, nhưng ngược lại, ta có thế tổn thương đến bọn hắn sao? Hả? Ly ga động tác có chút dừng lại, ta không thể xác định, dù sao vừa rồi hẳn không phải là cực hạn của ngươi, bất quá, trên người ngươi nhất có lực sát thương vũ khí, hẳn là ở đây đi. Đầu ngón tay của hắn hất lên, cơ hồ xoa lên thiếu nữ cánh môi, trong giọng nói tự hồ nhiều một điểm trêu tức ý vị. Ngươi cắn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết. Chương 20 Lễ vật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trầm mặt Hoang nguyên thượng gió lớn gào thét, nơi xa trùng tộc nhóm vất vả cần cù làm việc, tại dư quan bên trong chỉ là một mảnh phun trào bóng đen. Tô Lâm ngước mắt nhìn trước mặt dị tộc thần linh tóc đen nam nhân cũng rủ mắt nhìn qua nàng, lông mi thật dài ưu buồn rủ xuống, đỏ lưu thạch bàn trong mắt lưu quan chậm rãi dập tắt. Hắn rõ ràng không được đến trả lời, lại phản phất đã bị cự tuyệt, tự dưng toát ra một loại làm cho lòng người nát cô đơn cảm giác. Tô Lâm Gương mặt này thực tế là quá có lừa gạt tính cùng sức hấp dẫn. Nàng cảm thấy có chút trí tắc. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, cắn một cái đi lên. Trên lý luận nói, nàng răng có thể cắn nát tuyệt đại bộ phận kim loại, bao quát những cái kia chế tác vũ khí cùng hộ giáp siêu hợp kim. Đúng vậy, đây chính là giác tỉnh giả lực lượng. Xanh nước biển đế quốc quân đội đã từng đánh đâu thắng đó chính phủ vũ trụ nguyên nhân, cao cấp giác tỉnh giả trải qua huấn luyện, chiến lực bị hoàn toàn khai phát về sau, có thể xưng hình người vũ khí. Những tinh cầu khắc thượng những binh lính kia thao túng cơ giáp, tại trước mặt bọn hắn yếu ớt tựa như là nhựa đồ chơi đế quốc các công dân, nhất là truyền thừa cổ nhân loại huyết thống giác tỉnh giả nhóm, luôn luôn lấy này làm ngạo. Tô Lâm đối với mấy cái này chỉ là có cái mơ hồ khái niệm. Nhưng chiến đấu mới vừa rồi để nàng rõ ràng đến ý thức đến, đây là sự thực. Bài trừ những cái kia trọng lượng cấp công suất cao diệt tinh đạn năng lượng hạt nhân pháo, đã biết, binh sĩ có thể tay cầm đường đạn chính xác quân dụng vũ khí bên trong, không có cái nào có thể trực tiếp đánh bay trung đẳng trùng tộc đầu hoặc là đối bọn hắn thân thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng mà cao cấp giác tỉnh giả tay không tất sắc liền có thể giết bọn hắn. Vô luận cùng loại thiết lập đến cỡ nào không khoa học, trong thế giới này, quy tắc chính là như thế. Cho đến càng thêm không khoa học tồn tại, trùng tộc xuất hiện. Giờ này khắc này, Tô Lâm cắn đến trùng thần tay. Mặc dù chỉ là một bộ bị huyễn hóa ra nhân loại tới thân thể. Cân nhắc đến đối phương bản thể phản phất hay là không biết nàng không thể tin mở to hai mắt. Trong miệng xúc cảm, là một loại sen vào thân mềm cùng cứng rắn chất ở giữa, không cách nào bị răng trực tiếp chặt đứt, bởi vậy có thể khiến người ta một nháy mắt phát huy ra lớn nhất cắn vào đồ vật. Mà lại phi thường băng lạnh, lạnh đến không có chút nào nhiệt độ, giống như là nửa hòa tan băng cứng, từ bên trong ra ngoài tản ra hàng ý. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khí tức. Tô Lâm Thứ gì? Cái này mẹ nó hay là tay sao? Dù là nàng sớm có các loại tâm lý chuẩn bị, cũng không nghĩ tới dưới mắt loại tình huống này. To lớn mê hoặc cảm giác tràn ngập não hải, thậm chí trình độ nào đó xua tan lý trí. Thế là nàng tuân theo bản năng, vô ý thức lè lưỡi liếm liếm. Vị giác không có chút nào cảm thụ. Tô Lâm hoảng hoảng hốt hốt ngẩng đầu, đối đầu tóc đen nam nhân giống như cười mà không phải cười đỏ mắt. Hòa tào nàng trong đầu ầm vang chấn động, mới ý thức tới chính mình chính ngậm lấy tay của đối phương, còn nhiều lần liếm láp giống như kia là một khối hoa quả đường. Đồng thời, chung quanh cái này một mảnh trải rộng phi thuyền hài cốt màu xám sắc đất các bên trên, lại nhiều mấy đạo nhân ảnh. Những người này lúc đầu đều tại mấy chục mét có hơn, chẳng biết lúc nào toàn bộ chạy tới, linh linh tinh tinh hoặc đứng hoặc ngồi một vòng, từ từng cái phương hướng đứng xem hai người bọn hắn hỗ động. Tô Lâm liên tục lui về phía sau mấy bước, xoay chuyển ánh mắt, đối đầu kia từng đôi tinh hồng con mắt. Những cái kia trùng tộc vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng bọn hắn không hề nghi ngờ đang nhìn chăm chú nàng, trong mắt chớp động lên không cách nào phân tích rõ quan trạch, làm cho không người nào có thể giải đọc tâm tình của bọn hắn cùng ý nghĩ. Cho dù biết trùng tộc cũng không có nhân loại tam quan, Tô Lâm hay là khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Nàng lui lại mấy bước, đưa tay ngăn trở miệng của mình, mu bàn tay chạm đến gương mặt nóng hổi. Đáng tiếc. Ly ga tay còn dừng lại tại không trung, ngươi hay là tiếp tục cùng các quan chỉ huy giao thủ đi. Hắn bắt chước ngụy trang thân thể hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ, tay cũng không ngoại lệ. Khớp xương rõ ràng rõ ràng, năm ngón tay tái nhật thon dài, cuối cùng lan tràn ra lợi trảo lãnh khốc đường cong, sợi dây kia đầu xinh đẹp mà bén nhọn, sắc bén đến có thể nhói nhói mắt người. Hết lần này tới lần khác Tô Lâm nhãn lực rất tốt, lại có thể thấy rõ trên tay đối phương mấp mô to to nhỏ nhỏ dấu răng, còn có giữa ngón tay dính ngay cả sáng long lanh chất lỏng. Tô Lâm Nàng cảm thấy mình cuốn họng có chút phát khô. Hỏng bét chính là, trên người nàng quần áo đều cùng vải rách không có kém, nàng thậm chí không bỏ ra nổi thứ gì đi lau rơi nước miếng của mình. Qua loa qua loa thảo Nàng cảm giác chính mình giới đến ngón chân móc ra hai tòa hoàng cung. Tân. Lúc này, bầu trời phương xa trung cấp tốc bay tới một đạo hắc ảnh. Cái kia phi hành vật tại đỉnh đầu bọn họ bồi hồi vài giây đồng hồ, mới không nhanh không chậm chậm rãi hạ xuống. Dưới tình huống bình thường, trùng tộc nhóm đều sẽ lập tức phá hủy loại này không rõ phi hành khí. Nhưng mà xa gần trùng tộc nhóm đều yên lặng, không có bất kỳ cái gì dị động, phản phất căn bản không có cảm nhận được nó tồn tại. Thế là drone cũng bình an tới gần khách hàng. Tô Lâm giơ cổ tay lên, tùy ý đờ rôn quét hình nàng quan não. Phi hành khí dưới đáy mở ra một cái mở miệng, một cái tinh xảo phòng quản đóng gói hộp treo ở móc treo bên trên. Cơ sát thượng vần quanh ánh đèn mang lấp lóe. Ngài chuyển phát nhanh đã đưa đạt. Tô Lâm cũng được lấy từ quẩn cảnh trung bước ra, tiếp nhận bao khỏa thuận miệng nói tạ. Đờ rôn lại đem một cái toàn tức sờ khống giao diện hình chiếu đến không trung. Tô Lâm trên tay thoáng dùng sức, đem Auser trang kéo tới hiếm nát, đẩy ra hộp xuất ra bên trong quan não. Lễ vật cho ngươi, lúc trước ta nói qua, chẳng qua là lúc đó không kịp mua. Nàng kiểm tra một chút quan não công năng, cấp tốt tại Drone cho ra đánh giá giao diện điểm tam cái ngũ tinh. Đạt được khen ngợi về sau, nho nhỏ phi hành khí nghênh ngang rời đi, đào mệnh bàn biến mất ở trên không trung. Liga vẫn luôn an tĩnh nhìn xem động tác của nàng, lúc này tự hồ có một chút chút ngoài ý muốn hắn rủ mắt nhìn qua thiếu nữ trong tay đồ vật lễ vật ân tô lâm ngẩng đầu không nhìn chung quanh mấy đạo quan tới ánh mắt ngươi có phương diện kia nghi vấn như thế nào định nghĩa lễ vật như thế nào lý giải hành vi của ta đối đãi ta như thế nào cử động làm ra phản ứng sau đó học đối phương giọng điệu đưa ra cái này đến cái khác vấn đề không có việc gì những này ta đều có đáp án đương nhiên nếu như ngươi nghĩ giải thích ta cũng sẽ nghe liga không nhanh không chậm nói sau đó lại một lần giơ tay lên động tác của hắn kỳ thật mười phần tùy ý tản mạng nhưng lại lộ ra một loại đều nắm trong tay ưu nhã giống như chờ đợi sứ thần hôn quốc vương tóc đen mắt đỏ thần linh có chút nghiêng đầu mời cái này còn tạm được tô lâm nhún vai đem đóng gói hộp quăng ra xẹp tới ngẫm lại gia hỏa này căn bản không cần sinh hoạt năng lực cho nên phương diện này nói không chừng thật sự là cấp chính tàn tật chỉ sợ sao quốc vương còn không bằng đâu những này đắt đỏ sản phẩm công nghệ cao sử dụng cùng đeo đều rất thuận tiện tô lâm cuối đầu nghiên cứu một chút động tác lạnh nhạt đem giá trị bảy chữ số loại hình mới nhất nhiều chức năng quan não mang tại tay của đối phương bên trên quan não bản thể chỉ là một cái mặt đồng hồ đại vi hình máy tính ở trong chứa quét hình cùng phân tích cùng hình chiếu chờ một chút dụng cụ, tất cả linh kiện đều rất tinh vi. Hai bên dọc theo vôn phram kim điện màu trắng vòng tay, căn cứ người đeo thủ đoạn phẩm chất tự động điều chỉnh kích thước. Tạ ơn. Liga có chút nâng tay lên, xương cổ tay của hắn đường công lăng lệ tinh xảo, lạnh như băng kim loại dây xích kẹp lại xinh đẹp khớp xương, lộ ra lạnh bạch làn da, lộ ra hết sức đẹp mắt. Không khách khí, đây là dùng tiền thưởng mua, nhờ có ngươi nếu không ta nói không chừng ngay cả mệnh đều không có tô lâm chính vùi đầu nghiên cứu vừa mới khởi động quan não quan não nhẹ nhàng chấn động phát ra thanh âm nhắc nhở chưa kiểm tra đến thân phận chip tô lâm thảo quan não loại vật này không có thân phận chip đương nhiên cũng có thể sử dụng nhưng mà rất nhiều công năng sẽ nhận hạn chế tô lâm ngẩng đầu lên các ngươi hẳn là có người sẽ làm thân phận chip a đã các ngươi đều có thể tạo phi thuyền nàng mới phát hiện liga ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên mặt của mình tựa hồ cũng chưa từng di động qua cái này hoàn toàn không giống người bình thường là vừa vạn thu được lễ vật phản ứng hoặc là nói đối phương biểu hiện để người cảm thấy nàng mới là lễ vật kia tô lâm buông tay hắn ra khụ ngươi có thể hay không nói một câu không phải ta rất xấu hổ có thể Ly chậm rãi trả lời hắn trầm mặt vài giây đồng hồ thật giống như im lặng tại trong đầu liên lạc người nào dị tộc thần linh ánh mắt lưu chuyển thon dài lông mi khẽ rung lên có thể làm yêu cầu cụ thể tô lâm đây là làm cho ngươi a à, làm sao nghe vào thật giống như ta tại muốn cái gì đồng dạng không có gì yêu cầu công dân cùng quý tộc đều có thể đừng phục chế tội phạm truy nã trên thân chip là được nếu không đi tới chỗ nào đều đang vang lên cảnh báo. Tô Lâm nhỏ giọng nhã rảnh hai câu, mặc dù ngươi khả năng cũng không quan tâm. Ta quan tâm, nếu như vậy sẽ cho ngươi tạo thành phiền phức. Ly Ga hơi cười, sau đó động tác thân mật tự nhiên, đưa tay vuốt vuốt nàng đỉnh đầu. Tô Lâm ngốc mấy giây. Nửa ngày, nàng lấy lại tinh thần, tên của ngươi đến tột cùng làm sao liều. Cái này hoang vắng ác liệt tinh cầu bên trên cũng bao trùm lấy tín hiệu, nàng một bên nói một bên đem đối phương phương thức liên lạc tồn nhập chính mình danh bạ, tại điền tên thời điểm lại tạm ngừng. Ta nghĩ tới ngươi phương pháp nhập bên trong cũng không có ghi vào ngôn ngữ của chúng ta. Liga có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua quan não giao diện, ngươi tùy tiện viết đi. Tô Lâm Thật Vậy ta đem ngươi tồn thành, Lily, có thể chứ? Liga nhìn qua hoàn toàn bất vi sở động, ta đã sớm nói, ngươi có thể đối ta sử dụng bất luận cái gì ngươi thích xưng hô. Tô Lâm thua trận. Ngay sau đó, nàng nghe tới từng đợt trầm thấp động cơ oanh minh tiếng gầm gừ, từ xa xôi trên bầu trời rung động truyền đến. Trên bầu trời đã thả neo to lớn trùng tộc tuần dương hạm, bao quanh lấy to to nhỏ nhỏ các loại loại hình chiến thuyền, bọn chúng cơ hồ che đậy hơn phân nửa thương khung. Ảm đạm hàng tinh quang xuyên thấu qua những phi thuyền kia khe hở xuyên để lọc mà xuống, lúc này cũng thời gian dần qua biến mất. Càng nhiều chiến hạm xuất hiện. Tô Lâm ngửa đầu nhìn xem càng ngày càng nhiều trùng tộc bay xuống chiến thuyền, thân ảnh của bọn hắn lít nha lít nhít, giống như là sào huyệt bị phá hủy sau loạn vũ bầy ong, lại như đồng dày đặc như mưa rơi từ trên trời trút xuống. Bắt mắt nhất chính là những cái kia người khoác hào quan các quan chỉ huy. Rất nhanh, tất cả trùng tộc tất cả đều đáp xuống trên mặt đất. Bọn hắn liên miên liên miên quỳ xuống, động tác này hướng về sau tiến dần lên, như là thủy triều bàn chập trùng hướng về sau phun trào. Hoang Nguyên Thượng ở lại mấy chục vạn trùng tộc, lại an tĩnh chỉ còn lại phong thanh, thậm chí ngay cả vỗ cánh vang động đều hoàn toàn chôn vùi. Lúc này, có một cái quan chỉ huy dẫn đầu đứng dậy. Nó không có cánh, đỉnh đầu xúc tu thật dài, cơ hồ rủ xuống tới trên mặt đất, giống như là hai đầu theo gió lắc lư tinh tế cành liễu nó thân thể bao trùm lấy màu trắng chất sừng xương vỏ ngoài phía trên quấn quanh lấy từng vòng từng vòng quỷ diễm màu đỏ thẩm hoa văn cái này trùng tộc cũng là hai chân đứng thẳng bên cạnh thân bốn cái tay cánh tay mỗi đầu chân đốt cuối cùng đều là liêm đao trạng lợi trảo một cái xé rách người bọn hắn không có dệt mộng người lực lượng tinh thần nhưng mà thân thể lực lượng lại càng mạnh mà lại càng khó bị tổn thương nó tại mười mấy mét bên ngoài dừng bước nó trước báo một cái tên, ngài hiển nhiên đã có tham dự tử uyên chi chiến tư cách, ta nguyện ý trở thành ngài trận đầu đối thủ. Trùng tộc dừng dừng, nhân loại là ưa thích nói như vậy a. À. Một cái không có tình cảm tinh mộng phục vụ khách hàng gạo nếp nắm cả 22 phút trước, đến từ SN77.MINI có cái tiểu tỷ tỷ tại trùng tộc tinh vực thu hàng, thật giống như là muốn đưa cho nam phiếu lễ vật. Đồ vật rất đắt, bồi phó kim tráng là ta mấy chục năm tiền lương đầu năm nay các đại lão đều là tại trùng tộc địa bàn thổ lộ sao? PS đừng có lại hỏi, nói càng nhiều chính là tiết lộ hộ khách tin tức. Cô sờ ta làm sao biết người ta là đẳng cấp gì giác tỉnh giả, mà lại chúng ta drone không thể tùy ý chụp ảnh xâm phạm. Cô sờ cho dù ở trùng tộc tinh vực cũng không thể tùy tiện chụp ảnh, dù cho tiểu tỷ tỷ có thể là cái trùng tộc cũng không thể tùy tiện chụp ảnh. Đưa hàng kỳ văn 818 ta đưa chuyển phát nhanh những năm kia gặp phải đại lão.